Một bộ nha mấy chị nhá, một bộ này, hai bộ này, ba bộ này, đưa giùm đi, ba bộ, bốn bộ, để mở ra cho mấy chị coi mẫu. Nhớ giùm em phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nha. Mẫu mã đúng ok mình hãy nhận giùm cho em, còn không đúng ok mình không nhận hàng cho em. Trang nghe rõ giùm em nha. Nhờ kiểm tra hàng nha. Một chân ca 10 bộ đã chia sẻ bài còn phí ship. Em Trang phí ship cho mấy chị luôn, chỉ có duy nhất cứ cuối tuần này thôi, nghe rõ giùm em nha. Tính ra là một bộ có 10 ngàn thôi, em Trang hứa luôn. Một bộ như thế này mà 10k, trời ơi ở đâu ai bán cho mấy chị? Dạ, nhưng mà Trang chốt chị ơi, cho những người nào chia sẻ livestream lên giùm em thôi. Chia sẻ nhất 3-5 lần vào Trang và chia sẻ vào hội nhóm ít nhất là 20 hoặc 30 lần vào hội nhóm giùm em. Mấy chị vui lòng đừng comment số điện thoại trên live. Tại vì sao? Tại vì comment trên live là dễ bị ăn cắp đơn. Tụi nó canh me số điện thoại nhà em, đăng like nó vô ăn cắp đơn, nó thấy số điện thoại của mấy chị nó hoài chốt đơn, rồi nó giao hàng toàn là hàng sida cho mấy chị thôi. Nhưng mà Trang đã nói cái vấn đề này rất là nhiều rồi, mấy chị vui lòng đừng comment số điện thoại trên like, nghe rõ giùm em nha. Chia sẻ nhất 3-5 lần và mấy chị cứ chỉ cần comment là như cái chị này này, như cái chị này hàng Thì Nguyễn này đó, chia sẻ bao nhiêu lần chị comment lên đây luôn, mà không đừng chỉ comment số điện thoại. Comment số điện thoại là dễ bị ăn cắp đơn, nghe rõ giùm em nha. 100k 10 bộ đã chia sẻ bài cộng vi ship là bên nhà Trang đã in bill ra cho chị rồi. Nghe Trang đọc tên chị nào mua hàng bên nhà em là nghe nhân viên Trang sẽ đọc tên lên, nghe rõ giùm em nha. Không phải đừng comment số điện thoại nha. Đây mấy chị ơi, quay này một bộ. Mấy chị ơi em cho mấy chị quay từng bộ đồ, mấy chị nhận hàng mấy chị kiểm tra hàng cho em trước khi nhận hàng, nghe rõ giùm em nha. Chia sẻ livestream lên giùm em mấy chị dẹp nha. Tầm 24-25 tay 25 Tết á, bên nhà em sẽ đi quà cho những chị nào mà trở thành fan cứng thôi nha. Chứ còn không phải là khách mới khách cũ gì là mua 1-2 bộ bên nhà Trang đi quà đâu, không có đâu, cái gì đẹp nha. Chị cái gì vậy? Lóc con bị mồng. Sao vậy? Thấy hả? La đi la đi. Mấy chị biết sao không? Những cái bên đó đó là nó giao hàng cho mấy chị toàn hàng sida thôi. Cho nên mấy chị nghe rõ giùm em, phải kiểm tra hàng. Cái vấn đề này em nói trên live rất là nhiều luôn. Cho nên mấy chị nghe rõ giùm em nha, mình phải kiểm tra. Kiểm tra hàng đúng mẫu đúng màu mấy chị hãy nhận giùm em. Còn ngoài ra mà không cho kiểm tra hàng mấy chị không nhận hàng giùm em, mấy chị đẹp nha. Rồi lên giùm em mấy chị ơi, 5 phút 10 phút là nhân bán hàng. Đây, một bộ màu tím số 1 giùm em này đó, một bộ 10 tím số 1 10.000 cho em. 100k 10 bộ còn phí ship đã chia sẻ là được. Đây, một bộ màu tím này 10.000 nha, nghe rõ giùm em nha. Một bộ sơ mi đỏ này 10.000 giùm em luôn. Đó, nhớ chụp màn hình lại cho em Trang đi. 100k 10 bộ chỉ có duy nhất cái like ngày hôm nay thôi. Đây, sơ mi đỏ 10.000. Trời ơi là trời, một bộ vest 10.000 mấy chị ơi, nói mắc cười ghê luôn á. Một bộ vest đỏ 10.000 cho em luôn nha. Đó là đưa lứa hàng lên đây. Trời ơi mấy chị ơi, hôm bông đẹp lắm luôn. Rồi em nhắc lại một điều này, vấn đề này nữa một lần cuối cùng. Mấy chị nào mà mua hàng bên nhà em thực sự mấy chị mua thì mấy chị hãy comment. Còn không mua thì thôi, mình đừng vô mình chọn chơi chơi, xong đến khi mình bom hàng của người ta, mấy chị làm vậy mấy chị thất đức lắm luôn. Ăn ở có đất có con cho cháu một xíu mấy chị nha, để đất cho con cho cháu một xíu. Đó. Còn bây giờ nha, là em live tầm 3 tuần nữa thôi là em nghỉ Tết rồi, tại vì năm nay là em đi du lịch nước ngoài cho nên năm nay là em nghỉ Tết sớm đó. Năm ngoái là em live tới 27-28 nhưng mà hôm nay là tầm 24-25 thôi là em đi nước ngoài rồi, cho nên mấy chị nghe rõ giùm em, mình cảm thấy mình mua được thì mình hãy comment. Đấy, Tết nhất mà hàng không có bán này, mấy chị mua hàng mấy chị trả về đó, chị thấy không? Bây giờ những cái hàng này em sale cho mấy chị 10.000 nha, cho nó hết hàng, tại vì mẫu lẻ em rất là khó bán. Nhưng mà chỉ áp dụng mua trên livestream thôi, còn mà mấy chị mua inbox là 10.000 bộ em không có bán đâu nha. Tại vì tắt một cái livestream mà mấy chị inbox 10.000 bộ là em không có bán. Mấy rất là nhiều chị inbox luôn. Làm gì có mà 10.000 bán cho mấy chị hoài đúng không ạ? Dạ 100k 10 bộ chị, hoặc là 50k 5 bộ giùm em nha. Đó gấu trắng. Rồi tiếp tục. Ôi da, mệt quá mấy chị ơi, lẹ lẹ lên giùm em đi. Bà này lấy 30 bộ trước quả. Hồi xíu soạn cho khách đi con. Đây sao vậy? Trời ơi là má ơi mấy chị ơi, trưa hôm qua mấy chị cho em 2 phút nói vấn đề này nha. Con mè này heo vàng mấy chị. Vui lòng đừng comment số điện thoại nha. Vui lòng đừng comment số điện thoại mấy chị ơi. Mấy chị ơi biết bom liêu lần hàng đơn mấy chị, 27 đơn hàng, trời ơi là trời. Em hết nói nổi luôn mấy chị ơi, bom lần 27 đơn hàng. Trời ơi ông nội đâu ai dám giao hàng cho bà nữa mấy chị. Mấy chị nó giao mấy bom hàng lần 27 lần mấy hàng. À, cho mình 5 bộ 50k nha. Ok chị Nhi Phan nha, đợi em xíu cho chị nha mấy chị. Nó bom em lần 27 đơn hàng mà bom rất là nhiều shop luôn. Bây giờ em đâu có dám hàng giao hàng cho bạn đó mấy chị. Trời ơi là trời, bom lần 27 đơn hàng đâu ai dám giao. Vậy mà còn đục mặt vô mà đặt hàng của người ta nữa mấy chị. Dàn 100k 5 bộ, 100k 10 bộ hoặc 50k 5 bộ, 30k 3 bộ mấy chị muốn mua. Số lượng bao nhiêu là Trang bán hết. Hôm nay là Trang bán đài hài giá cho mấy chị. Chuẩn bị đi nước ngoài rồi mấy chị ơi. Sướng lắm.
bà không biết lời lạ bao nhiêu năm nay đi bỏ tiền ra đi nước ngoài chơi vậy đó. Đi à, trời ơi là trời, mấy chị ơi em nói thật khốn nạn quá mang luôn. Cái gì? Bóng thật. Rồi đây mấy chị, em nói thật mấy chị ha, cái bồ này em nói thật, nhà Trang không còn bồ nào mà bán luôn rồi, nó Trang nói thật luôn. Cái bồ này nhà Trang không còn bồ nào luôn, hôm nay Trang không có hàng đâu, hôm nay Trang lên Trang chơi với chị thôi, Trang bán 10 ngàn cho chui nó vui với chị thôi, để mà lấy tương tác thôi chứ còn không có bán hàng đâu. Đây 100k 10 bộ chị ơi, chia sẻ livestream lên giùm em nhá, và đã chia sẻ bài còn chi tiết đây, 10.000 bộ đoá lá riêu. 10.000 bộ lá riêu giùm em nhá, nghe rõ giùm em. 10k ai muốn mua thì comment lên giùm em nhá, và ở lại nha, Trang bán nhiều lắm đây mấy chị. Cái bộ lá riêu này. Trời ơi là trời. 10.000 giùm em nhá. 10.000 giùm em bộ lá riêu, nghe rõ giùm em, chia sẻ livestream lên giùm em chị đẹp rồi tiếp tục. Có 10.000 bộ thôi chị ơi. Chia sẻ livestream lên giùm em nha. Vui lòng đừng comment số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Đưa mấy phiếu đây. Mấy chị ơi vui lòng đừng comment số điện thoại trên live giùm em mấy chị đẹp. Comment số điện thoại là em không chốt đơn đâu nha. Đây con mèn này đi. Mấy chị ơi em nói thật luôn, thề luôn mấy chị. Đừng comment số điện thoại nha. Phạm Hằng, chị ơi chị có đang quay live, em biết chị đang quay live đưa giùm em cái điều. Em biết chị đang quay live chim nhà em luôn. Sao mà chị ác nhân quá vậy, chị bom lần 80 đơn hàng mấy chị, đâu có ít đâu. Nó bom lần 80 đơn hàng mấy chị. Đây những chị này có đơn nha, nghe rõ giùm em nha. Mấy chị này có đơn nhưng mà xíu nữa bên nhà cha sẽ chốt lại. Bên nhà cha sẽ kiểm tra lại, chị nào có chia sẻ livestream bên nhà em mới chốt, mà còn không chia sẻ livestream bên nhà em không chốt mấy chị ơi. Cái Phạm Hằng là mấy chị con mẹ nè mấy chị ơi, ngứa lờ lắm, đặt mà bom lần 80 đơn hàng mấy chị. Em nói không có điều lời nào luôn nè mấy chị. Soạt đơn lên thì nó kêu là bom lần 80 đơn hàng, rất nhiều shop luôn. Đề nghị shop đừng có gửi hàng cho mẹ này mấy chị ơi. Bom gì mà bom ác nhân quá vậy chị Phạm Hằng. Ở đâu đây? Long An mấy chị, ở Long An. Vui lòng đừng comment số điện thoại nha. Hàng nữa thì hàng này sao mà em nó không comment số mà chị comment hoài vậy chị? Chị Hằng có nghe rõ em nói không? Comment chị em không chốt cho chị đâu nha. Comment số thoại em không chốt đâu. Ai tên gì? Hằng Nguyễn Thị Hằng. Hằng Nguyễn Thị Hằng. Comment số mấy chị ơi, bom lần 80 đơn hàng mấy chị thấy giả mang chưa? Em không nói điều luôn, nó bom lần 80 đơn hàng mấy chị. Khủng khiếp dễ sợ. Ai comment số thoại em không chốt hàng đâu nha. Ghi đúng cú pháp em mới chốt nha mấy chị. Em miếng nước này. Này nước này. Bà nè mấy chị ơi, ai mà bán hàng online thì né con mẹ này ra giùm em nha. 0327913655. Bom lần 80 đơn hàng. Bây giờ là em ngầm đắng nút cay luôn, bây giờ mà soạt đơn lên cũng không thèm gọi lại cho bả luôn á. Bom gì đâu, bom lần 80 đơn. Mấy chị thấy dễ sợ không? Chị bom lần bom 80 đơn. Trời ơi ai mà dám hao hàng cho bả nữa. Bây giờ soạt đơn lên là hiện cái màu tím liềm tìm sim luôn mấy chị. Cảnh báo shop không nên giao hàng đã từng bom 80 đơn hàng. Nó ghi từng số xuống vậy nè mấy chị. Vui lòng đừng comment. Nó ghi từng một số luôn, em Trang nói thật, nó ghi từng một số luôn. Ai comment số điện thoại là em không chốt hàng đâu nha. 100k 10 bộ còn phí ship còn đã chia sẻ, ghi đúng cú pháp là em mới chốt hàng. Comment ai mà comment số điện thoại là em không chốt hàng đâu nha chị. Đây hàng này hôm qua nha, đây bà có đây bên menu bar rõ ràng luôn mấy chị. Mẹ bom lần 80 đơn hàng mà không cũng là vô đặt hàng của người ta, bó tay thật sự luôn. Đây con mẹ này tên Phạm Hằng này, em không có điều luôn, nó comment nè mấy chị. Nó comment rõ ràng luôn này, em không nói điều lời nào luôn. Phạm Hằng số điện thoại này bêu hồng ruốc này, 0327913655, bom lần 80 đơn hàng dễ sợ. Mẹ nó thật sự luôn, nó ngứa lời giả mang luôn. Cái này là chơi nhau mấy chị, cái này là chơi nhau. Cái bà này nó thật là nghiệp quật nặng lắm luôn, em nói thật. Nghiệp quật bả rất là nặng luôn. Mấy chị ơi vô lại giùm em nha, nãy em đang like gần 200 view mà nó bị out ra. Cái bên bay này không biết làm sao, nó like cái là bị văng ra hoài luôn á. Em không biết mở giật xuân nó bị dính bán huyền không, làm gì cái beo hồng này. Như con mẫu con Maracan mặt mà beo hồng, mấy chị thấy chưa, đã giả mang chưa, đưa đây lên đi. Mỗi mấy chị ơi, rồi tiếp tục thêm một chục này cuối cùng nha, chuẩn bị em bán hàng nha. Nghe Trang đọc tên. Chốt nha, chốt trăm nghe Trang đọc tên mấy chị đẹp nha. Nghe Trang đọc tên giùm em, nếu mà view yếu quá là em tặng cho mỗi chị một bộ thôi, 10 ngàn thôi. Cho nó đồng điều, chị nào mà có chia sẻ like đẹp bao. Đừng comment số điện thoại nha, ai comment số điện thoại là em không chốt nha. Mấy chị ơi, dễ bị lừa đảo lắm mấy chị. Ai được trúng 100k 10 bộ thì bên em sẽ inbox nha. Rồi xin địa chỉ rồi, cho em nói luôn, cho em nói một lời luôn. Chị nào mà trúng 100k 10 bộ nghe rõ giùm em, nhớ thêm mua thêm sản phẩm giùm em nha, ít nhất 2 tới 3 lần, 2 tới 3 sản phẩm giùm em nha.
và nhớ bên nhà Trang sẽ đọc tên chị đọc nào tên và đưa được mình nó phát luôn. Rồi chuẩn bị Trang đọc tên nha, đưa Bill đây, tên Bill ra hết đây. Chia sẻ livestream lên giùm em mấy chị đẹp ơi, chia sẻ mạnh lên giùm cho em đó mấy chị. Bao nhiêu phút rồi chuẩn bị Trang chốt hàng nghe rõ giùm em, bên nhà Trang sẽ đọc tên in Bill ra và đọc chốt hết cho mấy chị. Yêu cầu mấy chị phải chia sẻ mạnh lên giùm em rồi em qua kiểm tra nha. Comment số điện thoại nha. Để em kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mấy chị. Yêu quá. À ai muốn mua 10 nhà thì bán 10 ngàn nha, thề luôn. 10 ngàn có 10 ngàn luôn, bộ 10 ngàn ai mua thì comment lên giùm cho em. Hôm nay em bán hết cho mấy chị 10 ngàn đúng không? Bán luôn nha, bây giờ bán 10 ngàn cho mấy chị nha. Chứ còn view yếu quá. Mấy chị được comment số điện thoại đi mấy chị ơi. Ba máy mà chưa lên 500 người nữa. Nhà em là bán hàng còn số lượng không mấy chị. Mỗi lần like là tầm cả ngàn người đó mấy chị. Một ngày chăng bán ít nhất phải 300-400 bộ lẻ á. Hồ Gia Mi Thạch đừng comment số điện thoại đi chị ơi. Đừng comment số điện thoại giùm em nha. Đây 10 ngàn hoa tết nha. 10 ngàn hoa tết nghe rõ giùm em nha. Bên chỗ xưởng may đồ bộ Trang Phạm đây rồi nè. Mấy chị 10 ngàn mấy chị mặc tết cho nó vui nghe rõ giùm em đưa mẫu nha. Em đưa mẫu mấy chị nhớ giùm em có 10 ngàn thôi nha. 10 ngàn một bộ. Ai muốn mua 5 bộ 3 bộ gì mấy chị ơi nghe rõ giùm em không? Mấy chị bị gì vậy? Đừng comment số điện thoại giùm em nha. Gia Ni Thạch này đừng comment số điện thoại giùm cho Trang nha. Rồi chốt giùm em 10 ngàn một bộ đi ơi. Chốt tặng cho mấy chị đi 10 ngàn bộ đi. Thôi đây. Phương Khánh đừng comment số điện thoại nữa. Đây 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 đọc tên này. Đây. Bán cho rồi, tối rồi 9-8 giờ rưỡi rồi. Bạn Phương Khánh ở đâu vậy? Không thấy đâu. Rồi bây giờ Trang chốt cho mỗi chị 10 ngàn bộ nha. Ok này, chị Lan Lan 10 ngàn bộ này. Lan Lan 10 ngàn bộ hoa tết này. Rồi tiếp tục nha, 10 ngàn. Chị Duyên Phần không chia sẻ like em không bán. Ok, chốt cho chị Thanh Hầu 10 ngàn bộ này. Thanh Hầu một bộ lá xanh nha, giống như bộ hoa tết 10 ngàn này. Nay chụp màn hình lại con. Rồi tiếp tục bên đây nha, Lê Lâm Diễm 10 ngàn bộ. Lâm Diễm một bộ lá vàng vu xì nha, giống như bộ hoa tết luôn. Chụp màn hình lại nha con. Rồi tiếp tục bên đây nha, bên đây view cao này. Ai nữa? Mina. Mina một bộ 10 ngàn. Đừng comment số điện thoại nha. Trang tặng Mina một bộ vé thổ cẩm nha. Vé thổ cẩm Mina có nha. Đừng comment số điện thoại cho em mấy chị ơi. Đừng rồi. Số điện thoại nha. Miran fan cứng luôn. Miran fan cũ. Tặng cho Miran bộ gì xuất sắc cho. Đừng comment số điện thoại nha. Ê Miran phát VIP tôi cho bà cái bộ lá riêu này 10 ngàn nha. Nha. Bộ này là bây giờ cháy hàng luôn á, bà có bộ này chưa chắc chưa? Lá riêu chưa có. Lá riêu cho Miran đi rồi mà. Mấy bộ rồi 5 10 bộ. Ngàn. Rồi 10 ngàn. Rồi một tiếp tục. Cho ai nữa đi. Để từ từ kéo lên trên đi, hồi nãy nó giờ là mấy chị trên trên nhiều lắm. Thúy lên lê đi. Ai may mắn thì trúng thôi. Thúy Linh Lê 10 ngàn. Thúy Linh Lê 10 ngàn. Một bộ hoa vàng Barbidon nha. Rồi tiếp tục. Hoa vàng. Rồi mấy bộ mấy người rồi, 5 người chưa? 6 rồi, 7 6 rồi, 6 rồi. Thôi, được rồi. Vui lòng đừng comment số điện thoại mấy chị ơi. Rồi bây giờ lên đừng comment. Rồi lên bộ Trang đang mặc nha. Vui lòng đừng comment số điện thoại nha. Thôi 500 người bán đài đi mấy chị ơi, mệt quá. Tối tới nơi rồi. Vui lòng đừng comment số điện thoại. Rồi bây giờ lên bộ Trang đang mặc nha. Bộ Trang đang mặc. Hôm nay lên chơi chơi thì bán đại hài giá cho mấy chị rồi. Bộ Trang đang mặc có số lượng bao nhiêu nha. Rồi, bộ Trang đang mặc hôm nay chỉ có duy nhất cái ngày hôm nay thôi nha. Bộ Trang đang mặc thường thường Trang bán 135 ngàn đúng không mấy chị? Rồi, ai lấy bộ hồng ruốc Trang đang mặc với giá là 135. Mấy chị comment hồng ruốc 135 kèm số ngoài giùm em. Hồng ruốc 135 kèm số ngoài giùm em. Rồi hồng ruốc. Vui lòng comment số điện thoại nha. Cái bộ này là chất liệu vải mango nha, quần dài chất 95. 62-63 ký đổ lại mặc vừa cho em Trang bộ này. Mấy chị comment là hồng ruốc 135 ngàn kèm số thoại dùng cho em Trang. Duy nhất cái này ngày hôm nay thôi. Vui lòng đừng comment số điện thoại mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, bộ này form là siêu rảnh luôn. Rồi mấy chị comment dùng cho em Trang nha. Hồng ruốc 135 kèm số thoại. Hồng ruốc 135 nha. Bộ này đẹp lắm. Bộ này hơi bị đỉnh luôn. Bộ này xuất sắc con ở tay luôn mấy chị. Bộ này là chỉ có duy nhất, bây giờ anh còn tầm 2 ri thôi. Ai mua được thì mua nha. Hôm nay là lên toàn siêu phẩm nha. Mua được thì mua comment, còn không thì mình đợi mẫu khác giùm cho em. Mà đừng bông hàng nha. Đừng đổi trả trên live giùm em luôn. Hồng ruốc 135 kèm số điện thoại giùm cho em. Đăng ca 10 bộ ngân nha, đừng comment nha mấy chị ơi. Đẹp không mấy chị, bộ này sang ha. Bộ này cực kỳ sang luôn nha. Cổ vuông giùm em, mấy chị comment giùm cho em Trang là mã hồng ruốc 135 ngàn kèm số điện thoại giùm em một dòng mấy chị đẹp nha. Là bên nhà Trang in bill ra cho mấy chị nghe rõ giùm em nha. 135 ngàn hồng ruốc kèm số điện thoại một dòng. Yến Loan hồng ruốc. Trần Kim Điền hồng ruốc. Đẹp không ấy chị? Trời ơi bộ này siêu phẩm luôn. Cái này làm chất liệu vải mango. Trần Kim Điền hồng ruốc. Nhận được không thím? Rồi đọc tên đi cho em nha. 65 ký hợp với 6 nha.
ăn riêng nha, cái mời riêng nha, à, rồi rồi rồi. Như cam đất phải đuổi con nha. Còn đây Giang xíu Thanh, Giang Thanh này. Nguyễn Sương, Nguyễn Sương này. Nguyễn Sương Hồng Ruốc, Hồng Hồng Ánh, Hồng Ánh Hồng Ruốc, Hồng Ánh Hồng Hồng Ruốc. Dạ 135 135 kèm số ngoài giùm em nha. Màng yếu chế hơi hả? Thanh Thủy Hồng Ruốc, Thanh Thủy Hồng Ruốc. Qua từ từ đó mấy chị. Dạ rồi. Thúy Hằng Trần Hồng Ruốc, Thúy Hằng Trần Hồng Ruốc. Hạnh Nguyễn, Hạnh Nguyễn Hồng Ruốc. Đẹp lắm mấy chị ơi, phong cái này là chất liệu là vải mango đã lắm. 85 ký cộng 1m6 nha. Ngọc Ngô Hồng Ruốc, Ngọc Ngô Hồng Ruốc đẹp lắm. Rồi tăng qua mã nha. Siêu Ngọc Tuyên đang bật 57 ký vừa nha chị ơi. Rồi em lên mã khác cho mấy chị chọn nha. Ai cứ chốt Hồng Ruốc là có tên nha. Nghe tên viên nha, đọc tên mấy chị đẹp nha. Thanh Hoa Hồng Ruốc, Nguyễn Thư Hồng Ruốc. Cảm ơn Ngân đi. Rồi em lên mã bi nha. Bi cổ vuông giùm em đó chị đẹp ha. Bi này bán chạy lắm này. Lê Anh Hồng Ruốc có 135 ngàn thôi mấy chị ơi. Trần Nguyễn ơi, nãy tặng đầu like rồi Trần Nguyễn nha. Em vô chậm không có nha Trần Nguyễn. Mấy chị ơi, bộ này thị trường bán như vậy 230 mấy chị đẹp nha. Chị nào hồi nãy mua được 10 ngàn một bộ ráng mua hai sản phẩm giùm em nha, em mới đi đơn nha. Mấy chị, bộ này thị trường bán như vậy 230. Không có nha. Nhưng mà bên nhà Trang là bán chỉ có với giá là 135 ngàn thôi. Em nói nó nhiều không Đức có lọc. Đức Thiện 50kg mặc vừa nha. Bộ này thị trường bán như vậy mà 230. Nếu mà chất liệu vải như nhà Trang luôn. Nguyễn Thị Châu Hồng Ruốc kèm lên số điện thoại. Rồi mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại một dòng giùm em nha. Cảm ơn Như Ngọc. Rồi bi trắng đen giùm em ha. 135 kèm lên số điện thoại giùm em. Mấy chị cầm đây là bi đen kèm số điện thoại giùm em nhé. Rồi lên giùm em bộ này. À anh Ngọc Nguyễn ơi, ép Zalo dùm nha. Bi đen kèm số điện thoại giùm em một chồng mấy chị đẹp ha. 50kg mặc vừa nha Đức Thiện ơi. Đẹp chưa? Ôi xuất sắc lắm mấy chị ơi, có 135 ngàn thôi. Nhớ là phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng dùm cho em Trang. Hàng Kim không đẹp em tặng điện thoại nha Kim Điền ơi. Hàng trời không ơi. Đẹp em Trang tặng, nghe rõ dùm em nha. Rồi bi đen kèm Trang cao một bộ hết rồi. Ngọc Tuyền bi đen có đơn như nè. Ngọc Tuyền bi đen. Nguyễn Thị Châu Hồng Ruốc. Nguyễn Thị Châu Hồng Ruốc. Nguyễn Thị Châu Hồng Ruốc. Ôi đẹp quá à, bộ đẹp sang nhất tất luôn mấy chị ơi. Hồng Ruốc. Quá sang luôn. 135 Phạm chấm bi đen, chấm bi đen. Hoa Nguyễn chấm bi đen, Hoa Nguyễn chấm bi đen. Nguyễn Kiều chấm bi đen, Nguyễn Kiều chấm bi đen. Ngọc Ngô Dồn Đơn chấm bi đen, Ngọc Ngô Dồn Đơn chấm bi đen. Loan Nguyễn chấm bi đen, Loan Nguyễn chấm bi đen. Anh Lộc chấm bi đen, Anh Đồng chấm bi đen. Thúy Linh Lê đặt hàng cho số điện thoại nha. Quần ống bát giùm em mấy chị đẹp nha, bộ này là quần ống bát nha, rõ giùm em. Bi đen Lệ Huyên chưa có đơn nè. Bi đen Lệ Huyên. Màng yếu hả? Nàng yếu hả? Tắt bớt mà máy đi, tắt bớt máy đi. 65kg cao 1m6 eo 85 đổ lại mặt vừa. Đổ cho mấy chị. Xuân Nguyễn ơi, đọc lại cho em nha. À, chốt đơn lại cho em nha. Ngọc Tuyền có Hồng Ruốc nha. Có mời chưa mấy chị, đỡ không mấy chị? Đợi xíu. Chi Phạm Hồng Ruốc. Chi Phạm Hồng Ruốc. Chi Phạm chấm bi đen. Bi đen 135.000 cho bộ công anh ơi. Hoa Hướng Dương chấm bi đen. Đẹp lắm bộ này. Bộ sau lưng còn nha Lan. Ôi đẹp kinh khủng luôn. Bi đen dùng lên cho Leo Anh. Leo Anh bi đen. Bi Anh dùng đơn. Ông bá chị men mặc siêu tay luôn mấy chị đẹp. Đúng nha đơn, mặc siêu tay luôn. Nguyễn Oanh chấm siêu bi đen. Siêu tay này cổ vuông mặc rất là đẹp luôn mấy chị. Leo Anh có 135 ngàn thôi. Leo Anh nha, bộ này mấy chị nhìn hàng mà vải không đẹp, phong không đẹp em tặng. Thúy Hằng cần em lấy nè. Hằng Nguyễn Thị. 135 ngàn nghe rõ giùm em. Bi đen nha, kèm số điện thoại giùm em. Bi đen Nguyễn Thu Vân. Nguyễn Thu Vân. Kèm về số điện thoại Nguyễn Thu Vân ơi. 53kg mặt bộ 53kg vừa nha. 53kg bao đẹp chị ơi. Rồi lấy số cộng mà ủa biết số cộng luôn hả? Rồi em lên đây. Lan Lan bi đen kèm bên số điện thoại nha Lan Lan ơi. Chị ơi, mã kèm số điện thoại một dòng giùm em nhé. Mã kèm số điện thoại một dòng. Trời ơi là trời, bộ này đẹp quá. Bảo Bảo bi đen nè. Trời ơi bộ này đẹp quá vậy. Rồi bộ này đẹp lắm. Bi đen Nguyễn Quyên. Thế em có đơn Nguyễn Quyên ở trong kho á. Chị Quyên ơi, mai em chốt đơn đi hàng luôn nha chị Quyên nha. Rồi đây mấy chị ơi, bộ này đẹp nè mấy chị. Bi đen Nguyễn Thị Truyền bi đen. À Nguyễn Thị Truyền bi đen, Nguyễn Thu Vân bi đen, Lan Lan bi đen. Bi đen 45kg bao đẹp nha Lan Lan ơi. Rồi chốt giùm em bộ sơ mi báo nha. Đẹp lắm, còn mấy set là hết rồi nha. Ủa ok này, chị Quyên nè. Cái này hết rồi nha mấy chị nha. Em chốt cho tầm 10 chị đổ lại thôi. Chốt giùm cho em mã sơ mi báo. Mã đang hot nhất trên thị trường mấy chị đẹp nha. Bộ này đang hot nhất thị trường. Thề luôn, bộ này đang hot nhất trên thị trường. Không phải là bộ này mà cái cây vải này. Bộ tốt trắng hả? Rồi chốt giùm chờ em. Chờ xíu đi mấy chị. Rồi chốt giùm em bộ báo em lấy sơ mi báo màu. Sơ okay, mi báo giùm em 135 kèm số điện thoại một dòng giùm em nha. Ngọc ơi mua đi Ngọc. Sơ mi báo cho Lan Lan.
Lan dùng đơn. Đây. Lan Lan dùng đơn. Mỗi lần xếp hàng là mở cái bill cũ này ra cũng tôi là lượng quốc khách hết. Đó lo lọc bộ mỗi sáng. Mỹ Hằng sơ mi báo. Mỹ Hằng hả? Mỹ Hằng. Mỹ Hằng sơ mi báo. Loan Nguyễn sơ mi báo. Lệ Huyên sơ mi báo có đơn rồi. Lệ Huyên này bỏ đường đây. Lệ Huyên đây. Lệ Huyên bỏ đơn. 135 mấy tiền. Dạ dạ 22 lăng lăng lượng không không có lộn đâu chị. Mấy gì sẽ lộn hả? Sơ mi báo lượng đơn cho Lê Oanh. Nguyễn Oanh luôn. Cái mã này vải này em đặt mới có mấy chị nha, còn không có. Cái Trần Kim Điền sao mới bảo dồn đâu, Trần Kim Điền. Bây giờ em mấy bộ nó đi. Trần Kim Điền nè, Trần Kim Điền, Nguyễn Thi Châu dồn đơn. Không, bây giờ em mấy bộ nó tráng. Trần Kim Điền hả? Đây nè, sao bảo mặt đây nè. Trần Kim Điền chứ. Bích Diệp sao mới bảo Thơm Đỗ. Thơm Đỗ. Tất Thiện sao mới bảo Mắt Hiếu sao mới bảo kèm men số điện thoại giùm em nha. Một ba lăm ngàn nha Nhiên Nguyễn ơi. Quách Hiếu lấy sơ mi báo kèm men số điện thoại. Sơ mi báo cho lụa Huỳnh Thi Lụa kèm men số điện thoại nha. Với bộ bi đen con canh đang bận. Mấy chị ơi mã kèm số điện thoại một dòng giùm em nha. Bảo có sơ là không chốt được nha. Bi đen đang bi đen ba canh. Rồi bà dùng đơn không? Bộ báo kèm men số điện thoại nha. Quách Hiếu kèm men số điện thoại nè. Mai Lên Hồng kèm men số điện thoại mới chốt được sơ mi báo nha. Bảo bảo là hai bộ chấm bi á nhưng mà. Rồi ai lấy sơ mi báo này chốt đi qua. Có rồi. Thế còn bi bi bà bảo. Bi bi nhưng mà hại. Bộ ba la cam nữa nha. Đi vào đây. Đi lên đi. Rồi em lên bàn khác cho đẹp. Lúa Huỳnh Thị Lúa sơ mi báo. Không đúng rồi, bảo bảo là hai bộ bi đen nha bảo nha. Quách Hiếu, Quách Hiếu là sơ mi báo nè. À Xuân Nguyễn ơi, hôm qua em chốt đâu bị thiếu á. Bây giờ Xuân Nguyễn chốt lại giùm em nha Xuân Nguyễn nha. Rồi chốt giùm em sơ mi hồng ruốc. Xuân Nguyễn ơi, chị chốt lại giùm em được không? Nguyễn Trang ơi, tầm 63kg, 64kg đổ lại nha. Eo 85 đổ lại. Rồi chốt giùm em sơ mi hồng ruốc. Sơ mi hồng ruốc nha mấy chị đẹp. Ôi đẹp chưa? Trời ơi là trời. Nó đẹp nhức mắt luôn. Bộ này quá đẹp. Sang có mấy chị ha. Rồi chốt giùm em sơ mi hồng ruốc. Cái đây là quần ống bát cho em nha. 65kg 1m6 là mặc ok vừa hết cho em Trang. Cam ca 10 bộ hết rồi đừng có mình nữa nha. Rồi sơ mi hồng ruốc kèm số điện thoại một dòng cho em nha. Mã kèm số điện thoại một dòng cho em Trang đẹp nha. Sơ mi áo hay bảo. Sơ mi áo hay đầm vậy em? Đi giùm em đi. Sơ mi mà hỏi áo hay đầm thì thôi bó tay. Sơ mi hồng ruốc đặt hình cầm men số điện thoại giùm em. Em chốt đơn được nha. Chị ơi mã kèm số điện thoại còn chồng có đầm sơ mi báo hả chị hả? Sơ mi hồng của chị Kích Trần. Đi đi ngoài đi Kích Trần đi. Kích Trần thôi biết rồi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Tao nói rồi tuần trước chị chốt một bộ không thấy chốt. Điện thoại lên hai lần cứ nói báo lại. À Nguyễn Hằng Nhân ơi, biết sao không bị xả ra rồi á, cho nên bây giờ chị đặt lại cho em nha. Đặt lại chị. 50kg 1m5 không vừa nha, sơ mi hồng cứ cho đặt hình nè. Nguyễn Hằng Nhân ơi đặt lại cho hôm em. Hôm nay nha. Ai không đi chơi vô mua hàng nè mấy chị ơi. Đặt lại đi mai mang gọi chốt đơn. Có nhiêu bán nhiêu cho mấy chị nha. Kệ đi. Thúy Vi, Thúy Vi. Tương Thúy Vi. Vi Vi Huỳnh, Vi Huỳnh. Sơ mi hồng của Ngọc Ngô dùng đơn. Ngọc Ngô dùng đơn. Trần Kim Điền dồn đơn sơ mi hồng ruốc. À Lê Quyền, Lê Quyền đẹp. Sơ mi hồng ruốc 60kg vừa nha Lê Quyền đẹp nha. À là có Quyền đẹp hả? Lê Quyền đẹp sơ mi hồng ruốc. Rồi. Mỹ Hằng sơ mi hồng ruốc, Chi Phạm sơ mi hồng ruốc. Còn tất cả đều có túi nha. Có túi hết mấy chị, có túi hết nha, có túi. Lê Nguyễn sơ mi hồng ruốc. Rồi ai lấy chốt đi, xem qua mọi cái nó nhanh nha, tăng lên một chút xíu thôi. Còn hàng 50 ngàn tặng cho mấy chị không? Còn hàng 50 ngàn, đưa cho mấy hàng 50 ngàn. Có cái này, tặng đi. Đây lấy một con ra nè. Thôi em tặng cho mấy chị 50 ngàn mã công nha. Để cho hàng này đi, biết nhiêu không? Biết nhiêu không? 75. Nét. 75. 175 ngàn. Này già điên à. Rồi bộ này tặng 50 ngàn cho mấy chị nha. 50 ngàn. Mày tới. Mấy chị ơi, công 75, à lộn, công 50 ngàn giùm em nha. Ai chia sẻ like Trang mới bán thôi. Cái bộ này Trang thề luôn, bộ này là Trang tặng cho mấy chị thôi. Không có lời lãi gì tầm giờ này nha. Chốt giùm em mã công xanh 50 ngàn kèm xuống hồi giùm em. Mấy chị comment là mấy chị comment là công 50 ngàn giùm em nhé. Để em lấy số lượng giùm em bộ này nha. Chốt giùm em mã công xanh 50 ngàn. Võ Minh Đăng có sơ mi hồng ruốc nha.
Màu này đẹp lắm chị ơi. Sông Giang. Sông Giang chưa có đơn nha. Sông Giang là cái bộ này là xanh rêu. Xanh rêu giùm em nha. Đừng ghi Sông Giang nó tưởng cặp cam cao 10 bộ đó. Mấy chị comment dùng cho em Trang công xanh kèm sông hồi giùm em. 50 ngàn 50 50 nghe rõ giùm em nha. Nguyễn Thị Truyền. Sơ mi báo dùng đơn. Đếm số lượng, đếm số lượng. Sơ mi báo dùng đơn. Chốt đơn mai chốt nha, mai chốt. Cái này quần chỉnh tất nha mấy chị đẹp công nha. Công xanh Loan Trần Thúy Nguyễn công xanh 60kg đổ lại. Đưa lên lên cho mẹ. 15 triệu thôi, đi ngoài thôi. Trời ơi. Mai lên hồn bộ sơ mi báo. Ngọc Mơ công xanh. Đây nè. Đưa qua đây. Ừ. Đưa qua bên nữa thôi. Lệ Huyên công xanh dùng đó, Lệ Huyên công xanh dùng đơn. Đây này. Ừ. À. 50 50. Công xanh cho Lan Lan này có đơn rồi đó, Lan Lan dùng đơn này. Đây này công xanh cho Trương Hạnh, Võ Minh Đăng. Đi đi. Oanh, bực bực đi đi. Vân Kim, Mẫn Nguyễn, Zero, Ngọc Vũ, Trương Hạnh, Nhật Quý. Dương Minh Điệp, Loan Trần, Thúy Nguyễn. Huỳnh Loan, Nguyễn Tuyền, hết. Trần Yến, Nhật Huy, hết hết. Ngân Ngân chốt nha. Hết rồi, con có một hạt thôi. Rồi tiếp tục 50 ngàn. Ngân chốt, Ngân chốt, Ngân chốt. Huỳnh Loan có đơn rồi. Ngân chốt công xanh nha, Ngân chốt công xanh nghe rồi em. Ngân chốt công xanh nghe rõ giùm em nha. Ai có đơn bỏ vô thôi. Đây là tặng cho mấy chị không có lời lãi gì đâu, thề luôn nha. Bộ này mà không nó đi mất lọc luôn. Cái bộ này là tặng cho mấy chị thôi, không lời lãi gì tầm như này. Chị nào mới mua bên ngân hàng tặng phải mua thêm đơn giùm em nha. Mấy chị ơi em nói nghe nè, mấy chị ngân chốt nha, ngân chốt công xanh nha mấy chị nha. Ngân chốt công xanh mấy chị ơi, hết rồi, hết rồi. Rồi bộ này số lượng bao nhiêu? 50 kho trắng. Đất thiện công xanh này có đơn chưa? Đức Thiện có rồi, Đức Thiện có. Đức Thiện nè. Đây này Đức Thiện công xanh. Ngân chốt nha, ngân chốt nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 chị. Đây lại có mở bông trắng. Hoa trắng giùm em 50, 3 chị thôi nha. À lộn, 13 chị thôi. Ngân chốt công nha mấy chị ơi. Hoa trắng 50. Trắng qua cho Ngọc Mơ này có công xanh. Ngọc Mơ. Lẹ. Ai chia sẻ like em mới bán, còn không chia sẻ like Trang không bán nghe rõ giùm em nhé. Không chia sẻ like Trang không bán đâu. Hoa xanh 50 giùm em. Nhìn hàng vải thun đẹp tặng luôn nha. Bộ này thị trường bán chứ phải 170. Bộ 170. Hoa trắng nhiệt hoa trắng. Dương Vân Kim hoa trắng. Ngọc Vũ hoa trắng. Giang Vinh hoa trắng. Hoa trắng Bích Hằng hoa trắng dùng cho Trần Kim Hiền. Thanh Thủy hoa trắng. Hoa trắng kèm em số thoại đi chị ơi. Sông Giang hoa trắng dùng đơn hả? Sông Giang. Sông Giang trăm ca 10 bộ em không chốt đâu chị ơi. Cái này đâu phải trăm ca 10 bộ đâu. Dương Minh Diệp hoa trắng nè. Mỹ Nương hoa trắng. Huỳnh Loan hoa trắng. Còn không? Sen Hồng hoa trắng. Võ Minh Đăng hoa trắng. Thúy Nguyễn hoa trắng. Nghe nhân viên đã đọc tên là Bùi Hiếu hoa trắng. Võ Minh Đăng còn đơn hơn. Số lượng còn không? Võ Minh Đăng nè. Zero hoa trắng. Rồi ok. Cái còn để qua số lượng bao nhiêu đã chốt nha. Rồi qua mẫu nha. 50-50 nghe rõ giùm em. Thúy Nguyễn ghi 50 nghe rõ giùm em. Thị trường bán ít nhất phải 160-170. Ngân ngân đối điều là không có lọc bán hàng luôn. Hết rồi mấy chị ơi. Bộ này kiểm tra hàng không đẹp. Hết rồi nha, hết rồi. Hết rồi, bộ này hết rồi. Hết rồi mấy chị ơi. Không, công xanh kìa, con kìa. Không. Vậy là của ta. Rồi bộ này 5 chị nha. Ngọc Mơ chưa, Ngọc Mơ. Chốt một kem hoa riêu 5 chị. Ngân chốt nha. Hoa riêu 5 chị thôi nha. Hồi nãy má Miren được tặng bộ này rồi đúng không? Mua thêm mai sản phẩm như đây nha. Nha. Rồi chốt cho em hoa riêu 5 chị. Thuyết nghiệm hồi nãy có công xanh nữa nha. Thuyết nghiệm hồi nãy á. Ai mua hai ai mua hàng 5k em mua thêm hàng nha. Cho một bộ em có ship xong mấy chị đẹp nha. Cảm ơn một lần thôi mấy chị. Chốt cho em hoa riêu 135 ngàn. Thúy Nguyễn hoa riêu nè. Thúy Nguyễn hoa riêu 135 giùm em nhé. Lá riêu. Lá riêu 135. Cái bộ đó đưa cho Miren. Mẹ. Ngọc Mơ hoa riêu. Ngọc Mơ hoa riêu 135. Hoa riêu này. Thúy Nguyễn có một lần thôi. 135 nghe rõ giùm em nhé. Ngọc Mơ đây. Đây cho ông nè. Lá riêu 135. Ngọc Mơ hoa riêu nè. Hoa riêu Ngọc Vũ. Ngọc Vũ hoa riêu 135 nghe rõ giùm em nhé. Dương Minh Diệp hoa riêu. Trương Hồng hoa riêu. Hết rồi. Hoa riêu này là 135 ngàn nha. 135 ngàn lá riêu nha, không phải là 50 ngàn nha. Nghe rõ giùm em nhé. Hết rồi. 135 hoa riêu giùm em rồi. Hết 5 chị thôi. Con sẽ quần lên nè. Rồi, Ngọc Vũ. Mẫu. Ngọc Vũ hoa trắng này, hoa trắng hoa riêu đó. Nè, không. Qua mẫu tiếp theo tặng luôn. Trời ơi, hoa riêu 50 ngàn hoa riêu nha, phải 50k đó mấy chị ơi.
Rồi chốt cho em mã tulip mặt mã nữa. Này còn bộ hoa riêu này nè. Hoa riêu là 135 ngàn nha mấy má. Hoa riêu dùng lễ huyên này. Rồi bộ lên hoa tulip giùm em 99 ngàn. Lễ huyên này, hoa riêu 99 ngàn hoa tulip giùm em chị đẹp ơi. Có công chưa lễ huyên, có công chưa? À có cánh tiên không bạn? Còn nha. Nhìn chất vải đẹp. Trời ơi chị ơi, trái ớt chua ơi. Em nói thật, chị mà nhận hàng là còn nhức nách nữa chị. Em thề luôn nha. Rồi bộ này em tặng cho mấy chị 99 ngàn. Trăng thề luôn. Nhưng vài phải kiểm tra hàng cho em. Hàng không đẹp em trăng thề luôn. Không có bán hàng cho mấy chị nữa nha. Kiểm tra hàng vải xấu ai đâu dám mà cho mấy chị kiểm tra hàng đúng không ạ? Em lấy bộ mà nó canh bằng đó chị ok. Đây chốt giùm em trang mã hoa tulip 99 ngàn. Ủa cái này còn nhiều không? Tulip 99 giùm em. Sang chưa? Sang chưa không chị? Trời ơi, 99 ngàn nha, ở đâu bán tặng luôn. Bộ này trường bán ít nhất là 230. 230 ngàn không thiếu đồng nào. Rồi chốt giùm em bộ hoa tulip 99 ngàn. Mấy chị giùm em là hoa tulip 99 kèm số thoại. Ôi da, mấy chị ơi, phục vụ cho mấy chị hàng mà Tết mà vừa rẻ mà em nói thôi em đau lòng con chim của mấy chị. Tại vì nó rẻ quá. Thứ nhất, cái thứ hai là nó rất là đẹp. Đọc tên lên đi, tulip kèm số điện thoại là mình đã có đơn hàng nha. Ngọc Mơ tulip. Không có số điện thoại bên nhà ra, không thể nào mình nhận hàng được. Ngọc Mơ tulip. Ngọc Mơ bên đây nè. Ngọc Mơ nè. Sao mới chỉ đổ lại bộ này kia chưa? Dương Minh Dịp tulip dồn đơn. Đây là Dương Minh Dịp đây luôn nè. Tulip Nguyễn Quyên dồn đơn. Nguyễn Quyên, đổi bên nữa. Thúy Trâm tulip, Vân Kim tulip. Cờ thì bữa tulip. 69 này hả? Vân Kim một đơn nè. Vợ thì 169k mét nhiêu chị? 99 nghe rõ giùm em nhé. Ai chia sẻ livestream em mới bán nha. Còn không chia sẻ livestream bên nhà Trang không có chốt hàng. Vợ thì vừa thông người. Mấy chị ơi, mấy chị mình mua hàng mình tương tác đúng với nhau rồi mấy chị. Mã kèm số hoặc dòng em. Tiền tulip, Mỹ Ngân tulip có đơn. Xíu. Dương Mỹ Dịp dòng đơn rồi ok. Mấy chị ơi, mã kèm số hoặc dòng em. Hoa hoa tulip. Dương Mỹ tulip nè. Nhỏ thôi. Dung mi tulip lăng lăng, tulip dồn đơn. Dung mi nè. Nguyễn Phượng tulip nè. Dung mi còn đơn chưa? Nguyễn Phượng tulip. Hồ Truyền tulip, Trương Hồng tulip. Nguyễn Thị Truyền dồn đơn. Nguyễn Thị Truyền. Quỳnh Châu Lê. Hết rồi đúng không? Quốc Tuấn tulip 99 ngàn, 60kg đổ lại. Mấy chị ơi, mã kèm số hoặc dòng dùm em trang nha. Ngọc Vũ tulip dồn đơn. Nhân hàng kiểm tra vải cho em. Tulip dồn đơn cho Ngọc Vũ. Ngọc Vũ này. Mẹ, qua trong kho, quay cái bộ này lấy cho con một ri nữa đi. Tulip một ri. Tulip hả? Tulip. Nhật Quý có đơn rồi phải không? Đơn hàng tay ngắn nè. Dồn mới đơn hoa trắng. Quờ sát. Thêm tiếp Nhật Quý hoa trắng nè. Sao rẻ quá vậy em? Trời ơi chị ơi. Tulip chứ chị dùng mà. Tulip khuyến nguyện dùng đơn. Mấy chị thấy cái liều đề bài không? Đại hà giá. Nguyễn Trẩm Nhung. Giá nào cũng bán hết. Đại hà giá nào cũng bán hết. Rồi có mở nha. Trái ớt chua dùng đơn á. Ủa? Trái ớt chua có đơn không? Chưa. Trái ớt chua có đơn đâu. Trái chua có đơn đâu trời. Yến Loan dùng đơn tulip. Yến Loan dùng đơn tulip nè. Tulip. Rồi lên mã khác nha mấy chị đẹp nha. Chốt cho em mã bi cam. Ngô Hương tulip. Bi cam bi cam. Ngọc Mơ xả hoa reo hả? Trời đất ơi, chợ hoa không có người chốt đó. Hoa reo không có chốt lắm mấy em á. Thì bán hoa reo cho ai đây? Dương Minh Diệp. Coi cái Dương Minh Diệp có hoa reo không? Xả của cái Ngọc Mơ ra đi. Bỏ cho Dương Minh Diệp hoa reo đi. Dương Minh Diệp có hoa reo. Chợ hoa reo đẹp á chị. Hoa riêu đẹp không bác? Này, hoa riêu 135 ngàn tôi nghĩ. Đây. Ủa, bỏ đâu, bỏ đâu. Bỏ riêu nó quá. Có đơn, bỏ riêu không? Vỏ mới đang ăn đâu, đã có nó không. Chốt cho Trang bi cam 135 ngàn. Con mạng xẹp tới đó. Tiếp, Nhật Quý có công xanh chưa? Bác chị ơi, bộ này là 63. Cái gì? Công xanh đây, đốt qua đây. Ở đâu? Ở cho ngâm đi. Trời ơi, có 3 bộ à. Ai thái lấy. Ai thái có đơn rồi phải không? 3 bộ nè. Ai thái. Mấy chị lấy bi cam này có 3 bộ. Bộ mai lấy canh. Chị lấy bộ mai ni canh đang mặc đó em. Ai thái có đơn nè. Mấy chị ơi xin lỗi mấy chị nha. Bộ này xỉa nó lấy hết rồi còn 3 bộ. Ngô Ngọc Ngô bi cam. Rồi. Thập Tuyền bi cam. Ai nữa một bộ thôi nha. Hết thơm. Rồi hết thơm bi cam. Ngân chốt nha. Ngọc Ngô Hồng Thơm Thập Tuyền rồi hết. 3 người. Ngọc Ngô đây luôn. Hết bi cam rồi, hết bi cam
cam rồi đừng có quên hết chị. Đứng cam đấy. Ngọc Phương, Ngọc Phương, đưa qua đây. Rồi chắc em Ngọc Phương có đơn là Ngọc Phương với cái này vô đây nè. 135 thì em nhé. Ngọc Phương đây. Chốt giùm em mã muối tiêu 135. Ai phải đi. À thẳng có không? Ai thẳng tiêu. Ai thải chưa có đâu. Ai thải mua bán cánh trên bí hả? Ủa. Nè, hỏi này, này, cái mưa này. Mưa kim lên chi đấy nè. Không, không, mưa kim bỏ lên. Bỏ biếu quá. Này, việc trắng này. Bỏ biếu quá không? Tính chi? Sao mà biếu mà để đây, để gì chọc chọc kìa. Mưa kim này. Chốt giùm em mã muối tiêu 135 ngàn. Trời, hoa riêu đâu còn đâu, mình có mình hoa riêu trời. Hoa riêu lô sâu đi chị, em đang may lại thêm, em đang đặt vải á. Có vải nha, có vải. Rồi chốt giùm em mã này nha. À, muối tiêu 135. Muối tiêu 135 chữ còn đẹp quá. Muối tiêu 135 giùm em nhé. Đẹp quá, bộ này xuất sắc. Rồi, muối tiêu 135 giùm em, kèm số hợp bên dòng giùm em nha. Bộ này nó thật bộ đặt vải 3 tháng trời mới có, mới chị thấy kinh khủng đi. Bộ trong bí cam đây. Trời ơi là trời. Cái bộ này em đặt vải 3 tháng trời mới có mới chị. Chị nào mà theo dõi bên bay nhà em làm chị sẽ biết 3 tháng trời. Bỏ thì bưởi. Bỏ thì bưởi có bí cam nha. Rồi mã muối tiêu kèm số thoại. À không, Quách Hiếu, Quách Hiếu. Quách Hiếu có bí cam nha. Mình em bộ này đi. Muối tiêu bỏ thì bưởi nè. Bỏ thì bưởi đây. Bộ lít cho Trần Yến. Ừ. 3 tháng trời mới có vải này, không nó điêu luôn. Vải này bây giờ cháy. Vải này bây giờ cháy. Không thơm muối tiêu. Rồi thì 100 muối tiêu có đơn, 100 muối tiêu có đơn. Biết hàng 135. Mấy chị ơi nhớ nhận hàng kiểm tra vải giùm em nha. Học Tuyền có đơn này. Kiểm tra vải cho em mặc đẹp lần sau quay lại ủng hộ giùm em nha. Em bao vải cho mấy chị luôn, bao vải và bao phong luôn. Ở đâu mà nha. Ở đâu ai bán mặt hàng này 135 ngàn em sang xin thề luôn mai, tặng cho mấy chị. Mai lên hồng dùng đơn muối tiêu. Muối tiêu, muối tiêu. Hồng thân có bi cam rồi rồi. Mai lên hồng là có muối tiêu kìa. Chị là bơ lên hồng là bơ tiêu. Bơ thì bưởi, bơ thì bưởi là bao nhiêu ký vậy? Muối tiêu dùng đơn Nguyễn Thị Truyền. Nguyễn Thị Truyền. Nguyễn Thị Truyền. Quỳnh Châu Lê kèm mấy số điện thoại nha. Lê Quyền đẹp. Muối tiêu. Vừa, lên gấu trắng đi em, trời sao mà cái gấu trắng Quỳnh Châu Lê có đơn chưa? Ai cũng mê cái gấu trắng em mới trời, đợi em xíu đi. Tại vì cái gấu trắng nó quá đẹp. Đợi em xíu. Rồi, đưa gấu trắng lên đây mấy đứa. Cái gấu trắng Châu Lê đẹp lắm. Đó đó đó. Còn nữa còn nữa đây đây. 979 kìa. Có bỏ vô. Để đấy. Hoa trắng hết rồi hả? Có không thương. Hoa trắng hết rồi. Gấu trắng cho Lan Lan. Chưa, em đã lên gấu trắng đâu. Chưa lên chị ơi. Trời ơi bà Lan Lan. Gấu thì 65kg cao mét nhiêu vậy chị? Gấu trắng bà Lan Lan bà nhanh ghê nha. Bà Lan Lan bà nhanh tay lắm nha. Tình bình tĩnh đó chị. Rồi đây gấu trắng đây. Bình tĩnh đó chị ơi. Nè, chị đứng ngoài Lan Lan nè. Chị nào có chia sẻ bài, có điện thoại là sẽ có đơn nghe. Bộ phê này sọc đỏ. À rồi em lên cho được xíu. Trời ơi mấy má toàn là cánh hàng đẹp không à. Ông thơm đi cam. Viên ngoài đây nè. Rồi chốt giùm em mã gấu trắng. Mã này là đơn bộ là nhà em đồ. Thả cái đơn bỏ thì bưởi ra nha. 65 kg mét rưỡi không vừa. Vừa thì bưởi. Rồi chốt giùm em mã gấu trắng nha. 1m53 không vừa đâu chị. Có 3 cái lỗ lại chị 1m6 cho em. Qua có đơn những tiêu này. Rồi sao ai cũng hỏi cái bộ này nó thật luôn. Em may số lượng không bao nhiêu đủ mà đủ cho chị luôn. Đấy ơn chua comment số điện thoại nha. Rồi đưa cho em bộ này đi. Chưa có đơn mà, ráng chờ có đơn đâu. 135 mấy chị comment là gấu trắng 135 kèm số điện thoại một dòng giùm em nha. Mấy chị comment là gấu trắng kèm số điện thoại là được rồi nha, là mình đã có đơn hàng rồi. Lan Lan gấu trắng này. Lan Lan gấu trắng. Lan Lan nào vậy? Lạc Lan Lan đó. Ngọc Vũ gấu trắng dồn đơn. Lan Lan gấu trắng dồn đơn. Mai Lên Hồng dồn đơn gấu trắng. Gấu trắng. Mai Lên Hồng này. Quách Hiếu dồn đơn. Quách Hiếu dồn đơn. Bỏ đi bưởi không vừa đừng có trốn nha. Quách Hiếu, Mai Lên Hồng. Xả rồi. Tiên Nguyễn gấu trắng có đơn chưa? Chưa. Lệ Huyên gấu trắng dồn. Mẹ gửi quần cho Lan Lan nha. Mẫn Nguyễn gấu trắng. Trang lấy mấy ly ra. Mẫn Nguyễn gấu trắng chưa có đơn. Lấy Huyền dùng đơn á. Mẫn Nguyễn kìa. Đọc tên lên đi con. Có thì bưởi không có vừa đừng có ấy nha. 40 ta số 1 số 2 số 3 lại. Chi Nguyễn gấu trắng. Trương Hồng
con gấu trắng này. Dùng không đây. Đây. Dùng đơn. Còn BTS cao 65 chỉ cao 1m6 nha. Đồ vừa nha chị nha. Gấu trắng em Nguyễn Linh, cảm ơn số điện thoại. Khó quên em. Khó quên em. Gấu trắng. Hai lên trần gấu trắng. Đi mấy bộ nó đi đi mấy bộ. Hai lên trần gấu trắng. Còn trắng rồi. Mi ren gấu trắng. Mi ren bộ nè. Mẹ đi qua mấy bộ đi mẹ. Thủy Trâm gấu trắng dùng đơn. Thủy Trâm gấu trắng dùng đơn. Đây đây. Thủy Trâm nè. Hai lên trần con gấu trắng nha. Rồi. Cánh tiên hả? Cánh tiên em mới may xong. Mới may còn may số điện thoại không nha. Không biết là mấy bộ luôn á. Cánh tiên còn trên mấy màu vậy? Sửa chữa qua mấy màu. Để em xíu em tặng cho mấy chị cánh tiên mắt đẹp đâu rồi? Cánh tiên mấy màu hả? Cái đơn tiền đó đó. Hai màu, ba màu. Ba màu. Hồng xanh hồng đỏ. Rồi em tặng cho mấy chị một mã cánh tiên 50.000 nha. Cái này là hôm nay em tặng cho ba mẫu thôi. Hôm nay Trang xin tặng ba mẫu cho mấy chị thôi. Gấu trắng bé chị Bùi. Ghi đi ghi đi. Nguyễn Linh gấu trắng nha. Ui vậy em bảng màu đi chị. Ba màu có lại ba màu đây. Nguyễn Linh gấu trắng nha. Mấy chị ơi 50.000 mã tặng là mấy chị lấy hai màu để mấy chị. Hay lên trên em nhỏ em cỏ đớn lắm á. Không hay lên thật là hay lên không. Hai màu chút xíu đi. Hai màu. Rồi mấy chị ơi. Nguyễn Như muối tiêu Hạnh Hà gấu trắng Hồng Chi. Hồng Chi tặng muối tiêu 62 với 157 này. Nè chốt giùm em mã cánh tiên. Sao mấy chị biết em may cánh tiên mấy chị hơi hoài luôn á. Bây giờ lên đây 50.000 giùm em nha. Nè, nè Nguyễn Linh nè, cái này là Nguyễn Linh nha, kia là gấu trắng. Loan thân tâm tâm 11 hết rồi. Nè. Em tâm 6 không vừa nha chị. Cùng thôi giùm em. Hồng Chi tăng mấy số 257 ký vừa nha. Cánh tiên tặng cho mấy chị 50.000 nha. Đỏ với hồng giùm em ha, đỏ với hồng. Nguyễn Nguyễn gấu trắng. Cánh tiên gấu trắng nha. Em may hai màu cho mấy chị nha, thề luôn nhận vải yên tâm nha. Yên tâm, không phải là Trang tặng cho mấy chị mà vải xấu vải xí gì đâu. Đúng lụa 100D luôn nha. Trương Thành hồi nãy có trắng xanh không? Trương gì? Trương Thành. Chưa có không? Chưa có rồi mấy chị comment hai màu. Ờ thì bưởi. Em nói là 65 chứ chị không có vừa đâu nha. Đem hai bộ trắng nha. Bộ này là Trang tặng. Ờ thì bưởi không vừa đừng comment nữa nha chị ơi. Bộ này Trang tặng cho những chị nào mà 58 kg đổ lại nha. Rồi cánh tiên hoa ló và hoa Nguyễn Như dồn đơn, mi đen dồn đơn. Màu gì? Kem màu. Đỏ với hồng. Kem màu nha. Thủy Trâm đỏ nè. Thủy Trâm đỏ có đơn nè. Đã Thủy Trâm đây. Nghe nhân viên cho đọc tên nhé. Nguyễn Như đỏ hồng hai bộ. Nè Thủy Trâm đỏ nè. Nguyễn Như hai bộ. Nguyễn Như hai bộ. Kem màu mấy chị ơi. Nguyễn Kem màu đây nha. Cánh tiên hai bộ. Hai bộ là đỏ với hồng cho hai 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 lên trần nè. Ê rồi, hai lên trần bởi ghi kìa. Hai lên trần. Nè, kiểu này, kiểu này. Yellow cánh tiên bỏ dồn đơn. Yellow còn đơn nè. 50k chút từ hai bộ đi. Cánh tiên bỏ chút từ hai bộ nha. Chút nào có cánh tiên bỏ nè. Chút nào nè. Nè chút nào đi nè bỏ ngoài đi. Chút nào có mình một lần thôi. 50.000 không lời. Cánh tiên Nguyễn Thi Châu màu đỏ. Chút nào có mình một lần thôi chị ơi. 50.000 lấy hai bộ mặc đó mấy chị. Diễm Trừng lấy hai bộ hai màu nè. Diễm Trừng nè. 50.000 mà lấy một bộ thì uổng lắm. Ừ xử. Combo đi. Combo đi. Tặng thôi thì không có lời. Răng nâu trắng là cái gì? Hai bộ á. Răng nâu à. Không mùi cánh tiên 50 chút từ hai bộ hai màu nha. Loan Trừng cánh tiên hai bộ nè. Hai bộ. Nguyễn Nguyễn cánh tiên hai bộ có đơn. Nguyễn hai bộ này, cất cái này đi. 50 giùm em. Cất từ hai bộ đi nhá. Cất từ hai bộ. Hai bộ dai này. Hai bộ cho Loan Trừng. Cánh tiên hai bộ cho Hoàng Trương này. Hoàng Trương này nướng nướng đói cái đó có hải sản thôi nha. Nguyễn Cẩm Nhân hai bộ hai màu. Nguyễn Cẩm Nhân hai bộ hai màu. Rồi con một bộ lại. Ngọc Thúy hai bộ hai màu này. Rồi hết ngưng. Trần Anh bốn bốn bộ cánh tiên đỏ với hồng này. Thiên Phúc hai bộ ha. Nè Thiên Phúc. Thiên Phúc Trần Anh. Cắm Nguyễn ghi chưa? Rồi hết chưa? Hết rồi nha. Ngưng chốt ngưng chốt. Đây nè còn hai bộ ai đây nè. Rồi con hai màu đây nè. Hai bộ lên mặt người. Kỹ năng đâu rồi? Thiên Phúc. Rồi qua màu đi mấy chị đẹp nha. Ngân chốt nha, ngân chốt nha. Ngân chốt nha. Rồi Trang qua mẫu nha. Rồi qua nè cho cắm được hai bộ đi rồi hết rồi. Nó bẻ mặt rồi. Rồi bộ. Rồi qua mẫu tiếp tục. Trời ơi tao nói bộ này còn hoa nhí không? Đưa cho em hoa nhí đi. Mấy má thích hoa. Nè hai bộ nhân bẻ không được. Trời cái tao nói cái bộ hoa nhí là siêu phẩm luôn. Rồi Trang xíu. À lên sơ mi tiếp hả? Rồi rồi Trang xíu. Con đỏ không? Hết đỏ hả? Đây Trang lên sơ mi cho. Bộ đỏ đây. Bùi Hiếu có cánh tiên đỏ nha. Nè hai bộ nè. Nè 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 thêm bộ đỏ. Hết rồi hết. Ủa còn cánh tiên hết rồi hả? Còn một màu rồi. Còn
Cùng hồng không? Cùng hồng rồi chốt giùm em mã Fendi, Sunny Fendi. Không hiểu được. Không ai là có. Nè chú cho Bích Thạch hai bộ hạ hồng xanh đi. Hồng xanh đi. Chị Bích Thạch chỉ có một bộ hồng với một bộ xanh nha. Sao em còn có một chút cho chị á. Cái cũng hết. Mày mặn lắm luôn á mày. Đưa nhìn qua đi. Đây nha. Cái chị bộ xanh đó nha chị. Sao nó có một bộ chị 50 ngàn đừng có lừa màu nữa. Cho gì lấy đó đi với chị có 50 ngàn lấy. Nói trước nha, có 58 cái đó lại cho mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em mã Fendi. Trời ơi, hôm qua có cái chị kia mắc cười lắm mấy chị ơi. Em ơi, cái hàng mà 65 ngàn mã tặng á, nó đẹp quá. Trời ơi, làm em hết hồn luôn mấy chị. Lấy cho chị 10 bộ luôn đi em, mẫu nào cũng được 10 bộ, em tặng cho chị 10 bộ đi. Trời ơi, làm em hết hồn em ơi. Cái hàng 65 ngàn gì đâu mà nó đẹp quá. Trời ơi, làm em mất hồn luôn mấy chị. Mới sáng hôm nay luôn. Mới sáng hôm nay luôn á. Bây giờ em mượn cái chậm cấp xíu đi dì Hồng. Chị cấp cái chị Hồng á. Hàng nâu tặng 55 là cái gì vậy? Chốt giùm em mã Sunny Fendi. Fendi chứ phải ăn. Fendi Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn có đơn chưa? 135 giùm em hả? Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn mới thành lá. Sunny Fendi có em Tiên Nguyễn 135. Tiên Nguyễn chứ có đơn em không có chốt nha. Lan Lan Fendi nè. Lan Lan Fendi. Lan Lan luôn. Lan Lan. Fendi Bích Hằng. Bích Hằng Fendi Bích Hằng. Mã đẹp lắm, mã này đẳng cấp lắm mấy chị. Fendi với tặng 100 người bộ nhân mua hai sản phẩm nha Lan Lan ơi. Bích Hằng bạn đâu có tốt. Bích Hằng này, Bích Hằng này chơi. 135 Sunny Fendi nghe rõ giùm em nha. Đẹp lắm, cái bộ này là siêu đẳng cấp nhất bên nhà em luôn. Cái hòa tiết này là cũng đẹp nhất bên nhà em. Mai Lan Hồng dồn đơn. Mai Lan Hồng đây. Thúy Trâm dồn đơn Fendi. Thúy Trâm dồn đơn. Thúy Trâm. Ghi ngoài Sara Đinh. Thúy Trâm, Thúy Trâm. Sara Đinh thôi là được rồi. Lê Huyên dồn đơn Sunny Fendi này, Lê Huyên này. Lê Huyên này. Ông bác chị ơi, người ta đang đặt là của ông bác nha. Lan Lan ơi, em không chốt ngầm đâu chị nha. Em chốt chị kia, em không có chốt cho chị. Chị là ngồi sau lưng em rồi. Hoàng Trương dồn đơn Sunny này. Lê Hèn đây, Hoàng Trương này. Lê Huyên. Lê Hèn Trưng. Lê Huyên. Lê Hèn Trưng đây, đây. Quê Hoàng Trương. Cái đơn, cái đơn Miren đâu rồi? Miren này ghi đó, mà hai bộ đơn nè. Đây, đây, đây. Cái đơn ghi ngoài Miren đi. Là riêu là gạo cẳng lên đi cho em nhé. Cái live này là 11 lại lại lên đi. Dạ, trời, cái đó đẹp lắm mấy chị ơi. Xuân Nguyễn Fendi nè. Xuân Nguyễn Fendi. Sao mi cho Nguyễn, Nguyễn dồn đơn kìa. Mi cho Nguyễn này. Đây, Nguyễn trên nhỏ đây. Đâu luôn. Quay sâu lưng coi, quay sâu lưng coi. Ủa Xuân Nguyễn hình như có đơn rồi á. Tâm có đơn 979 coi hai hơn. Vị chi? Số 10 979. Vị chi nhỏ có số nhỏ. Rồi ai lấy Fendi nữa chị không? Chị nào có đơn kêu dồn đơn nha. Xuân Nguyễn có một lần thôi. Rồi Fendi đẹp lắm chị hông, nó rất là đỉnh lắm. Cái bộ này mấy chị không lấy nó thật không biết mấy chị mua Trần cái gì luôn. Trần Anh, Sunny Fendi dồn nó cho Trần Anh. Em nói thật, bộ này mà không mua thì không biết mấy chị mua cái gì mà mặc luôn. Đừng bỏ qua cái loại Sunny này. Tại vì vải này là mấy chị không bao giờ mua được. Cái mẫu này là em đặt vải ít nhất là phải 4 tháng. Tại vì cái mẫu Gucci bữa trước mấy chị thấy không? Cái vải Gucci mà em mặc cái đầm đó đó là nó không có nữa. Cho nên em thiết kế ra em nói thôi bây giờ cái vải Gucci đó nó qua được rồi. Nhỏ nhỏ thôi bây giờ là anh làm em làm cái anh in cái Fendi cho em đi. Nó là in Fendi. Không ngờ nó đẹp hơn cả Gucci luôn mấy chị. Rồi chia sẻ ra chim lên giùm em. Rồi cho con mẫu nha. Không chị ơi, vải này là vải mango mát mịn mềm nha, không có co giãn nha. Rồi như có đơn rồi. Rồi đang lên mẫu siêu đẹp. Bộ Maracan mặc cho dồn lên cho Đạt Huỳnh. Vậy em lên mã Maracan đây. Trần Anh chú có đơn comment số điện thoại nha. Đây có đơn. Mã Maracan này. Chú có đơn bỏ Nguyễn vô. Như. Mã Maracan nó có nó đỉnh lắm. Mã Maracan đây nãy giờ nó chị hỏi rất là nhiều luôn. Rồi Đạt Huỳnh là lấy hộ này nè. Như đấy, đứa Nguyễn Như đấy. Nguyễn Như là gì? Fendi. Đây, bộ Maracan đây. Bộ này nó nói là thôi, không cần phải nói tới đâu mấy chị ơi, nó đẳng cấp lắm. Đây mấy chị, chốt giùm em mã sơ mi chấm bi giùm em nhé, 135 nha. Bộ này đẹp lắm nè. Bộ này đẹp chưa? À, xíu nữa em tặng cho mấy chị thêm một mã nữa, tại vì hôm nay là view cao. Em tặng cho mấy chị thêm một mã, mấy chị mặc Tết cho nó sướng nha. Mặc đẹp phải nhớ tới giùm em nha. Mặc đẹp Trang Vũ lấy cái fan gì 55 ký kẹt kèm lên xương hỏi. Mấy chị ơi, nha. Tép với mấy chị mặc đẹp là nhớ tới Trang nha. Đứa mày cái đứa này cho Trang. Nè, máy này con. Thôi từ khóa cái bên đây này ra nè. Chốt giùm em sơ mi chấm bi. Nó nhiều là ký à.
chị mặc đẹp, đẹp nhớ tới Trang nha. À, chị ơi, cánh đây nè, bộ cánh tiêm đỏ hồng. Đi ngoài đi. Ôi cái bộ này đẹp quá chị ơi. Sơ mi chấm bi giùm em nha. Sơ mi chấm bi kèm số ngoài giùm em một dòng nha. À, okay, mặt đỏ vàng chị nha. Coi thử mặt đỏ vàng chị coi thử rồi em xíu. Sơ mi chấm bi mình lấy. Đưa đây lên, lấy số lượng đây này. Này nha. Ok đây, này. Mấy chị ơi, mã kèm số ngoài giùm em. Mấy chị ơi, có mã có số điện thoại bên nhà Trang mới mail ra được. Lấy giùm em cái nút đi hồng. Nguyễn Như dồn đơn chấm bi. Nguyễn Như đây. Nguyễn Như dồn đơn chấm bi. Lan Lan, con Lan bên kia dồn đơn nha. Nguyễn Như. Ờ. Từ 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 đem đưa nha. Nguyễn Như, qua bên kia, qua bên kia lát. Cái màu này em thấy lộn rồi đó. Nguyễn Như. Nguyễn Như. Thủy Trâm dồn đơn. Thủy Trâm dồn đơn. Lan Lan dồn đơn. Lan Lan dồn đơn. Thủy Trâm nè. Trâm bên đây coi. Trâm này. Trâm đây. Lan Lan. Miren dùng đơn. Miren dùng đơn. Đẹp quá à. Miren có chưa? Đó. Hôm nay chị mày dừng đó. Thanh hai bộ này xuất kiểu ôm mấy chị. Mấy chị thấy không? Em treo mannequin là mấy chị nó hiểu nó cái độ nó đẹp như thế nào đó. Đúng không ạ? À? Treo mannequin là đẹp như thế nào mới treo đúng không mấy chị? Mẫu như thế nào mới treo được mannequin? Lan bộ chấm bi. Lan bộ chấm bi này. Lan bộ chấm bi với là bộ Fendi là hai bộ đó. Lan bộ có đơn chưa? Đẹp quá mấy chị. Mày có đơn chưa đã? Chưa Ngọc Bù. Bi dồn đơn cho Hạnh Hà. Hạnh Hà bi. Hạnh Hà bi nè. Hạnh Hà này. Ủa Tiên Nguyễn nãy giờ đã cho số điện thoại để làm sao mà em chốt được chị? Mấy chị nghe rõ giùm em nha. Mã kiểm số điện thoại mình giờ mới có đơn. Nghe rõ giùm em. Không chốt làm sao mà em chốt đơn nữa. Bông đổ. Bông đổ chấm bi. Hương Nguyễn chấm bi. Chưa có đơn đâu. Bi giùm em một mã mới màu đen mới về đi. Đi nhỏ. Bi giùm em một mã mới về màu đen. À không, từ từ tặng mã beo cho mấy chị đã. Bếch hàng dồn đơn. Tặng mã beo. Bếch hàng dồn đơn. Mã beo này. Nguyễn. Mẹ, qua cái đơn Mận Nguyễn có xin mấy fan đi không mẹ? Nhỏ đếm giùm em số lượng mã beo. Rồi, 50 ngàn giùm em mã beo tặng. Chia sẻ livestream em mới chốt nha. Chốt, đếm đếm số lượng giùm em đi. Mấy chị ơi, mã beo nó đẹp quá. Mấy chị ơi, mã beo nó đẹp quá giùm em nha. Bộ này đẹp lắm. Mận Nguyễn có đơn, nó thêm về xin đi không mở vô. Mận Nguyễn, Bích Hằng hả hay Bích Thạch? Bích Hằng. Bích Hằng chưa có đơn đâu. Bích Hằng có đơn rồi. Đây Bích Thạch. Có, mấy tin Bích Hằng này chưa có đơn. Dồn đơn bi cho Hồng Hồng Thơm với ạ. Mai Mai Lê Thơm. Chốt cho Trang mã beo 50 ngàn, mã tặng. Nè, chấm bi cho Mai Lê Hồng với Hồng Thơm nè. 50-50 mã beo tặng. Mai Lê Hồng. Nè, đưa giùm con cái bi này lên. Beo tặng nha. Lên. Hồng beo hồng mã tặng giùm em. Mẹ thì Phương Sơn Mi chấm bi nè. Cái trần mã beo 50. Cái trần có đơn nè. Cái trần có đơn nó không bán dùng thôi. Thao củ beo 50 ngàn dùng đơn. Cái trần này kìa. Rút đào dùng đơn ok. Loan trần 50k beo. Chấm bi cho Ngọc Linh Hoàng. Cái này cũng không hai lên trần dùng đơn. Hai lên trần dùng đơn. Sơn Mi cũng đơn nè. Nguyễn Cẩm Nhung dồn đơn, Lan Lan dồn đơn, Thanh Thủy Đức Thiên. Đi không bỏ cho chia sẻ like mới chốt nha. Nguyễn Như beo hai bộ này bỏ vô đi kia cho. Ủa da mẹ đâu không? Đập lại đi. Nguyễn Như bỏ hai bộ đi. Lê Nhung mã beo, Quỳnh Nguyễn Châu hai bộ mã beo. Bỏ Minh Lăng mã beo. Nhật Quý beo nè, Nhật Quý beo. Nhật Quý bao? Nhật Quý dồn đơn hả? Nhật Quý dồn đơn. Lan Vũ dồn đơn nè. Còn một bộ hết rồi nha. Thiên Phúc dồn đơn beo. Lan Vũ. Lan Vũ Thiên Phúc dồn đơn. Lan Vũ. Võ Minh Lan beo. Nhật Quý. Cắt lê. Rồi. Một bộ beo dồn đơn cho Cấm Nguyễn nè. 50 ngàn nha mấy chị đẹp. Phương Nguyễn này là mẹ Phương Nguyễn đó kìa. 50 giùm em nha. Ngọc Thúy beo tặng dồn đơn Ngọc Thúy nè. Ngọc Thúy có đơn rồi. Ngọc Thúy rồi đó. Xuân Nguyễn dồn đơn. Ngân chốt nha. Nguyễn thấy có bộ chấm bi rồi. Có một lần thôi là em thấy chích rồi trần. Nha. Chích trần đây nè. Chích trần bỏ vô. Ngọc Thúy. Ngọc Thanh lại để chi ghi. Nguyễn Thanh. Ngọc Thúy nó có cái gì nữa này. Cái hai nè. Rồi chốt cho Trang mã này. Xuân Nguyễn. Rồi bồ Trang đang mặc là chất liệu bằng vải voi nha. Bồ này là vải voi giùm em cho em này. Bỏ hoa đi. Đấy.
Anh bồ đã đọc ra nè. Cắt lê chấm bi. Cái bồ này là dây loe nhá. Bồ này là dây loe rất đẹp luôn. Mình đang có đơn chưa? Được. Bồ này hôm nay Trang tặng cho mấy chị giá là siêu rẻ bất ngờ luôn. Bồ này Trang tặng cho mấy chị với giá là 115 ngàn. Chất liệu bảo bà vải vôn siêu mạnh luôn chưa? Nha, bộ này là siêu mạnh. Châu Lê có rồi. Đây đây mấy đứa. Đức Thiên chưa? Đức Thiên có rồi. Này Đức Thiên này. Đẹp quá mấy chị ơi, Đức Thiên này rất là đẹp, tay loe giùm em nhé. Mấy chị comment là loan xanh 115 ngàn, kèm sông là một chồng lần bình làng giùm em nha. Có số điện thoại bên nhà Trang mới mail ra được nha. Mã mail này cũng phải 50k đâu mấy chị ơi. Mấy chị comment là loan xanh 115 ngàn nhá. Rồi đi giùm em màu này đi. Này đi màu này. Bộ này đỉnh lắm, bộ này hề luôn, nhưng hà mà vải mặt không mát, không sướng, em đi đầu xuống đất luôn nha. Mẹ đi, ngon bộ cứ đi đi. Loan xanh 115 ngàn, bộ này thị trường bán nhất bằng 160, 170 nha. 160, 170 ngàn. Em Trang bán cho mấy chị với giá là 115 ngàn. Loan xanh 115 ngàn. Bích hàng kìa, lệ huyên này. Bích hàng nè, lệ huyên này. Ủa, bà Hồng đi đâu rồi? Bích hàng này dân tỏ Lê Huyên kỳ duyên này. Mấy chị ơi, mã kèm xuống thành một chồng giùm em. Bên nhà Trang bánh biêu ra được. Bích hàng nãy giờ thật sâu chút không phải đâu. Không có số điện thoại là bên nhà Trang không thể nào bánh biêu ra được nghe. Hoàng Cương dồn đơn. Mai Lên Hồng à. Loan Nguyễn Cẩm. Mai Lên Hồng nè. Kim kèm số điện thoại mấy chị ơi. Khổ quá à. Mấy chị này có số điện thoại bên nhà Trang mới mail ra được, còn mấy chị không có số điện thoại là nó không có mail ra. Nhưng nghe rồi em biết thằng này, biết thằng bây giờ mới có đơn này. Biết thằng ba người này đọc tên lên. Thằng Loan Xanh, Nguyễn Thị Thúy Tiên, Loan Xanh, Loan Xanh Bùi Trung, cái thằng Loan Xanh này rồi. Tám ca mười một hết rồi nha. Loan Xanh Nguyễn Hồng Thi. Nghe nhân viên cho đọc tên nhé. Đi bên tên nước Nguyễn Tiên. Lo sơ thắng lên ký không vừa. Học lên thôi. Hai nước không? Mẹ, học lên thoại chặt bí hồi nãy nè mẹ. Hôm bữa có số nhưng mới cho lại. Đâu phải có cho lại nha. Đức Thiên này. Lo xanh Đức Thiên dồn đơn. Đức Thiên hiểu đó. Dạ 115 ngàn. Mới cho lại cho cái thằng ơi. Không chi trường này, sao mấy học bên này phải học trong kho còn không? Hồ Cường dồn đơn. Hồ Cường mới rồi. 15 ngàn. Nè. Hồ Chi Tăng dồn không này, Hồ Chi Tăng dồn đơn. Kim Sang luôn. Kim Sang có bộ beo nữa nè. Kim Sang có rồi. Kim Sang là ai vậy? Bỏ ra đi, bỏ đi. Mấy thằng rồi ok. Bò xanh cho Ngọc Hưng rồi. Ngọc Hưng à. Rồi đừng bỏ trong miệng của bò vô luôn. Bỏ miệng của bò vô luôn. Thấm. Chị giáo cho em mở báo này chị ơi. Chẳng đi nè. Chốt cho Trang nhiều, mã nhiều. Đen. Báo chẳng. Ngọc Hưng luôn hả? Mã live VT, mã đen. Con cũng thấy bộ không? Loan 62 kg hả? Ừ. Trời ơi, em nói thật với chị chăng hề luôn. Cái bộ Nguyễn này Tiền có đơn chưa? Mấy chị cái bộ này úi trời. Cái gì vậy? Lại con nhỏ hết hồn luôn chứ. Nguyễn chi? Nguyễn Tiền. 62 kg cao mét nhiêu chị? Tiền này như cổ tiền. Tiền. Tiền không? 62 kg cao mét nhiêu chị? Tiền nghe hai bồi. Để là thành thọt chứ. Chốt cho em Trang mã đen Liberty. Mấy chị comment là đen là được rồi ha. 135 ngàn. Ngọc Đâu Nam một bộ pin 100 ngàn rồi. Con lăng xanh không? Con vải này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái xe okay, vải này đẹp. Chốt giùm em đen nhé. Liberty, cái thương hiệu mà xe Liberty từ hãng của Piaggio mấy chị nha. Dương Thần có lăng xanh nha. Nó đó mấy chị rồi. Rồi chốt giùm em mã đen. Nguyễn Tiền 62 kg 1,5 m không vừa nha. Cái bộ này 65 kg 1,6 m mặc ok cho em luôn. Chốt giùm em mã đen 135 ngàn. Có mình đen đi mấy chị ơi. Đen 135 giùm em. Còn bộ lùi đẹp quá. Rồi đưa giùm em đi. Bộ này dư định là cháy hàng. Có xuống con Ngọc Linh Hoàng á. Bộ này dư định là cháy hàng cho mấy chị. Bộ này dư định là cháy hàng. Em đang may lại cái bộ này luôn để mặc Tết. Bộ này đẹp lắm, đưa giùm em bộ này nhé. Đen 135 kèm số hàng em nhé. Nghe nhân viên Trang đọc tên là mình đã có đơn hàng nha. Tulip còn không? Đọc tên lên đi.
bây giờ mà còn kiểm tra lại những cái đơn hàng đó thì mua quýt nè. Nguyễn Tiền Đen này. Ủa Nguyễn Tiền này sống mấy 2 kg mới rửa đâu có vừa đâu mà chốt chị. Đen cho Lệ Huyên này. Lệ Huyên đây. Hạnh Hà. Hạnh Hà đây. Kỳ Duyên dồn đơn, Bích Hằng dồn đơn. Kỳ Duyên Bích Hằng. Ái Thái này, Ái Thái. Thề luôn cái bộ này nhưng mà không đẹp em chăng tặng nha. Bộ này không đẹp em chăng tặng, hứa dân dự luôn. Kiểm tra đi nó đã lắm mấy chị ơi, nó mướt lắm. Nó mướt như gái 18 luôn. Ái Thái. Nó mướt như gái 18 luôn mấy chị. Trang, đọc tên lên giùm em đi. Mỹ Thanh. Duyên Thuận dồn đơn. Thanh Thủy. Duyên Thuận. Đưa giùm em mấy bộ. Duyên Thuận dồn đơn. Thanh thì có đơn rồi đó. Nhật Quý đen dùng đơn này, Nhật Quý đen dùng đơn. Bên này ngay trên hồng có đèn. Nhật Quý nè. Thanh Thanh bên trái nè. Nguyễn Tiên không vừa đâu nha, đừng có mình nữa chị ơi. Châu Lê Ngọc. Châu từ từ. Đây Châu Lê Ngọc bỏ đôi nha, đừng đọc. Châu Lê Ngọc bỏ đi. Hồng Chi Tăng mã đen dùng đơn. Nhật Quý này chị Hồng. Hồng Chi Tăng đen này. Hồng Chi Tăng này. Nguyễn Phượng dùng đơn. Ê coi số lượng bao nhiêu chốt nha. Nguyễn Nga comment số điện thoại mấy chị ơi. Một bộ đen cho Tường Vân, ok. Nghe nhân viên cho đọc tên nhé, em không có đọc Nhật tên. Có đơn. Đẹp quá, em đưa một bộ cái quần cho mấy chị quay nha, đẹp Ngọc lắm. Ngọc Linh Hoàng dồn đơn đen. Không, chị Tăng gọt rồi. Anh Ngọc Linh Hoàng dồn đơn. Ngọc Linh Hoàng. Anh này mấy chị nó sang chưa? Thở tôi nói nó sang. Anh Ngọc Linh Hoàng sang lắm mà. Luôn. Trời ơi, sang nhất đây mắt này, Ngọc luôn Linh Hoàng này nè. Này bỏ vô. Rồi lấy số điện thoại lại giùm chị Tăng đấy. Ngọc Linh Hoàng cho lại số điện thoại nha Ngọc Linh Hoàng ơi. Đen 55 kg vừa nha. 4 nữa. Ngọc Linh Hoàng cho lại số điện thoại đi mấy chị ơi. Bỏ qua đây chưa đâu, lấy nó cho anh Vân. Đen vô nó như Nguyễn Như. Nguyễn Như nè, Nguyễn Như đây nè. Đó, ấy đỏ luôn. Đọc mấy chị nghe rồi, em đọc cái số ký nha. Em phải đọc số tin nữa nè. 135.000 nha mấy chị ơi. Bỏ một cái Tường Vân vừa nha. Hàng tất cả nhà em đều 40-63 kg đổ lại quay đầu lại. Nguyễn Cẩm dồn đơn này. 40-63 kg quay đầu lại, nghe rõ giùm em nhé. Nè Ngọc Linh Hoàng này, Ngọc Linh Hoàng này. Vô đơn này. Chốt giùm em mã Rio 135. Vải mang gồ siêu cao cấp hàng 1 nha. Nhận hàng nhớ dùm em phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cho em. Vải xấu hay là cái gì mấy chị trả về ngay tức khắc đó dùm cho em nha. Không cho mặc thử, nghe rõ dùm em. Mỗi người làm một cái phong khác nhau, mặc khác nhau. Ai mặc cũng đẹp hết, tại vì trong may hàng dây thun rất là dễ mặc luôn. Tất cả mặt hàng ở nhà em đều 40-63 kg đổ lại một vừa dùm em nha. Mã đen, cam vết rưỡi 60 kg cho Lợi Thúy. Cái này là cùng vàng ống suông nha mấy chị đẹp nha. Vàng ống suông. Rồi chốt cho Trang mã riêu, trở đỉnh cấp quá. Riêu đẳng cấp không mấy chị. Mã Bích Hằng dồn đơn. Đây được, Bích Hằng này. Bích Hằng đây rồi nè. Bích Hằng có rồi nha. Nghe nhân viên Trang đọc tên là mình có đơn nha. 135.000. Ủa cái đơn đất thiện có mã đeo tặng vô. Ống xuân rồi đất thiện. Có rồi. Ôi đẹp quá, bộ này đẹp quá. Mặt rất là chẳng da luôn mấy chị ơi, chẳng da lắm. Đẹp lắm. Chị Nguyễn Tiền ơi, chị không có vừa đâu chị. 62 mét rưỡi là không có vừa đâu nha. Ai mà 60 kg 1 mét rưỡi đừng vô chọn nhà em nha. Chị Nguyễn Tiền này em nói. Nãy giờ em nói hoài luôn mà sao có comment hoài vậy. Không có vừa nha. Thanh Thủy nè, coi số điện thoại nè. Dồn đơn, dồn đơn. Đọc tên đi con, đọc to lên. Thanh Thủy Liêu nè. Thanh Thủy Liêu nè. Đăng đứng nè em, chị đâu có ngồi đâu em. Đăng đứng đâu có ngồi đâu em. Trời. Mai Lê Thầm dồn đơn riêu, Nguyễn Như dồn đơn riêu. Nguyễn Như đây. Mai Lê Thầm, Nguyễn Như. Rồi, có rồi. Đợi được âm đi. Còn tiếp. Tiếp hả? Thôi đừng đổi nữa. Mỹ Nương có đơn này. Nhưng có đơn rồi phải không? Mỹ Nương có đơn rồi đó. Mỹ Nương 388. Mỹ Nương rồi, đưa đây. Không thấy bụng nha. Mình thấy bụng nó đẹp lắm. Đập tiếp, đập. Ủa, Nguyễn Như lấy xị hả? Chuyển khoản cọc trước nha. Còn không là xả đơn ra chứ không có cho lựa trên like nha chị ơi. Trời đâu ra lựa trên like như đúng rồi em. Trời ơi. Sĩ là bà chuyển khoản trước khi lựa trên like nha. Đeo này 54 kg bác xấu quá đẹp nè. Tuyền Thanh nè. Nguyễn Nga Riêu nè. Nguyễn Nga, Nguyễn Nga có cái đơn chưa kìa. Nguyễn Hoa 658. Anh Nghêu 62 kg bác 58 rồi nè. Anh Ảnh nè. Nghêu nè. Nghêu bỏ qua Anh Ảnh kìa. Nè. Nghe nhân viên Trang đọc tên nha. Trang không có đọc cái gì. Vừa mặt Nguyễn Thanh Truyền. Nguyễn Thị Truyền dồn đơn riêu. Nguyễn Thị Truyền này. Không mẹ Thanh. Cui cái bao vét ra cho em.
Quy cái bao vét gấu đen cho em đi. Gấu đen nè. Quy cái gấu đen đi nha. Quy cái bao vét gấu đen nha em. Đẹp quá à. Rồi lên vét gấu đen nha. Kiểu ta nói là hơi bị đẳng cấp. Hôm nay mà ai đang quay cái live stream này nha, Nguyễn Như và Nguyễn Như ơi, live stream này mấy chị đừng nên bỏ qua cái mẫu vét này cho em nha. Lấy sĩ là phải chuyển khoản trước nha, chứ không cho lựa trên live gì đâu. Chị không cho lựa trên live rồi đâu ra mà vô xong rồi mình. Rồi qua mẫu vét gấu đen nha. Chị nào mới chọn bên em một bộ chọn thêm giùm em nha. Một bộ bên em không đi đơn. Mấy chị qua nè ơi, mấy chị nè, qua nè. Hai Lan Trường đeo dùng đơn nè. Mấy chị qua giùm em trang với mấy chị ơi, tao nói trời, tao nói nhức mắt. Này đẹp không? Ồ, tao nói nhức mắt nha. Ra cho Ngọc Linh Hoàng dùng đơn. Đợi em xíu em lên mã tặng cho. Trời view càng đông thì em tặng cho mấy chị. Quốc Tuấn đen nè, có đơn. Chốt dùng em mã dùng đơn gấu đen cho Mai Lan Hồng kìa. Trời má này, mày má này nhanh quá vậy má. Ngọc Hân dùng đơn riêu này, Ngọc Hân dùng đơn riêu có đơn rồi đó Ngọc Hân á. Đây Ngọc Hân đây. Riêu. Đây Ngọc Hân riêu nè. Má này sao mới nhanh quá vậy? Này, mới nhà Xuân lên cho mấy chị nghe đây để mấy chị đỡ buồn ngủ. Cái này đẹp quá. Ủa cái này mấy màu vậy? Thôi lên màu đen trước đi mấy chị hả? Đẹp quá. Coi là mấy chị xuất sắc chưa? Cái nút là em bọc vải luôn mấy chị đẹp nha, không phải là vải thường nha. Trời ơi bây giờ mà ba mấy mà còn 500 người đang xem. Trời ơi ngồi em chắc em mai em chơi tới mấy chị luôn. Mai là 3 giờ sáng ngủ luôn. Nha, live tới 3 giờ sáng luôn. 4 giờ sáng đi thể dục. Đó. Hồng Chi Tăng này, mã reo nè, có rồi, Hồng Chi Tăng có rồi. Mấy cái gấu đen này đi. Gấu đen cho Dương Thị Hai nè. Coi Hoàng Chi Tăng bỏ reo chưa? Rồi Hoàng Chi Tăng đi. Nói là gấu đen này không có hàng bán không mấy chị. Em đang quay lại cái lô này mà nhưng mà em may tay dài nhưng mà phải tầm 10 ngày nữa. 10 ngày nữa mới có. Dương Thị Hai đen. Mới sớm mà mẹ. Đưa đây cho em. Kêu Nguyễn Thanh đâu rồi? Một bộ ven, một bộ chấm mi nè. Gấu đen 135 kèm số thoại giùm em một dòng nhá. Gấu đen 135. Cái bộ này là phần cũng là 63 kg là bộ cho em. Có đâu Nguyễn Thanh đâu. Đó có rồi. Nguyễn Thanh. Coi có gấu đen. Đọc lên đây ơi, bây giờ còn tìm đơn cái gì nữa. Nguyễn Linh Hoàng nè. Nguyễn Mỹ Dung. Tia Nắng dùng đơn. Ngọc Linh Hoàng dùng đơn. Nhìn chung rồi. Cái vest này thì trường bán nhưng mà bèo lắm mấy chị. Lan Vũ dùng đơn. Lan Vũ đây. Này nó ngủ nè. Ít nhất phải 203. Nguyễn Như Gấu. Đẹp rồi. Không chị ha? Nguyễn Như rồi ạ. Màu đỏ hả? Có màu đỏ không? Đây, cái lý ngợi chí ra bỏ thêm bùi chí. Hồng Thanh Vân Gấu Đen. Nga Thanh hả? Không, Nga Thanh. Đi. Dương Thị Hai một bộ gấu đen có đơn ghi rồi mà. Chị đang hai gấu đen nè. Đi giùm em mấy bộ này đi hết rồi. Em mở đi mấy bộ đen mà có. Đi giùm em mấy bộ hết rồi. Mặt tươi gấu đen. Có mình một lần thôi nha. Dương Thị Hai ghi rồi mà. Trời ơi. Mấy thằng dùng đơn gấu đen. Chưa. Tia Nắng đây nè. Tia Nắng là mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại dòng giùm em nha. Thương em thì có kèm số điện thoại mình mới mua được hàng. Còn không có số điện thoại là không mua được hàng đâu nha. 135 ngàn. Trời ơi, bây giờ mà ba mấy mà 500 người xem mấy chị. Hôm nay đỉnh quá. Bé mi ăn nguyện gấu đen. Có đỏ không? Đệm qua có đỏ không? Dùng đơn gấu đen cho Hồ Cường. Nguyễn Thị Thúy Tiên dùng gấu đen. Còn không vợ, còn không? Trương Hồng dùng đơn lấy gấu đen, Thái Phan gấu đen nè. Còn không? Em hỏi cái này còn không? Nguyễn Thảo gấu đen, có 3 ký. Không hỏi luôn đó. Có 3 ký cam đất xấu nha. Để em biết chốt chứ. Hỏi vợ tím, nắng kinh tím. Nguyễn Thị Tiên. Rồi, nè coi chốt lựa nha. Cứ ghi đi. Giờ mẹ hỏi chán trăm tiền. Trời ơi, mà mổ lại luôn. Mỗi chỗ thì khách buồn nó biết sao. Lê Thị Thanh Thúy gấu đen. Đi bỏ vô đi. Diễm Trương gấu đen. Rồi em lên gấu đỏ nha. Kiểu số lượng giùm em nha. Ngân gấu đen giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Nguyễn Thị Phượng vô nơi mấy gấu đen. Trời cái màu đỏ đẹp quá trời. Một người kiểm tra số lượng cho em. Còn 1-2-3 người tìm hàng đi. Rồi, ai nữa đây? Từ từ. Mấy chị thông cảm nha, bên nhà em là bây giờ là 6 người. Nguyễn Thị Tiên
em mua đồ của chị mà không được tặng hả? Yên tâm đi em, Tết chị đi quà cho em nhé. Tết chị đi quà cho nha. Số 3 chiếc cam mét nhiêu với chị ơi? Trời ơi sao? Ôi, gấu đỏ này đẹp dã man luôn mấy chị ơi. Trời ơi đẹp quá. Tép em nó thật mấy chị, mặc cái bộ này em nó thật đỏ lắm luôn, đỏ cả năm luôn mấy chị. Thúy Trang may gấu đỏ 60kg có được. Trời ơi xong nó đẹp dã man gì bay. Thôi thôi. Cái bộ này nó thật luôn, nó đỉnh quá. Em thề nhận hàng mà kho không đẹp bạn cũng đem tặng luôn nha. Cái này là quần ống nhỏ giùm em, trời nó đỉnh quá mấy chị ơi. Chốt giùm em gấu đỏ 135.000 nha. Mấy chị mà gặp em là mấy chị sướng lắm. Giá từng góc từng xưởng, mẫu độc quyền. Trang không lấy qua bất cứ một cái xưởng nào hết, nó đều mất lọc luôn. Nhà em là từ đặt vải và từ xưởng may giùm em luôn, cho nên giá rất là rẻ nha. Đi đang nghe đâu. Chị mới là con đớn như cái con đớn ấy. Zero mấy chị mà mua ở ngoài ít nhất phải 203 nó thật. Zero Bích Hằng. Zero này, Bích Hằng này. Thằng không kìa. Bỏ lên đây giùm em đi. Thanh Hiền Phạm này. Thanh Hiền Phạm này. Cái này còn màu gì nữa không? Màu trắng này. Làm cái chiếc không vừa nha. Ủa, mình thì ngay nha. Người tự nhúng. Khoan người em 47kg đỏ nè. 47kg mặt đều lắm em ơi, 47 là bằng Trang luôn á. Ai 47kg bằng Trang luôn. Trang cao 1m55, 47kg. Yến Loan dồn đơn. Yến Loan dồn đơn màu đỏ. Ngọc Thúy dồn đơn. Ngọc Thúy dồn đơn. Ngọc Linh Hoàng dồn đơn. Ngọc Linh Hoàng dồn đơn. Gấu đen á, còn gấu đỏ nha, phải gấu đen luôn nha. Cho em thêm bộ gấu đen. Ngọc Linh Hoàng đưa đây. Chị Hồng đưa giùm em đỏ đi. Ngọc Hồng gấu đỏ hả? Ngọc Linh Hoàng đâu? Có caro sợ gì không hả? Chưa hồng chưa? Bây giờ mấy chị hỏi gì không nổi em cũng không nhớ. Chương hồng có đỏ nữa nha. Bây giờ nhà em rất là nhiều hàng. Mấy chị cứ qua từ từ đi nha. Chương hồng. Đây. Chương hồng đây nè. Chương hồng gấu đỏ. Ngọc phụ nè. Chương hồng Ngọc phụ có đơn luôn. Ngọc phụ. Ngọc phụ đây. Phạm tươi gấu đỏ. Có đơn luôn. À tươi đơn chưa? Hoa Phạm nè. Hoa Phạm Hoa Nguyễn Thanh Hiền Phạm. Rồi, còn không? Rồi hết. Đâu? Đã Phạm tươi rồi. Sọc à, sọc cà rô gì cũng có hết. Trời lên sọc cho, tha hồ mà lựa. Lên em thêm bộ gấu đen hả? Sọc tên lên đi con ơi. Nguyễn Thị Thủy Tiên dùng đơn gấu đỏ nè. Có đơn rồi. Muốn sọc đúng không? Lên sọc nha. Sọc và thôi khỏi nói, sọc còn số lượng ít lắm. Đó thì tiến lên đâu đi. Để số lượng sọc giùm em nha. Đó, Nguyễn Thị Thủy Tiên đó. Còn cái này. Đây, gấu đen cho Nguyễn Trương. Nè, ba đơn này. Đưa giùm em sọc luôn nha. Lúc nào sọc mặc lên nó cũng là chân dài tới nách hết mấy chị. Để mặc cái sọc này giống chị quay. Sọc này là em đặt vải là nó cũng nhanh có mấy chị có 1.5 tháng à. Gấu đỏ cho bánh bao. Đợi xíu mặc cái sọc này bỏ cái thôi. Còn như đây gấu thôi nha. Mấy chị đừng có đi ra shop ngoài kia mua cho nó mắc. Mấy chị gặp em là mấy chị hên lắm luôn. Tại vì mấy chị mua bên nhà em 2 set bằng mấy chị mua chỗ khác 1 set thôi em nói thật. Trời ơi là trời, vét mà 130 mấy ngàn ở đâu ai bán cho mấy chị đâu. Thề luôn đúng không? Nhận hàng đi có thử là như lời Trang nói trên like không? Đúng như lời Trang nói không? Kiểm tra hàng nha. Phải kiểm tra hàng. Trương Hồng gấu đỏ dồn đơn chưa? Trương Hồng á. Rồi. Phải đưa giùm em cái sọc đi để có gấu đen nữa nha. Trương Hồng có gấu đen nữa. Đây mấy chị cho mấy chị coi sơ để mặc lên những gì thấy. Này mấy chị thấy chưa? Này thấy chưa? Đẹp lắm. Để mặc cho nha. Đi giùm em cái áo luôn. 135.000 mấy chị. Ai cũng xả ra nhé. Thanh Hiền Phạm này mẹ mời bảo quá này. Có đơn hương sao? Gấu đỏ Tiên Nguyễn lấy vô có đơn chưa? Chưa, Tiên Nguyễn lấy mờ không nhớ. Thanh Hiền Phạm. Miên Nguyễn gấu đỏ comment số điện thoại nha. Rồi chốt giùm em mã sọc. Tiên Nguyễn ơi, đâu phải là 100k 3 bộ đó sao mà chị lựa 100k 10 bộ đó sao mà chị lựa đúng đồ vậy chị? Điện loáng như vậy hả? Điện loáng. Điện loáng thôi. Điện loáng. Điện loáng là cái gì? Màu đỏ nó không cho tiên lá nữa. Thảm tươi chưa? Thảm tươi. Màu tươi bò tươi. Điện loáng nè. Điện loáng có, đối với nữa. À, Tiên Nguyễn là muối sỉ hả? À rồi nè, Tiên Nguyễn ghi ngoài 3 bộ sọc. Tiên Nguyễn sỉ. Ủa, Tiên Nguyễn đặt sọc chưa? Không, nhận hàng là Tiên Nguyễn 3 sọc. Cậu gấu đỏ này, Tiên Nguyễn 3 sọc cái đỏ này. Sọc còn số lượng nhiêu à? 3 sọc cái đỏ. Lấy một đỏ thôi hả? Một đỏ 3 sọc. Tiên Nguyễn hả? Ui chưa. Không có đậu không? Một
tiếng nó không gì cái tên chị vợ. 135 đồng em. Cái đó. Một đỏ 30 nghìn, một đỏ 30 nghìn. Rồi đưa hàng lên đây cho em. Vô là lúc sau đi cái con đi. Nào cũng nhanh đi. Con này. Đưa lên đặt nhé. Nó sập cho mai, mai lên hồng. Mai lên hồng. Đây mai lên hồng cho cái tiếng này này. Sập vô đơn dạ, dạ. Cho Lăng Lăng nè. Hai Lăng Lăng không? Lăng Lăng. Lăng Lăng. Đây, Lăng Lăng đây luôn nè. Hai Lăng Lăng luôn. Đưa thêm bộ Lăng Phượng thôi bác cho sáu. Lăng Lăng luôn đi ngoài đi. Nguyệt, Nguyễn Thị Thúy Tiên, Nguyễn Thị Thúy Tiên dồn đơn. Nguyễn Thị Thúy Tiên kìa. Bách Thăng, Bách Thăng. 135 nghe rõ giùm em. Kiểm tra hàng. Trước khi nhận hàng giùm em. Phải kiểm tra giùm em nha. Dồn đơn Châu Lê Ngọc. Châu Lê Ngọc về bể. Tuyền Thanh, Tuyền Thanh có đơn rồi nè. Tuyền Thanh có đơn. Nguyễn Yến không vừa nha. Nga Nguyễn vừa nè. Nga Nguyễn có đơn luôn rồi. Sao nó đẹp quá vậy đây. Biêu 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 biêu. Nguyễn như hai bộ sọc. Quay đầu em đi. Hai Nguyễn đâu? Có gì thấy không? Eo đây eo mông nó mông ngực con ngực. Còn không còn không. Phạm Tươi sọc dồn đơn này. Phạm Tươi nè. Tươi đây nè. Phạm Tươi Sọc. Phạm Tươi đấy. Phạm Tươi Sọc này. Hoa Phạm Sọc. Hoa Phạm Sọc. Hoa Phạm Sọc. Thanh Hiền Phạm. Thanh Hiền Phạm. Hết sọc rồi đấy không? Hết sọc nha. Hoàng Hoàng Thanh Xuân dùng đơn. Hết sọc. Hoàng Thanh Xuân. Thanh Hiền Phạm bên kia kìa. 320 này ngay cột trụ. Cắt cắt cái bao đó ra đi là khui hàng mới sọc sọc mới đi. Sọc dồn đơn. Sọc này đem ra đem ra. Sọc riêu á. Đợi em xíu em khui cái hàng đó ra nha. Tiên Nguyễn ơi cứ chốt đi nha. Là nãy giờ cứ chốt cho bà đó Tiên ơi. Đứng xuống lưng cái tên. Đi ngoài A3 nha lộn đơn. Chốt cái trang hoa Tết. 130. Ở đây hoa Tết 130 giùm em. Hoa Tết 130. Tiên Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn ở đây Diễm Dương. Tiên Nguyễn này giòn cái này đi. Giòn kề luôn nè. Giòn kề luôn đi. Kề để sau lưng mẹ đi mẹ. Cầm đi mà, cầm đi chị đẹp. Mà đi hoa cống ghế này. Mua cầm đi. Tiên Nguyễn là 50 với nhanh. Tiên Nguyễn hả? Ừ, cái Tiên Nguyễn hoặc mỗi lần. Ba sọc một ấy á. Để mấy cái túi giùm em nha. Tiên Nguyễn là ba bộ hoa Tết. Rồi nè, bắt buộc hoa Tết. Ủa Tiên ơi, cái đơn qua chị nhận với gì Tiên? Mấy chị muốn hàng đẹp hay xấu, mấy chị gọi thì Tiên nha. Mặt đẹp có bao nhiêu bà lấy chị bà bán luôn rồi. Ba hoa Tết đi. Ba đen không? Đưa cho em hoa Tết đi. Hoa Tết 135 giùm em nhé. À 130, 130 lộn xin lỗi, 130 giùm em hoa Tết. Rồi Tiên Nguyễn ba hoa Tết luôn. Ai nhận rồi hả? Không cho mẹ. Kìa bóp đen không? Thôi nó còn hết đẹp. Sao chị mới nhỏ quá vậy hả? Tiên Nguyễn. Có đúng hoa còn không? Có đúng hoa còn không? Đưa cho. Sao cái vân đổ. Vân đổ có sọc nha. Ba bộ cho Tiên Nguyễn. Mấy chị nghe nhân viên đọc tên là mình có mã nha. Tiên Nguyễn ba bộ. Ba bộ. Trời ơi Tiên. Trời Tiên ơi. Chị nhận ba bốn bộ làm sao nên tính. Hoa Tết cho Bích Hằng. Bích Hằng. Lan Nguyễn tặng hoa Tết dùng đâu có 3 ký hả? Còn 3 thôi nha. Hoa Tết hết rồi nha. Hoa Tết cho Hoàng Trương nè. Rồi hết rồi nha. Hoàng Trương, Mai Lan Hồng. Hoàng Trương, Mai Lan Hồng. Vì mấy đứa ăn đâu nè. Hoàng Trương, Mai Lan Hồng. Hoàng Trương, Mai Lan Hồng. Mặc thuộc đưa tiên để Mai Lan Hồng đây. Đẹp quá mấy chị ơi, nó cầm nó đẹp quá à. Mai Lan Hồng. Gặp Mai Lan Hồng. Gặp Cấm Nguyễn, Cấm Nguyễn dồn đơn. Mất cười quá à. Em mất cười quá. Cấm Nguyễn. Cấm Nguyễn bên kia nè. Bích Hằng chưa? Rồi. Đây nè. Loan Nguyễn Cẩm có đơn chưa? Vẫn đồ bò chưa? Loan Nguyễn Cẩm vẫn đồ bò không? Hoa Tết dùng cho anh này, anh rồi em đem một siêu phẩm luôn, mấy chị cầm đây là mã sang giùm em nha. Anh Phóc, Nguyễn Thị Phóc nè, đưa cái đơn này. Mã sang kèm số ngoài em một vòng. Hoàng Trương có đơn rồi đó. Hoàng Trương có đơn. Đưa vào Hoàng Trương đi. Mấy chị ơi, mã sang kèm số ngoài một vòng giùm em nhé. Kiều Mỹ Hoa Tết ngân chốt nha, ngân chốt nha. Đưa cho Cẩm Nguyên đi. Đây Cẩm Nguyên này. Thóc Nguyễn thì thóc hết rồi. Chốt giùm em mã sang kèm số ngoài. Thì đưa mấy đơn này Nguyễn. Hoàng Trương gì dạ. Ủa cái Lan Vũ Hoa Tết hết rồi nha. Lên tặng quà cho ai nữa? Hoàng Trương. Hoàng Trương này còn phải còn kiếm nữa. Rồi ngay cột tiền luôn. Thật đó.
giùm em mã sang kèm số điện thoại. Trời ơi là trời, chốt cho. Thóc Nguyễn Thị Thóc nãy có đây. Thóc Nguyễn Thị Thóc đi. Này, điện thoại này, 135 kèm số điện thoại giùm em nhé. Có mã này cũng đọc giá tiền. Đây, cái này. Tôi cầm cái này. Chốt giùm em mã sang nha. 135 kèm số điện thoại giùm em trên nút. Mã sang 135 kèm số ngoài. Đây, Lăng Nguyên Trâm. Lăng Nguyên Trâm. Mới là Lăng Vũ, Lăng Vũ. Lăng Vũ. Vũ em ở đâu? Lăng Vũ. Lăng Vũ là hoa tép đó, là mã sang luôn nha. Nè. Thả số lại đi. Mã sang cho Lăng Vũ với là hoa tép luôn. Đây nè Lăng Vũ, cái này hoa tép về mã sang. Mai lên Hồng Dương đưa mã sang 135 nha. Tiên Nguyễn 2 bộ, Tiên Nguyễn Sĩ 2 bộ. Đây, Nguyễn đây này. Hồng Kim Lan ơi, hết mã hoa tép rồi. Em đi đi. Hoàng Trương. Hoàng Trương ngay cục điện đây này. Nguyễn Như. Ủa Như ơi, chuyển khoản em ơi, chịu em mới cho trừ cho hàng nha. Trời ơi. Nào đọc tên đi con. Bộ chấm bi hả? Trường đơn sang cho Kiều My nè. Kiều My đây này. Tiên Nguyễn ơi, đơn này em sẽ tính giá sỉ cho Tiên Nguyễn nha, Tiên Nguyễn nha. Một người đôi thôi. Đứng lên. Thôi đứng lên. Kiều My cỡ chưa? Nguyễn Như hai bộ sang. Đấy, Nguyễn Như đây. Kiều My có đơn rồi. Không biết rồi đâu, chưa. Ê, nhớ tìm nghe chỗ mày nghe. Gì? Nó xin lưng mấy cậu chứ. Thay diện chương cậu Kiều My. Chị nào mới mua bên em một bộ chọn thêm giùm em nha. Một bộ bên em không đi đơn đâu đó. Mấy chị mặc đồ như em, mấy chị mua đôi dép vậy nè. Đi vô nó dễ. Xuồng đó. Màu đen hoặc màu nude nó dễ. Nhớ rồi Tiên Nguyễn ơi. Bữa đi không có ai mang giày con gót đi nó mỏi chân lắm. Nguyễn Như chuyển khoản 500. Nguyễn Như chuyển khoản 500 giùm chị nha em. Mua đôi dép này trang đi vừa sang vừa đẹp nữa. Kiều My ơi, hồi xuống nãy xuống là nhờ bộ gì vậy chị mà Kiều My nói vậy đó. Mã sang Linh My nè. Kiều My nè, em cho mình quay lại nè đó. Đi rất là dễ luôn mà mang nó stay lắm mấy chị. Đừng có băng giày cao gót cái gì trơn á, ỏi lắm, đau chân lắm. Meo meo bộ chấm mi hả? Như meo bộ chấm mi nè. Chấm mi sơ sơ mi đó. Chấm mi sơ mi nè, kiểu chung người qua mẫu nha. Meo meo nè. Bộ chấm mi sau là phải đặt cho em bộ chấm mi phải không được nha. Chấm mi sơ mi á. Bỏ dưới đi. Ok. Còn năng đi. Chị nào mới vô hoặc là mới chọn bên em một bộ thì chọn thêm giùm em nha, một bộ bên em không đi đâu nữa đó mấy chị đẹp. Rồi em lên vest sọc 82 ký con vest nhiều vậy Linh. Vest sọc hồi nãy chị nào thiếu nè, bỏ qua bên kia giùm em đi, bỏ số kho. Kiều My kèm số điện thoại giùm em đi, một bộ em xả ra hết chứ chị, em không có bán một bộ. Em bộ chấm mi 56 ký rồi, bỏ qua giùm em xin lại đi. Nguyễn Như ơi, có đây nè, em nhắc số tài khoản này chị. À Hồng Ruốc hả? Đây em qua đưa cho mấy chị qua Hồng Ruốc lại. Đây nè, là xả ra nha mấy má. Một bộ là xả đây, Hồng Ruốc đây chị ơi. Hồng Ruốc đẹp kinh khủng luôn, sang lắm. Hồng Ruốc rất là sang. Đừng bom hàng nha mấy chị nha. Có size 45kg nha. Bom hàng là đánh mạng. To lên là to lên. Mà to lên cho họ nghe luôn. Cái bộ này em nói thật với chị luôn. Kiều May cho số điện thoại chưa chị đẹp ơi. Cái bộ này là quần ống bát cho em nha. Bộ này quần ống bát. Ủa Vân Đô có đơn rồi nè. Sao bỏ ngoài này? Bỏ vô đi, bỏ vô Vân Đô dùm đi. Vân Đô có đơn rồi, người đẹp ơi. Rồi chốt game mã Hồng Quốc. Quần ống bát cho em nha. Mặc form đỉnh chị lắm. Chị Nguyễn Như ơi, em có game tài khoản đó chị. Rồi đi vô Hồng Quốc đi. Bộ này là dự định là cháy luôn. Hết vải luôn chị. Rồi đi giùm em Hồng Ruốc xếp số lượng nha. Ngồi đã ha. Ủa sao mấy má này biết hàng nhà tôi sao mà hỏi toàn là mẫu có không vậy? Hermes nè. Thủy Trang Mai có đơn chưa? Thủy Trang Mai có đơn rồi. Có rõ không? Nay đọc tên đi con. Tiên Nguyễn hai bộ nè. Tiên Nguyễn đâu? Cái đơn Tiên Nguyễn đâu? Mai hai bộ Hồng Ruốc này nè. Tiên Nguyễn hai bộ Hồng Ruốc. Thơm đô hay chi Vân Đô? Vâng, đã thơm đô thôi. Quay lại đi, đúng rồi, thơm đô, Gia Lai Vũ Vũ.
quá à. Nguyễn Như, Nguyễn vững đồ đây này. Vững đồ thôi. Tôi vững đồ lắm. Hai bộ Nguyễn Như. Như ơi, chuyển khoản giùm em nha. Em có kim coi coi Thúy Trăng Mai có gấu đỏ cho này chồng. Không, rút cho Kim Thanh, Nguyễn Thị. Cái này Nguyễn Như hai bộ này tiếp. Vậy em bản màu kia một bộ đấy nè. Đợi xíu lên bảng màu trơn cho. Hoàng Trương Hồng rước, Hoàng Trương Hồng rước. Cái gì cũng lên hết nhưng mà đợi xíu Hoàng Trương sau lưng chị Hồng này. Đó, Hoàng Trương, Ngọc Linh Hòa Hồng rước. Ngọc Linh Hoàng ngay chân miệng. À ok. Nguyễn Mỹ Phượng mai em gửi cho Lan Lan Hồng rước. Lan Lan, Lan Lan. Lan Lan Phúc Tuấn tròn đơn. Mẹ mẹ đứng nhà lên lên con đấy. Lan Lan Phúc Tuấn. Đó nghe kiểu thứ ba kìa. Phúc Tuấn tròn đơn á. Này này, em bự. Mai lên Hồng tròn đơn Hồng rước. Mai Lên Hồng nè, Mai Lên Hồng. Mai Lên Hồng. Mai Lên Hồng nhiêu nghe. Kim Thanh Nguyễn Thị Yến Sơn. Kim Thanh Nguyễn Thị đó thôi. Châu Lê Ngọc, Châu Lê Ngọc dùng đơn. Đây Châu Lê Ngọc đây. Kim Thanh Nguyễn Thị nè. Nè, Kim Biêu đâu quá trời kìa. Nó bỏ cô nè. Phạm Tường Lan. Không có 89 nhà rồi ba đơn này Kim Biêu. Đẹp lắm mấy chị ơi, nó Kim đẹp. Kim Thanh Nguyễn Thị. Bộ đang mặc 55kg, 1m60 nha. Bao đẹp, 55kg, 1m60 bao đẹp nha. Okay, nhân hàng, phải kiểm tra hàng giùm em nha. Phải kiểm tra hàng cho em. Đẹp quá mấy chị ơi. Lên mẫu màu trơn hả? Mẫu màu trơn nha. Mẫu màu trơn là thôi khỏi nói rồi, vải bụi sốt, rất là đẹp luôn. Đây, lên mẫu màu trơn cho. Rồi, em lên bảng màu trơn cho. Đây trời ơi là 28kg đồng 1m6 giùm em nha. Mấy chị ơi nhớt nát con gà tây luôn. Form hơi bị đẳng cấp luôn nha. Ủa Lan Lan ơi là chị chốt bao nhiêu bộ vậy chị? Sao mà chị chốt xong chị xả ra vậy Lan? Chọn thì chọn chắc chắn giùm em nha bên em đây. Không hình như Lan Lan là cái xả cái bộ gì mình rẻ rẻ. Coi coi cái đơn Lan Lan đi. Thôi mà có gì sáng mai cũng điện lại mà. Bên trong bộ đăng mặt là bộ công thôi. Bộ công rẻ, xả bộ công ra. À tulip luôn, xả bộ tulip ra. Đưa giùm em bảng màu mới về này đi. Ok. Chị nào mới vô chọn mấy em một bộ chọn thêm giùm em nha. Bên trong đăng mặt là có mình mã nha. Đăng mặt em không biết đâu chị. Bộ không đi đâu. Thôi để bé hồn mà. Rồi đưa giùm em bảng màu này nha. Em quay một vòng cho mấy chị quay nha. Quần ống bát cho em nhé. Bộ này bộ quần 65kg. Chị nào nói Mai Lên Hồng quá. Mua quá nhiều kìa. Mua không bông hàng nha. Đúng rồi chị, em sợ mấy người mua nhiều lắm. Đưa giùm em bảng màu này nha. Đi cái này mua quá. Rồi để em đưa bảng màu cho mấy chị. Tulip có một cái có một cái đỏ không? Từ từ để em đưa bảng màu cho chị ơi. Đưa giùm em bảng màu có nghe không? Tulip có một con xanh không? Xanh luôn thôi, này vô lại nha, có một con xanh đi. Cái này là tà xéo nha mấy chị đẹp nha. Xéo dạo. Em đang mặc là màu trắng. Bỏ ra. Khóc thì chị khóc còn phải nón hả? Màu đỏ đô. Cái này cho nữ thôi. Màu nu 135.000 một bộ giùm em. Cái này là chất liệu vải đuổi sốt giùm em nha. Chị có đơn rồi không? Chị nào có đơn kêu dùng đơn giùm em. Mấy chị ơi kèm màu giùm em nhé. Bộ này kèm màu cho em. Hoặc kèm ba số đuôi giùm em cũng được. Màu cam đất. Mấy chị thích màu nào em cha sẽ mặc màu đó cho mấy chị coi nha. Màu quân cô ban. Trời ơi mấy chị ơi em mặc bộ này rất là đã luôn. Một bộ em không đi đơn đâu mấy chị nha. Một bộ xanh cô ban này. Màu cam đất. Xe hồng xanh cô ban. Cho em một bộ sen sen hay gì. Màu nu này. Mấy chị thích màu nào em sẽ mặc màu đó cho mấy chị coi nha. Màu đỏ. Rồi. Chị nào mới chọn bên em một bộ là bên em không đi đơn, bên em sẽ xả đơn lên nha. Xanh cô ban, màu cam đất, màu nu và màu đỏ cho em 135.000 một set giùm em ha. Đẹp không? Hồng phải không? Cái này là quần ống bát cho em nha. Bộ này quần ống bát nghe rõ giùm em. Em đang mặc là màu trắng. Màu xanh hồng cô ban kèm số điện thoại nha. Màu cam đất giùm em. Màu nu giùm em và màu đỏ bảng màu trơn nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nãy giờ là lan hòa tiết rất là nhiều, chỉ có duy nhất một màu này. Dương Trung Hiếu canh đất. Bỏ ngoài đi, bỏ ngoài đừng có ghi nữa. Màu nu cho em. Dương Trung Hiếu canh đất. Màu cam đất thì mềm. Dương Trung Hiếu chưa có đơn. Tiên Nguyễn đỏ và cam. Tiên Nguyễn đỏ và cam. Mấy chị ơi, tao nói đẹp lắm. Mấy chị Tiên Nguyễn đỏ và cam. Tiên mấy chị thích màu nào cứ comment lên đi. Thích màu nào em mặc màu đó không có chị nha. Tiên Nguyễn á. Đúng rồi, Tiên Nguyễn ba
đồ ta mới tin miệng kia. Không được ba bộ rồi. Đó chứ Tiên Ngọc. Nè, mấy chị nghe nhân viên em đọc màu tên màu trắng cho Lan Lan. Đó nào. Lan Lan bên kia. Con đẹp lắm rồi. Con đẹp lắm. 135 nghe rõ lắm nhé. Lan Lan đi đây. Lan Lan màu gì? Mi mở giờ xuân lên. Tiên Ngọc đỏ, Ngọc Thúy đỏ. Ngọc Thúy đâu được kìa. Mỹ Châu là lấy cái gì đây? Thích trang mặc màu nào em mặc cho mấy chị coi nhé. Màu trắng cho Lan Lan chưa? Mỹ Châu là xanh cô ban này. Đẹp lắm. Mỹ Châu xanh cô ban. Năm màu đây là đẹp nha, năm màu. Lấy hai màu mặc đi mấy chị ơi, form nó đỉnh lắm, em nói thật. Ngọc Thúy đỏ. Bỏ thôi, bỏ thôi. Đất Thiện màu nuôi dùng đơn. Đất Thiện này. Đây, Ngọc Thúy chứ. Đất Thiện đây này. Ngọc Thúy nè, Ngọc Thúy có đơn chưa kìa. Bỏ thôi, bỏ thôi. Ngọc Thúy có số điện thoại của số mấy? 894 đỏ này. Ngọc Thúy 894 này. Đang coi, đang coi. Màu nu này. Ái Thái dùng đơn của anh này. Ai thải lộn rồi, đưa ra. Thả ra. Đây, ai thải đây. Rồi chứ, đọc bát sao đi. Ai thải kìa. Ai thải đồ kìa. Đất Thiện màu nu dùng đơn. Rồi, rồi. Thảo Bảo dùng đơn cam. Đây, bà Bảo đây. Anh nó hồ đỏ. Lấy hai màu thay đổi đó mấy chị. Cái nó có 135.000 rẻ lắm. Bây giờ mấy chị nhận hàng của em nha. Mấy chị đi ra chợ hay là ra shop cầm cái vải đi theo 135.000 nó đủ cắt cho mấy chị một bộ đồ. Mấy chị đã may chưa? Đó, không chi mà bên em bán nguyên một bộ đồ này. Đây đây đây, 135.000 mấy chị. Anh nó hồ này. Đẹp lắm. Ngon bộ đồ được. Xanh cô ba nu cam đất màu đỏ nha. Xích trang mặt màu gì trang mặt màu đó cho mấy chị. Chị nào đơn bộ ráng rồi đủ đơn nha. Trang qua mẫu nha. Trang qua mẫu luôn. Một bộ không đi đơn nha mấy chị đẹp. Đuôi dùm em màu nào hoàng màu đâu. Em ấy. Đuôi dùm em không lấy được. Kim Thoa Nguyễn hai màu trắng xanh cô ban này. Kim Thoa vết riêu đâu, vết riêu đâu, vết sọc đâu. Kim Thoa Nguyễn trắng với xanh cô ban. Đây đây. Đưa giùm em vết sọc đi. Đây rồi, chặn đây thôi. Đưa giùm em vết sọc. Đưa giùm em không sọc đó. Đưa giùm em nè, đưa cho mẹ. Rồi em lên làm nâu cứ thật vết sọc rồi. Đang đi. Đã, đứng sang đi mẹ. Trắng với xanh. Hai bộ bà con. Bỏ nó cũng vậy thôi chị ơi. Chốt giùm em rằng nâu nha. Má nào bộ tôi xả ra hết nha mấy má. Để xế chứ không mua bộ xả ra hết. Đi chừng chừng lấy nè. Để chỗ em đứng. Mấy chị mua bên nhà em là quá sướng luôn á, thật. Có 130 mấy ngàn bộ rẻ như cho luôn. Form vải mấy chị nhìn cũng biết mà đúng không nè. Qua cái form quần nhà em may nè. Mình kiểu khoảng rồi nha. Ok, cảm ơn Nguyễn Nhi nhiều. Chốt cho em bộ. Lựa đấy chị, lựa bao nhiêu cũng được á. Ủa hậu. Rồi chốt cho em mã sọc nâu. Dự định là năm nay là nghỉ sớm tại vì không có hàng bán mấy chị. Mặc ống đồng em được. Nè ống đồng nè chị. Đồng đồng. Ủa mì nương nó giờ có đơn chưa? Mì nương. Mì nương, mì nương. Có. Có mì nương chưa mô? Có. Răng nâu 135. Đây đây. Dự định năm nay là nghỉ sớm hơn là năm mọi năm mấy chị. Vì hàng thời trang em chuyển mới, em mới chuyển qua một năm nay thôi mà em bán rất là được luôn. Rồi chốt giùm em là hai bộ Tiên Nguyễn sọc nâu. Rồi giùm em sọc nâu rồi đi. Sọc nâu hai bộ cho Tiên Nguyễn. Cương Trương, à lộn Hoàng Cương cái lộn. Chị nào mua nhiều ngày mai nhớ cọc giùm em cái cạc 50 nha. Đọc được không? Tiên Nguyễn hai bộ. Tiên Nguyễn hai bộ, Hoàng Cương dồn đơn. Anh Hoàng Cương. À Mỹ Nương dồn đơn. Mỹ Nương. Giang La Vũ Vũ vừa không hả? Còn nông thôn quá chị. Giang La Vũ Vũ. Linh Lê sọc nâu. Thanh Thủy dùng đôi sọc nâu. Đây Thanh Thủy mà 898 nuôi á. 898 mà đứa đơn đấy. Trên eo có Linh Mi dùng đơn. Linh Mi có đơn rồi. Linh Mi dùng đơn. Mỹ Châu có đơn chưa? Mỹ Châu dùng đơn. Mỹ Châu. Cứ kèm số điện thoại là mình có đơn hàng của chị. Không có nhất thiết là phải gì đâu. Đây đây. Mi Châu hồi nãy sọc nâu với cái gì đây nè. Sọc nâu cho chị nhỏ Nguyễn dùng đơn. Cho em cái vé
lấy chân neo đi. Phúc Tuấn. Lấy chân neo không? Lấy chân neo vào. Phúc Tuấn vừa nha. Có tim mì châu vỡ không? Lấy chân neo không? Mì châu nè. Mì châu. Mì châu. Bộ tí đó. Thân cô ban. Đây 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 là hai bộ. Rồi bộ hành với hai bộ đi. Lấy chân neo đâu? Nè mì châu này mì châu hai bộ. Thảo trương Phật nâu mẹ, qua Thảo trương có đơn chưa mẹ? Thảo trương hả? Cho mấy chị qua từng từng mắt. Gia la vũ vũ có đằng nâu nha. Xin lỗi nha. Cái này còn thấy lần nhiều không? Cái này mới về sĩ lấy luôn. 23 bộ. Nè, tiếp cầm cầm đơn, chưa có đơn thì Ngọc Linh Hoàng bỏ vô giùm con đi. Ngọc Linh Hoàng à? Em chốt đấy, cho mười mấy chị thôi nha. Không, bỏ vô thôi, bỏ vô thôi. Bỏ Trang chốt cho mười mấy chị thôi nha. Đợi Trang xíu trong mặt bồ này. Chờ neo nhé. Bộ bộ kê cho hồ cúc. Thảo trưởng gọi chứ. Là thằng nâu á hả? Hồ cúc cho 8 số không chốt được nha hồ cúc nha. Bộ nào có 135 ngàn hết nha. Chưa có thảo trưởng đâu. Sập nâu 45kg sập tường lan. Đâu rồi sập tường lan đây nè. Chọn đơn cho mẹ. Đó trời, hai bộ là xuất sắc luôn. Em chốt cho mười mấy chị thôi nha bộ nè. Bữa nay là dự định là bán hết kho. Bộ này em hết rồi nhưng mà chị đẹp nha. Sao anh, sao em? Ủa, này kia là sợi như vậy đó. Sao anh bỏ ra đi? Đúng rồi, anh đi anh. Không mấy hàng nó dễ lắm. Sợi cái đường. Sao anh bé? Xin đi con bộ, con bí kìa đó. Hồ Cúc là một bộ bé là đằng nâu quá hả? Ờ. Hồ Cúc ơi là nâu đúng không? Ờ, yeah, đúng quá. Là đằng nâu phải không? Bộ này mười mấy chị thôi nha. Thông cảm cho mẹ nha. Hoa Nguyễn vết cho em dùng đơn. Đằng nâu mẹ. Hoa Nguyễn có đơn rồi đó. Mình có bỏ bên đây con muốn nha. Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn nha. Đây là Hoa Nguyễn ở đây. Bỏ cái gì? Đưa đây giùm em đi. Có. Bé chanel. Chanel thì nhọn. Đây Hoa Nguyễn này. Hoa Nguyễn. Tiên Nguyễn 2 bộ. Tiên Nguyễn 2. Đây. Ủa Lan Lan ơi, có chị ba. Dạ ba bộ đúng rồi chị. Ai nữa? Okay. Dương Thị 2. Dương Thị 2. Dùng đơn sạch đi. Dương Thị 2 Dương Thị 2 này đẹp. Ủa Dương Thị 2 hồi nãy có bộ gì Ngọc Hành Võ Chanel mới vô. Ngọc Hành Võ à? Chưa đẹp có. Đẹp lắm mấy chị, cái bộ này đẹp lắm. Dương Thị 2. Đấy. Dương Thị 2 hồi nãy là có cái đây, gì đây. Bỏ vô Dương Thị 2 rồi. Ai nữa đây? Hồng Yến cho em một bộ cam đúc trắng cho em. Cam đúc. Cam đúc với trắng hả? Trắng. Cam đúc với trắng. Em cho coi bộ trắng miso luôn. Cam đúc với trắng á chị, một bộ Chanel cho anh Kim này mới vô nè. Ủa là Hồng Yến ơi, là một bộ cam đất với trắng là hai bộ hả chị? Hồng Yến. Đúng rồi đó. Rồi Chanel ai lấy mày cho chùm em nhé. Chanel cho lụa, Huỳnh thì lụa có đơn. Đây, đây lấy chậu chả tao mua. Tôi còn hai set hết rồi Nguyễn nha. Nguyễn Tuyền dùng đơn. Rồi Nguyễn Tuyền này bỏ qua cho em đi. Nguyễn Tuyền. Rồi đưa cho em bác, cái sọc qua lên trên này. Vâng, đổ Chanel dùng đơn này. Đây, vâng đổ đây. Ừ. Là bộ cho nên mẹ đổi một con bộ mẹ. Cái máy nó còn xếp. Rồi lên giùm em Valentino. Valentino. 50 kg bao đẹp nhá. Chốt giùm em sơ mi Valentino. Dương Trung Hiếu có đơn chưa? Dương Trung Hiếu hả? Chà neo cho Hồ Cúc dùng đơn. Hoa Nguyễn có chà neo rồi. Hồ Cúc chà neo này. Được quá. Chốt giùm em vest lộn sơ mi Valentino ơi. Hoặc là mấy chị comment là sơ mi sọc cũng được nha. Sơ mi sọc cũng được. 55 ngàn đó. 50 ngàn. Valentino giùm em. Ngọc Thúy một bộ vest Chanel dùng đơn nè. Ngọc Thúy vest Chanel kìa. Ngọc Thúy có bao nhiêu? Mấy Ngọc Thúy đó. Chị Ngọc Thúy comment lại xuống hỏi giùm em nha. Ngọc Thúy comment lại xuống hỏi giùm em nhé, có lượng đơn gì Ngọc Thúy ơi. Chốt giùm em Sumi Valentino nhé. Để chi đi. Thanh Thủy vest neo giùm nó cho Thanh Thủy nè. Thanh Thủy sợi nhiêu? Thanh Thủy 898. Đây.
Bỏ vô bếp Chanel đi. Sơ mi Valentino cho em. Bộ này mặc áo quá mấy chị ơi. Dương thì hai vest sọc. Dương thì hai vest sọc. Cái này là sơ mi. Alo sơ mi, sơ mi sọc. Sơ mi sọc Valentino nhá. Mẹ đưa giùm con cái này đi mẹ. Hộp phúc hả? Đây hộp phúc đây này. Dương thứ hai là chi? Sơ mi. Đây sơ mi này. Dương thứ hai một bộ. Hai bộ trước tiên. Tiên Nguyễn này mẹ không có nghĩa. Sơ mi chi vừa nhá. Dương thứ hai hả? Dương thứ hai. Tiên Nguyễn hai bộ. Nguyễn. Valentino. Nguyễn Như một bộ. Nguyễn Như đây. Nha. Đây đây. Nguyễn Như này. Nga Nguyễn một bộ. Nga Nguyễn đây này. Nga Nguyễn 7 số 5 thôi á. Đây này, đây này. 7 số 5 đây. Đúng rồi. Mấy chị ơi, ủa Ngọc Thúy cho lại số 7 đi, vì hai Ngọc Thúy lận. Vì hai Ngọc Thúy lận. Valentino nhá, đẹp quá à. Bộ này đẹp quá mấy chị ơi, đỉnh lắm. Ngọc Thúy có không số 2 đi này. Quá đẹp luôn nè. Có 135.000. Đi. Mua 3 bộ sao chưa gửi thì em. Lấy hai Ngọc Thúy đây nè. 898 đây nè. Làm bộ cho neo vàng với là cái bộ hồi nãy nữa. Sọc lại bên con, sọc lại đi. Từ từ, xin nếu nhá nè, đang pin gì đây? Đang nâu, đang nâu, thím thím đang nâu. Đang nâu. Sơn mi cho Hoàng Thanh Xuân, Ngọc Linh Hoàng. Hoàng Thanh Xuân. Ngọc Linh Hoàng. Đây nè. Có 7 ký không vừa nhá. Lê Hạnh. Có 3 ký. Lê Hạnh Valentino. Có 3 ký đổ lại thôi mấy chị. 65 trên 1.6. Cái đơn Ngọc Thúy là để xả đằng nâu ra nha. Không có bọn đâu. Nè ba bộ nè. Ừ lẹ lên đi em lên mẫu mới. Ba bộ nè. Ê em có không? Tại chi? Lê Hạnh. Sơ mi. Hồ cốt của sơ mi không lấy Chanel. Trời đất ơi, hồ cốt này xả Chanel ra không lấy sơ mi. À lộn. Xả cái Chanel ra lấy sơ mi. Chứ còn đứa hồ cốt này. Hồ cốt con mới ghi rồi đó đây nè. Xả Chanel ra không có lấy. Là gì? Bộ sau chốt sơ mi sọc. Em nói bao nhiêu kiếm mặt vừa để chị biết cũng con ơi. Sơ mi đó là 63 kg đổ lại nha. Rồi em lên hàng hocker nha. Hàng phải xuống có đơn rồi. Đây. Chốt cho em bộ này hàng hocker nha. Bộ này mignon nha. Lê Hạnh chưa có đơn phải không? Bộ này rất là mignon luôn. Bộ này là trang may cho những người nào mà hocker nha. 58kg đổ lại mặt vừa dùm cho Trang bộ này nha. 58kg thôi. Tại vì Trang may bộ này là ra cho những người nào mi nhon hết cơ mặt này. Rất là xinh đẹp. Người Thúy Tiên là 2-3 bộ đấy đó nha. Người Thúy Tiên 2-3 bộ rồi đó. Rồi. Dạ. Người Tiên này chứ sẽ lớn đấy. Bộ này hàng hot girl nhé. Những nhà chị nào mi nhon thì mặc cho em nha. 58kg đổ về. Bộ này tới nhất số khoái đấy chị ơi. Nè, cái gì vậy chị? Lưng cao mấy chị thấy không? Lưng siêu cao luôn, lên tới áo vú của em luôn này. Đó. Bộ này là hàng vàng bidon nha. Vàng áo ba bidon cho em. Bộ này là quần lỡ nha mấy chị nhá. Bộ này dễ thương lắm. Bộ này là dành cho những người nào hot girl thôi nha. Nè cái quần này mấy chị có bây giờ ở dưới luôn nha. Mấy chị cầm đây là hoa vàng. Cái này mấy màu giùm em với. 119.000 cho em này. Trang may 2 tầng nha. 2 tầng giùm em. Đó 2 tầng. Hả? Ra bộ xẹt ra con cám hết. Chết mẹ rồi, hết lô luôn hả? Hoa vàng em còn 4 thôi mấy chị nha. Cam thì em mới chăm thêm hàng này. Vàng này em hết rồi, em còn 4 bộ thôi. Đi giùm em đi, 119.000 nha. Mấy chị comment là hoa vàng. Cái này 58kg đổ lại thôi nha, hàng hot girl. Này dễ thương lắm. Mấy chị comment vàng hoặc cam nhé. Cam em mới chăm thêm sau. Hết màu vàng rồi, màu vàng còn 4 set thôi. Màu cam thì em mới mấy chăm thêm. Dương thì 2 dùng đâu hoa vàng. Cái này là 58kg đổ lại thôi nha. Thôi nha. Bộ này hàng hot girl nghe rõ giùm em. Anh là hồ vàng. Cái này là màu vàng với màu cam nhé. Để mặc màu cam cho. Màu vàng em hết luôn. Tại vì cái này là lô đầu, cái này là lô sau này. Mặc màu cam nha, màu cam mặc sao lắm. Hồng Nguyễn một bộ sơ mi sọc. Đây. Anh mặc màu cam cho mấy chị nha. Da rô vàng dồn, da rô vàng dồn. Da rô vàng dồn, cam dồn cho Dương Trung Hiếu nè. Từ đây tôi đang mặc mà. Dương Trung Hiếu thêm cam nữa. Bộ vàng hốt cơ mấy chị. Bộ này dễ thương lắm. Bộ này ở nhà. Một cam cho Tiên Nguyễn. Tết mặc ở nhà cho nó xuống mấy chị. Một cam cho Tiên Nguyễn. Để anh mặc cho một cam cho nha. Một sơ mi sọc cho Ngọc Huyền Tiền. Cho bộ sơ mi sọc đi. Bộ này hàng hốt cơ nha. Tiên Nguyễn là sơ mi sọc, Giang Huỳnh là hoa vàng. Hoa vàng hết rồi. Lấy hoa cam đi chị. Hoa cam cho anh có. Ngọc Thành.
Mày nè, trời mày đừng có hỏi là phân tâm quá, bỏ vô đi. Ngọc Nguyên Tiên chứ có đơn. Vương Hằng cam, Ngọc Thành Võ cam rồi đây. Đúng có hai bộ cam nữa. Đi bỏ cái đơn thôi con biết. Kiếm giùm em cái túi này nhỏ. Chứ có đơn. Bỏ thành phố đấy. Đi đây. Trần Thị Duyên hả? Lưng cao lắm nha mấy chị nha. Lưng Trần Thị Duyên vàng hết rồi nha. Hết vàng rồi. Nè lưng này em may siêu mày cao luôn nha. Vàng tại vì vàng này vàng áo bao nhiêu đâu. Có 2 buổi. Dễ thương lắm. Trời ơi này nhà ai mi nhon mặc mà siêu 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 cô te luôn. Cái đơn nào đó chỉ một bộ hết. Có người yêu là người yêu thấy mặc bộ này là cưng cưng lái, cưng thấy mẹ luôn. Thả ra đi chứ. Rồi cam này. Dạ 115.000. Trong 100 anh. Chất liệu vải von nha. Rồi ai lấy cam chốt giùm em cam nha. Bộ này là hàng hot girl nha. Ngồi ở nhà Tết tính bài cho nó sướng mấy chị. Bộ này dễ thương lắm. Rồi 115.000 một cam. Màu vàng em hết rồi nha, em còn một cam thì màu đâu lai trời. Thì màu vàng á. Để nguyên nhà đi một xíu em coi cho nó đẹp. Tại vì cái màu vàng á, màu vàng là cái lô đầu tiên, còn cái lô này lô thứ hai nha. Em chăm một cam màu vàng hết vải rồi. Rồi tiếp tục. Ai lấy cam cứ đọc tên em đi con. Một cam một vàng cho Nguyễn Như. Bọc 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 một cam này cam cho Nguyễn Như Mi Châu. Lấy cam đi. Cam cam Nguyễn Như Mi Châu. Rồi bộ này 50.000. Cam này. Một cam Nguyễn Châu này. Mi Châu Nguyễn Huyền này. Nguyễn Huyền Nguyễn. Mi Châu có đơn rồi đó. Hổ cẩm 50. Mi Châu. Trần Thị Duyên cam này. Ni cái bộ này 58kg đổ lại vừa hả? Ừ. 58kg đổ lại vừa. Hai bộ cam đi. Mi đá và cam mi. 50 giùm em. Bán ai này? Này bỏ hai giấy này vô. Trưng ẩm này. Bụi bụi đỏ này để đi một con thôi chơi. Đó đơn em đơn bộ đâu mà. Khổ cặn 50. Ở về là được rồi. Vậy không? Cháu là ai bồ dẹp không biết. Nó phải chết em. Trưng có 2 bồ này. Có như 1 bồ nó cho em lấy ăn gì. Chốt chụm trang khổ cặn 50. Đúng đi nè. Mặt mà không lộ nha. Không lộ nha chị. Hàng hot girl mà chị, trời ơi mặt nó đẹp. Chốt cho em mã thổ cẩm 50.000 nha, rút dây. Cái này là quần chính tốt cho em. Quần nóng nhỏ. Hết vàng rồi Hoàng Trương ơi, còn lấy cam đi thôi. Chị ơi, cam cũng đẹp mà. Nói chung là mấy cái mẫu đó mặc màu nào nó cũng đẹp hết á. Không có cái nào xấu. Rồi chốt cho em mã thổ cẩm cho năng mặn nhé, 50.000. Thổ cẩm này em nói lại là cái này nặng 55kg đổ lại thôi nha. 58 kg. Kích trần thổ cẩm 50. Hoàng Trương mẹ Hoàng Trương bộ cam này nè. Hoàng Trương đây nè. Rồi thổ cẩm. Kích trần. Kích trần. Kích trần nè. Kích trần. Kích trần. Hồ Cúc. Hồ Cúc. Hồ Cúc chỗ con kìa. Sao đâu. Dừng đi dừng bạch quả đấy nè. 50 thôi. Cúc bông. Cúc bông. Cúc bông nè. Cúc đi. Nguyễn Như dồn đơn. Nguyễn Như đó quá. Nguyễn Như. Nè Nguyễn Như. Trưng lên này. Nguyễn Như đó. Nguyễn Như. Châu Lê Ngọc. Cấp trưng Lê Ngọc. Châu Lê Ngọc. Thủy Trâm dồn đơn. Thủy Trâm dồn đơn. Thủy Trâm bên đây này. Thủy Trâm bên đây. Đừng bồ nữa. Đây. Châu Lê Ngọc. Hoàng Trương chưa? Hoàng Trương chưa? Thủy Trâm dồn. Mỹ Nương. Mỹ Nương. Mỹ Nương. Bồ Đông Kho lấy cho mẹ. Thủy Trâm năm đấy. Mỹ Nương. Mỹ Nương này. Mỹ Nương này. Hoàng Trương. Mỹ Nương nó đẹp ơi. Còn Ngọc Lam chưa có đơn phải không? Em làm khuyến mía phượng nè. Em làm thích thắt như vậy nè mấy chị. Mấy chị nếu mà ngắn ra thì mấy chị thắt lên cho em. Nên tiểu mía mà thích mặt dài thì đừng có kéo ngắn lên nha. Rút ngắn lên. Đây người biết phượng sĩ nè. Hỏi đây xíu xíu nữa con lựa lên ba chục bộ lúc mày. Mai Nguyễn một bộ thổ cẩm rồi ok. Mày phượng bỏ vô đi cái đó có sĩ đó xíu con lựa thêm. Thanh Trần chưa có đơn phải không?
kèm xong hỏi mấy chị nhé. Cái trần xả thổ cẩm đó nha, không vừa đâu. Cái trần xả thổ cẩm nha, 5 xíu con đó, để ngày mai con lựa, để ngày mai con soạn hơn trần đó rồi. Thổ cẩm hoàng văn hả? Trần Yến thổ cẩm dùng đơn nè. Trần Yến có đơn rồi, Trần dùng đơn thổ cẩm đi. Trần Yến nè, Trung Mi dùng đơn nè. Rồi lên eo gì nha, tối giờ chưa có lên eo gì. Hoàng văn có đơn chưa? 50 ngàn. Trung Mi thổ trang đang mặc 50. Dâu Nguyễn thổ cẩm Trần Thị Bích Trâm cho chị đặt một bộ em đang mặc. Gương Hồ thổ cẩm, Ngân chốt thổ cẩm với mấy chị nha. Cái chốt đi. Thơm đồ thổ cẩm dùng đơn nè. Ai bộ xả ra hết nha. Thơm đồ nè. Thơm đồ còn nữa nữa. Thơm đồ có đơn rồi đó. Thơm đồ nó chùi nhỏ luôn. Đây. Ê ca, ủa ca đó là mình đâu nhờ? Đâu nhờ? Đi sao hơn. Trời ơi, đâu đây? Chốt cho Trang mã eo vì nâu. Có bét rửa 58 chứ không vừa nha. Bộ 50 một bộ á. Vương Hồ là cái gì đây? Thổ cẩm. Sao cái mã này nó sang quá vậy mấy chị? Thơm bộ có đơn chưa? Rồi. Tương Nguyễn của Vương Hằng. Cái túi trống của em đâu rồi đó? Đây rồi. Đưa cho con đi. Đức Thiên, Đức Thiên có chưa? Đây có rồi, Đức Thiên có gì? À, thổ cẩm. Đức Thiên hả? Ừ, thổ cẩm. Rồi, 61, 62 chế độ lại mặc vừa 60 đi mấy chị. 60. Eo vì nâu 99 ngàn. Hai bộ cho Nguyễn Như dùng đó. Eo vì nâu 99, mãi mang hồ. Eo vì hả? Hai bộ cho cái gì ta? Nguyễn Như. Nguyễn Như hai này. 99 dùng em nhé. Eo vì 99 kẹp xong thành đồng. Nguyễn Mỹ Dung có đơn nè. À thổ cẩm á. Thổ cẩm không? Chứ phải là eo vì hả? Không, thổ cẩm. Bộ thổ cẩm không? Đây. Ở đây rồi, có rồi. Nguyễn Quyết, em bị nâu. Khách cũ. Nguyễn Quyết. Thanh Hiền Phạm, thổ cẩm dồn đâu Thanh Hiền Phạm. Thanh Hiền này. Thanh Hiền Phạm đó. Em bị cho Hồ Cúc. Hồ Cúc là em bị, còn Thanh Hiền Phạm là cái 50 nha thím. Thanh Hiền là 50 nha. Kim Sang nâu này, có đơn này. Kim Sang nâu. Đây. Mỹ Châu nâu 70kg không vừa nha. Hoàng Văn eo vì nâu nè. Mỹ Châu hả? Mỹ Châu có đơn rồi đó. Hoàng Văn rồi, mang cái eo rồi. Phương Vi Huỳnh Nguyễn eo vì nâu. Còn trong thơ không? Nguyễn Thu đang mặc 60kg hả? 1m6 dùm em. 1m6 dùm nha Nguyễn Thu ơi, chị cao 1m nhiêu vậy? Lê Nhung, Lê Nhung thổ cẩm 50. Ok. Nhung mới được còn lớn chứ. Đưa giùm em lấy gấu trắng đi. À, lên cái sơ mi màu đỏ rồi đó. Nhung đã tìm lô mắt ra luôn. Nguyễn Mỹ Nhung này. Gì rồi mấy em, hết rồi. Nè chín chín cho Hoàng Trương rồi thôi nè. Hoàng Trương. Nguyễn Thu không vừa phải không, rồi hủy đơn. Có lại cái rí răng nấu cột tu. Kim Sang dùng đơn nấu chứ mẹ. Kim Sang. Đã Kim Sang ấy nấu rồi. Có chứ. Ai chốt cho men sơ mi hoa đỏ. Trời ơi, mẫu này đã quá. Hoa bộ nè. Cục cầm đứa nó tống lẹt cho luôn này không. Đứa nó tống lẹt đi. Có bát nữa chị nhá. Đứa nó có mi cháu chị nhá. Mi cháu có. Có nữa có gì. Này. Trân Nghĩa mới là có. Trân Nghĩa nó trồ luôn. Chốt chạy đi, bắt tống đi. Đẹp quá. À em nói luôn, cái cây vải này đang hot lắm.
Ê biết sao hồi chị em thấy cái thằng kia, cái thằng đàn ông á. Chị nhận đi hôm nay không thấy không đi. Hay mặc cái áo sơ mi như vậy này, cái vải như thế này. Trời ơi. Chốt cho em sơ mi hoa đỏ 135 ngàn. Ai lấy lấy. Rồi đây nè, đây nè, đây nè. Không lấy thì bóng sĩ hết. Bộ này là sĩ đang cần. Là bộ chấm bi nè. 5 bộ hoa đỏ cho Tiên. Bộ đẹp quá ha. Thề luôn, hồi chiều mới đi mua đồ mà thấy thằng nó mà chạy cho cái thác. Mà chữ ghẹ đẹp lắm, mặc cái sơ mi này. Ừ, cái hòa tiếng này luôn. 1,5m 60kg không vừa nha, xả xả nó hoàn thân ra. Không thân đâu rồi, xả nó đi 1,5m. 1,5kg. Đi dùm em hoa đỏ đi. Hoa đỏ cho. Từ từ đưa em đưa nha. Hoa đỏ cho ai? Hồ Cúc một bộ. Hồ Cúc à. Hồ Cúc một bộ này. 5 bộ cho Tiên Nguyễn. 5 bộ cho Tiên Nguyễn. 2 bộ cho Tiên Ngọc Huyền Tiên. Lấy rồi hả? Chị? Ngọc Huyền Tuyên. Thanh Hiền Phạm có rồi. Sơ mi cho Nguyễn Như nè, có đơn rồi đó. Đâu có đây. Thanh Hiền Phạm có rồi. Sơ mi đỏ cho Lành Lành. Lành Lành. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, hứa luôn. Nhưng hàng mà vải không đẹp em tặng lại cho mấy chị, khỏi lấy về để tốn ship nha. Bộ này đẹp lắm. Đợi xíu nha chị, bên nhà em ăn hết mấy giấy in. Hồng Nguyễn Hoa đỏ dồn đơn. Liên Liên không có mùa đâu nha. Xong rồi cho Lan Vũ dồn đơn. Đưa em mấy bộ nó đi. Đoàn Ngọc Trâm dồn đơn. Hoàng Trương dồn đơn. Lan Nguyễn Mai Nguyễn bộ xinh hoa đỏ. Con sửa mấy lần sao nó kêu rồi nó chưa được. Nó bị kẹt cái gì á. Dùng hai bộ đủ lớn bỏ đấy đi. Đoàn Ngọc Trâm. Mẹ cái mẹ này lúc nào cũng sạch hết trơn. Không bao giờ nó xuống khẽ trơn á trời. Con bỏ vào đúng cái xương của nó thì nhẹ hơn. Mày làm, mày phụ nữ mày làm nhúng cái tưởng mà nhúng cái đàn ông đó. Đó. Đoàn Ngọc Trâm hả? Đóng hai đen. Đoàn Ngọc Trâm còn lớn nhá. Lụa Huỳnh Thi Sơ Mi hoa đỏ. Ngọc Huỳnh Tiền này. Rồi nãy giờ khách chốt quá trời luôn, kìa đọc cho đủ đơn cho người ta nha. Hoa đỏ kèm số điện thoại giùm em một bộ nha. 135 ngàn chị ơi. Không, mấy chị ơi mã kèm số điện thoại mấy mail ra nha. Như thế này mấy chị, bên nhà em mấy mail ra nè. Thạch thì hoa này, hoa điệp có sơ mi hoa đỏ này. Hoàng Trương chưa? Hoàng Trương chưa? Hoàng Trương hoa đỏ này. Lanh là bộ chấm bi sau lưng với bộ hoa đỏ nha. Lê Thắm này. Này, 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 hoa đỏ này. Lê Thắm nha, Mai Nguyễn, Hoa Điệp nè. Thành Thị Hoa này, nghe em đọc tên nha là có hoa đỏ nha. Hoa Diệp Út Nguyễn này, sơ mi hoa đỏ 135 ngàn nha. Còn Trâm giờ mới có đơn nè. Còn Thị Trâm này. Nè, cầm này, bỏ bill giùm em đi. Bỏ đơn ra. Lụa Hình Thị Hùa, Lụa Hình Thị Lụa chứ. Rồi, bỏ gì? Là đầu á. Ừ. Em có xà tulip đổi hoa đỏ kìa. Nè, hoa đỏ này, đây. Lụa thì lụa phải không? Có xuân gì này. Hoa đỏ cho Lan Vũ chưa? Rồi. Nguyễn Văn Hoài hoa đỏ không có vừa nhá. Ủa chị thu 1,5m 60kg đâu có vừa đâu. Nè Mai Nguyễn mới vô nè. Hoa Điệp nè, Thạch Thị Hoa nè, Út Nguyễn nè, Đoàn Ngọc Trâm nè, rồi đó. Bộ bộ nữa không? 5. 5 bộ hả? Burberry. Không có size 70kg nha. Lai chập đầu tóc như bà đi luôn. Lan Trần hoa đỏ. Lan Trần nha, mỗi lần em chốt hàng mà em gọi không bao giờ bắt máy cho Lan Trần nha. Thôi khỏi chốt đi. Trời đất ơi, chốt không bao giờ bắt máy luôn á. Đừng chốt cho chị Lan Trần nữa nha. Mua hàng quà không bao giờ bắt máy. Thái Phan dồn đơn 53 chiếc sọ này. Thái Phan có đơn này. Thái Phan hoa đỏ đó. Burberry quần ống suông giùm em nhé. Quần ống suông. Mua hàng quà không bao giờ bắt máy là vô tròn nữa. Khỏi ghê. Chị phà tay sọ em chị. Đẹp quá à, Burberry rất là sang luôn. Rồi đưa giùm em BBR.
Mấy chị comment là BBR130 giùm em nhé, kèo số điện thoại. Mấy chị ơi, BBR. À, Nguyễn Tú xăm mi hoa đỏ vừa nè. Ủa xăm thì hai đứa đúng không? Tại thì tạm hai đứa. Không. BBR130 nhé. Màu em đang mặc 130, quần ống rộng, em đứng cho mấy chị qua một vòng nha. Mã này sang lắm. Bóp bơ rửa là đóng sang nhé. Đào xuân hoa đỏ nè. Đào xuân hoa đỏ. Burberry này sang quá, trời ơi, mã này nó thật. Cái Burberry này, cái sọc này là may lên cái gì cũng đẹp mấy chị. Túi này, ví này, đầm này. Dương Trung Hiếu, dường đơn, Dương Trung Hiếu. Như lấy cái gì cơ? Dương Trung Hiếu, BBR. Thái Phan có đơn quá không? Thái Phan có đơn rồi, cho một bộ á. Dương Trung Hiếu bộ đi. Cái nè, đâu rồi Thái Phan đâu? Mua con đi. Trời ơi, Dương Trung Hiếu, BBR, Thái Phan kìa. Phan Trương. Phan Trương là... Con Trương và Dương Trung Hiệu. Dương Hiệu ơi. Nè. Nguyễn Xuân 130 mới vô hả? Nguyễn không. Xuân có đơn chưa? Xuân Nguyễn. Không, Phương Vi Huỳnh Nguyễn BBR nè. Để Phương Vi Huỳnh Nguyễn đi ngoài đi xíu. Phương Vi Huỳnh Nguyễn Xuân mới vô nè, BBR. Lành BBR dùng đơn. Dương Trung Hiệu. Dạ, mai gọi chốt nha. Dương Trung Hiệu có đơn rồi. Dương Trung Hiệu là Lành Lành hả? Nhưng nó làm đi hồng, đi hồng. Lấy gấu trắng rồi trắng xíu. Lấy gấu trắng rồi xíu đi mấy chị. Lấy cái đơn bộ đầu lai thả ra đi. Em lai rồi. Hết rồi. Đâu bị đâu. Bị nó đâu. Bây giờ dịch chiều mới đâu. Cái năm còn là dịch không hiểu đó. Đây là còn lanh lanh không? Lanh lanh mới ghi luôn á. Lanh lanh là của chấm nhiều hoa nọ đó. Đây, công trần BBR nè. Cuối cái bao nó còn công trần BBR. BBR nó mặc hơn mét tí. Mai chốt đơn nha. Tại vì giờ khuya rồi em ơi. Sao mà gọi hết đơn được. Rồi cái bộ này còn ít nha. Video không có tay ngắn nha. Bộ này số lượng còn ít nha. Mấy chị đẹp nha. Hơi mệt nha. Hơi mệt giùm em nha. Mấy chị comment là hơi mệt giùm em á. HM đi mấy chị. HM. Dạ. Chị Vi Đen nó sao là ma la canh mặt đó chị ơi. Ma la canh mặt xong thì chị Trang mặc cũng như Trang vậy đó. Đâu có khác gì đâu. Hoa Phạm thì chị cụ phải gọi. Hoa Phạm phải phải hai bộ không thế. Ừ. Hoa Phạm thì chị cụ phải gọi hai bộ. Thôi mai ấy. Chốt giùm em hơi mệt nhá. Hôm mệt là 58kg vừa nha đoàn 100 ơi. Hôm mệt là thương hiệu cái túi này luôn mà chị. Đẹp chưa? Trời ơi nói mà vậy rồi có bán không ạ? Không nha chị nha, còn không có mấy mất câu em chốt thả ra cũng vậy à chị. Nên em không chốt. Chốt giùm em mà hơi mệt. Đưa giùm em lên nước cho, khát nước quá. Cái lửa đó. Chất liệu không co giãn nha, cái này là măng gồ em đi móc kinh nha. Ba đi ăn chưa? Hơi mét hai bộ cho Tiên Nguyễn nè. Đợi mẹ xíu xong nha. Tiên Nguyễn hai bộ, Nguyễn Như hai bộ. Từ từ để qua đếm số lượng cái đã, đưa giùm em đi chị nhờ. Lấy tránh đi. Từ từ, này kỹ qua đi lái nè. Đợi xíu em lấy cái đó liền. Tiên Nguyễn hai. Tiên Nguyễn hai. Tiên Nguyễn ba to đây. Thế này đưa đi. Tiên Nguyễn hai, Nguyễn Như hai. Nguyễn Như đang lên luôn. Hai bao hai bao. À cái gì đây? Đoàn Ngọc Trâm bộ sơ mi chấm bi á. Thôi mệt giùm em nha, mấy chị cầm em HM là được rồi. Thương hiệu cái túi này. Sơ mi chấm bi. Đẹp lắm. Bộ này đẹp lắm, bên ngoài là hơn. Chồng nhớ hết 3 bộ bên mình được hết đó. Tại vì bên mình mua 2 bộ, bỏ đi. Nè 2 bộ nè. Em bên dưới mình có lắm. Phải để cái tên không quay cờ luôn nè. Ghi tên nhé chứ Hồng sĩ ghi tên cho bao nhiêu bi á. Hồ Cúc Hờ Mờ dồn đơn. Nè Hồ Cúc Hờ Mờ nè. Nguyễn Xuân nè nhiều chị đi này. Hồ Cúc này. Hờ Mờ cho Gia La Vũ Vũ. Gia La Vũ Vũ đây này. Đẹp ha. Hồ đẹp quá trời. Mới lấy đồ hồi sáng bảy đó. Gia La Vũ Vũ. Dạ, cảm ơn chị nha, Phương Huy mình Tết tôi đi hoài cho. HM nha, như cái túi này, thương hiệu như cái túi này nha. Nguyễn Huyền Nguyễn lấy bi sau lưng là hai bộ.
đẹp ha, bộ đẹp quá trời luôn. Chậm nữa. Gấu trắng hả? Lại là gấu trắng vét hả? Rồi rồi trắng xíu. Ba rút cho mẹ cái bộ vét gấu trắng đó đây ba. Lấy bi sau lưng thì hình nữa là hai bộ nha. Mẹ vô trong kho á, có đơn ra bộ lấy ra giùm con luôn đi. Phương ấy. Bên này tiên người Mỹ Phương à. Ừ. Người vừa cái gì của con? Tên gì? Danh la bộ trong kho á. Dùng luôn luôn. Đớn nhỏ ngoài à. Ủa sao vết này thấy dài vậy? Ủa luôn luôn bố bố đó. Lấy ra cái nhá mẹ. Lấy đi lấy với nhau. Luôn đó. Con bộ. Mình giặt đi. Không đi ra như cách lộ rồi. Rồi em lên vest gấu trắng nha. Không mở bên xả cũng không nhiều lắm. Này, xả ra chứ có cái bao gì. Ôi, trong một trong đi. Kệ đi, nhìn mắt đang chọn sao? Hồi nãy bé có chọn. Sao quá trời luôn. Vô hơi mấy cho châu đen ngọc. Ủa sao bé mà sao cổ vuông? Đó. Thiệt mấy bà chị. Kê. Đây nè. Mà chảo cái cổ chảo. Châu đen ngọc là chi? Hơi mét. Mệt kìa. Mệt kìa cái cổ nó ngồi. Chưa, về ra rồi khóc chết bà luôn á. Thiệt lắm, thầy đứa cái cổ. Gấu trắng ống lê 5 bộ. Tiên Nguyễn. Cổ vuông đó ống lê. Cổ vuông đây nè. Qua nha, kiếm cái kỹ. Một lần vuông kỹ với chị nha. Sếp thì đưa cái cổ ra. Sếp đưa cái cổ ra. Cứ giấu giấu gì. Cổ vuông này. Chả còn ngu thiệt. Hai này. Xếp nó lấy quan sát cái mẫu. 4 rồi cho chị tiên 5 bộ đi. Rồi vét bắt được quá ha. Rồi vét có trắng giùm em nhé, 135.000. Ống nhỏ nhé, bộ này là ống nhỏ cho Trang. Hôm nay là đầu lai là đỡ bực mình. Thôi đừng rồi mái tao kìa. Mái tao cũng đừng đớn như thế, mềm mại có gì. Mang đi nhảy mấy về. Đang có quay clip không? Về chiều lắm. Làm gì về chiều? Đi mem vest đi. Nguyên phần được chú Nhật cho mấy trời. Tết nhất tới nơi là con ơi, nhảy gì nhảy ngoài. Nguyên phần được ngay chú Nhật cho mấy. Bây giờ mem đi, vest gấu trắng giùm em. Chú Phần đó, trời ơi. Rồi, tốn 15 ghê. Chịp đi đi. Vest gấu trắng giùm em nhé, 135. Này con đọc tên lên đi không? Là 100. Thiên Nguyễn thêm hai bộ vé gấu trắng kìa. Có đỏ luôn nha. Bi hồng đợi trang xíu. Bi hồng đẹp lắm, đợi trang xíu đi. Rồi gấu trắng giùm em này. Cái đơn Nguyễn Xuân á, có một bộ bi đen đó nha Thím. Ờ. Quay giùm con đi. Để xuống Nguyễn xuống đi không? Nguyễn Xuân là khác nha. Đọc tên vé gấu trắng Nguyễn con. Nguyễn Xuân đây. Nguyễn Như hai bộ, Thiên Nguyễn hai bộ. Nguyễn Như hai bộ. Nguyễn Như đây. Nguyễn Xuân sao? Đi giùm em mấy bộ nó đi. Cắt chốt quá trời luôn, bên bên bay này nè. Đọc đi. Nguyễn Như hai bộ hả? Nguyễn Như hai bộ. Tiên Nguyễn hai bộ. Mày đọc tên đi đây. Nguyễn Như hai bộ về chưa? Chưa, mày bộ cục vuông thôi. Thảo Lê bé cháu. Bé có cái cọc hành vỏ dùng luôn. Để đi vỏ. Cọc hành vỏ. Ngay đây cọc hành vỏ nè. Nhung trừng nè. Bộ cục vuông hả? Nhung trừng. Rồi lên chấm bi nha. Nhung trừng. Mày bộ cục vuông ha chứ bé. Ê, ra lấy giùm em mấy gì nhỏ gì hồng. Tiếp ai ai đó. Con ai chị nào. Lành bé cấu trắng nè. Đưa giùm em cái túi hồng ấy nhỏ lành nhỏ. Cái túi hồng dài ấy. Ở sau kệ đó. Cái gì đây? Lành hả? Ừ.
Lành lành hoa diệp mai nguyễn. Nguyễn Xuân vét gấu sắn ba bộ là gì vậy? Bộ vét gấu trắng là ba bộ đó, là không phải chấm bi hả chị, là không phải chấm bi đúng không? Trời ơi sao mà có mình chấm bi vậy? Có hai màu vẹt nó. Đó, đó đấy đó. Con làm đưa chị á. Chị Lân đẹp lắm. À đây, chị Lân. Lan mình tưởng là chị là giống vun vun này, hoa diệp nè, đi em con hoa diệp á. Ủa cho năng bằng khỏe đuổi nha. Tao đi tìm này, đi tìm hoa kia đâu. Bộ này đi chơi du lịch dễ thương ha. Này, ngọc hanh vọ nè. Rồi chấm bi giùm em 130. Bi hồng, cái này phải đuổi dễ thương lắm đó chị. Nè, màu hồng mặt lên trắng da dễ sợ nha. Rồi bi hồng da 130 nha. Mai Nguyễn. Bi đeo sau lưng nè, bi đeo sau lưng. Thôi mày kể đó, mày kể lòng gọi 130 bi hồng, đuổi em cái bi hồng bên đây đi. Ủa Mai Nguyễn mới vô hả chị? Bi hồng cũng dễ thương quá mấy chị ơi. Bộ đẹp quá à. Mai Nguyễn mới vô phải không? Bi hồng hai bộ cho Nguyễn Như. Đây cái bao đó đó. Cái bao đó có cái màu xanh cốm không? Khui cái bao đen nó ra giùm em đi. Cái màu như thế này là màu xanh cốm với hoa á. Cái hoa màu xanh cốm này. Tại ai mà bi hồng con? Đi ra đi hồng. Nguyễn Như hai bộ. Cái gì Nguyễn Xuân ba bộ? Ủa Xuân ơi, mua xỉ hay mua lẻ gì Xuân? Xỉ em đâu có cho lựa trên line Nguyễn đâu chị. Xuân ơi. Chuyển khoản. Không chuyển khoản em xả ra luôn nha. Phải chuyển khoản em mới cho lựa trên Nguyễn lấy thêm mình 5 bộ video sau lưng. Ai? Tiên Nguyễn. Ủa Tiên ơi, mai chị chuyển khoản cho em 1 triệu cho Tiên nha. Khách cũ cũng có chuyển khoản cho em nha chị. Lấy đơn nhiều lắm á. 5 bộ cho chị đi. 5 bộ xin đi. Chị chuyển khoản chưa? Nhưng mà khách quen cũng phải chuyển. Khách quen của gì xỉu phải chuyển chứ. Em để em đầu tư về bộ khác. Là 6 bộ thì à, 5 bộ thôi. Đây là video tôi lên này. Tiên ơi, mai chuyển khoản giùm em nha chị Tiên nha. Đi người có đi rồi đó. À mới vô hả? Sáng mai chuyển khoản không nha. Chuyển khoản xong rồi lựa nha. Giống như chị Nguyễn Như vậy á. Chuyển khoản xong rồi lựa. Chị Bi Hồng đọc tên đi ngon quá, tìm người chốt nha. Nè, Bi Hồng sau lưng ơi, Cương ơi, kèm xuống khoản mới chốt được nha Cương. Hà Lê Ngọc Bi Hồng. Hà Lê Ngọc hả? Mai chuyển, ok mai chuyển nha. Trời ơi. Đọc tên đi con. Hà Lê Ngọc Bi Hồng nè. Đồng hồ nu còn không? Còn mẹ kẹt. Đọc đi con. Yêu Kim Nguyễn Nhiều. Trang Trần. Trang Trần Bi Hồng Thảo Lê. Mua Hoài. Rồi biết rồi, biết hôm đơn này nhiều ơi, quá. Chị ơi, sĩ em lúc nào cũng phải chuyển hết chị ơi, cũ cũng chuyển chị. Tiên Nguyễn biết sao không, đơn này nhiều là khách sĩ cũ. Sĩ em lúc nào cũng chuyển hết, em mới đi hàng, chứ không có là khách cũ khách quen gì hết đó. Cái đó biết là chị lớn lắm nha, rồi biết rồi, người đẹp ơi, biết rồi nha. Biết lớn rồi. Rồi con 6 bộ. Rồi em chốt cái 6 chị bộ. Bi Hồng cho Tiên Ngọc. Ông ơi, Tiên Ngọc hả? Cái này là Tiên Ngọc đây nè. Bi Ngọc, Bi Hồng. Tiên Xương dùng đâu Bi Hồng. Rồi đồng hồ đâu em chốt cho mấy chị thôi nha. Bùi Hiếu còn chơi không chị, lấy em bộ chơi ống rộng nha chị dùng đơn. Chơi em lấy chơi màu gì em ơi? Chơi đồng mà chơi. Bi Hồng cho Linh Mi có đơn nè. Linh Mi có đơn. Đi em màu xanh cốm ra đi nhỏ. Linh Mi có đơn rồi đó. Bi Hồng nhiêu vậy, 130 hả? Ừ. Gấu trắng vô lên cho Hà Lê Ngọc. Ok chị. Hà Lê Ngọc. Hà Lê Ngọc gấu trắng. Vinu nè em có 6 mấy sáu chưa? À Nguyễn Cương ơi, có bộ bi đen ở sau lưng rồi Nguyễn Cương nha. Nguyễn Cương có bộ bi đen sau lưng rồi. Mi. Họa tiết đẹp quá ha mấy chị nha. Nu. Ủa, Hà Lê Ngọc là vest gấu trắng đúng không? Hà Lê Ngọc là vest gấu trắng đúng không? Cái này còn trong kho. Trong kho còn cái này không? 6 bộ. Bé bỏ lấy cho mình một cái bộ bé cố trắng với. Đi coi cái nữa một bộ. Bé cố trắng có bỏ nè. Không, Linh Mi là nãy giờ quá trời rồi đó. Đây nè, cái cảm giác nè. Đây, bé cố trắng cho Hà Lê Ngọc nha. Đồng hồ nu 6 chỉ thôi. Hà Lê Ngọc bé cố trắng. Linh Mi đây nha. 6 chỉ đồng hồ nu nha. Linh Mi nhiều lắm, Linh Mi 3 bộ rồi. Bi đen hình tượng là 135 nha. Nu mà pha kem kem đẹp lắm nha. Nu mà pha kem kem đẹp lắm nha mấy chị, đẹp nha.
đẹp quá, họ tí là đẹp lắm. Đồng hồ nu giùm em. Hai bộ cho Tiên Nguyễn. Đồng hồ nu 135 nhé. Hai bộ cho Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn hai bộ, một bộ cho Nguyễn Như. Nguyễn Như. Bí hồng cho Nguyễn Mỹ Dung có đơn nè. Linh Mỹ làm đẹp lắm, bộ này vải đã lắm luôn mấy chị. Đã lắm. Hết vải rồi. Lấy chó em nó đang mặc hả? Hoa Diệp đồng hồ nu dùng đơn. Hoa Diệp. Hoa Diệp, Hồ Phúc. Hồ Phúc đây. Rồi bộ hết rồi nha. Hoa Diệp bộ hết rồi nha con đi. Hoa Diệp, Hồ Phúc với là Nguyễn Như chưa? Nguyễn Như trước lại đẹp. Gì? Nguyễn Như đồng hồ nu á. Quyền quyết đồng hồ nu. Quyền quyết đây luôn. Đây. Tân ơi, đồng hồ nu hết rồi. Đồng hồ nu hết rồi nha mấy chị ơi. Cái bộ Nguyễn Mỹ Nhung á, đi 130 dồn đơn đi, có đơn rồi đó. Nguyễn Mỹ Nhung đi 130 có đơn rồi. Đi ơi. Mai người đồng hồ nu hết rồi chị. 130 đi 130 đáng hả? Cái bộ đó của ai mà lọ lên trên vậy? Nu đó. Không. Chốt cho em mã sơ mi mới nha. Đi, chuẩn bị gì? Bi hồng. Đầu la thì cuối la mới có cái mã đẹp. Miếng mã này mới về nha mấy chị đẹp. Nhung không? Đây kiểu này. Mấy chị thấy rõ kiểu không? Rồi chốt cho em sơ mi vuông nha. Sơ mi xanh đi. Nhung đi nhung. Đây, ống rộng giùm em nha. Chỉ có duy nhất một mẫu này thôi mấy chị. Mẫu này chỉ có duy nhất một mẫu này. Đây đây đây. Gà hũ nút giùm em đi. Cô này đẹp lắm. Nè Tiên đây, ơi. Alo. Tiên Nguyễn ơi. Tiên Nguyễn em có ghim Tiên Nguyễn em có ghim số tài khoản á chị coi giùm em cho trùng xỉu. Có ghim số tài khoản đó. Sơ mi xanh 130. Tiên Nguyễn 2 bộ, Nguyễn Như 1 bộ. Đợi xíu đi mấy mắt. Đây còn lại 2 bộ. Bình hai bộ. Từ rồi nha. Bộ đi. 5 bộ hết rồi em ơi. Tiên Nguyễn 2 bộ. Tiên Nguyễn 2. Rồi 1 bộ đi của Nguyễn Nước thôi. Nguyễn Như 1 bộ. Rồi. Không. Hả lên trên 6 này đây nên. Tiên Nguyễn thấy chưa? Ừ. Qua cái view mà khách ấy là Mọc ở trong Linh Hoàng. Lan Vũ. Lan Vũ à. Mọc Linh Hoàng Lan Vũ. Mọc Linh Hoàng Lan Vũ. Đây Mọc Linh Hoàng đây. Hoa Mai chưa có đơn kèm số ngoại nha. Lấy em Bùi Duy Năng dùng đơn Bùi Hiếu. Ok Bùi Hiếu nha. Vô trong kho lấy giùm em dơi Dior đi. Dơi Dior là nón rồi đó. Nguyễn Như là hai bộ sơ mi luôn. Hai bộ lận. Chia hình sơ mi xanh. Chia hình cái thẳng hạng lấy cái thẳng hạng đó. Dơi. Hà Lê Ngọc dùng đơn. Hà Lê Ngọc đây. Bộ ổ. Chia hình còn đứng chưa? Rồi còn nhiêu đây hết nha. Mới về xỉ lấy hết rồi này. Chốt cho em mã ngựa. Bình Trần dồn đơn này, Bình Trần đấy nha. Chốt cho em mã ngựa nha. Bình Trần. Đi hình là đi ô văn Hoa Mai. Cái bộ xanh nữa. Xanh lên hết rồi. Chốt cho em mã ngựa nha. Hết xanh rồi. Xong đi được con bộ đấy nè. Hoa Mai nè. Còn đứng nha. Đi Trần đi chi đấy. Sơ mi xanh hết rồi nha, đừng ngưng chốt cho mấy chị nha, ngưng chốt sơ mi xanh giùm em nha. Chốt giùm em mã ngựa xanh nha. Mới. Ống mát cho mấy chị đẹp nha, ống mát. Ủa cái lô này mới về hồi trưa mà qua trong kho sót đi nào không? Mới về hồi trưa mà. Đã rồi. Không còn hả? Đi nặng mà tơi đi. Chốt giùm em mã ngựa nha. Mã ngựa đặc biệt đây. 63 ký đổi lại mặt vừa. Bộ này còn đúng ri vậy. 63 ký đổi lại mặt vừa nha mấy chị ơi. 63 ký đổi lại mặt vừa, cao 1m6 nha. 1m5 không vừa nha. Ra cần gầu đen bầu nè. À còn có gầu đen. Chốt cho tan vừa xanh nha. Đây không mới về. Đen đây có hai có nè. Mới về hồi trưa luôn dễ sợ còn. Hồ Cúc ngựa. Hồ Cúc còn đây đúng. Câu Lan Ngọc ơi, hết sơ mi rồi. Yến Ly sơ mi xanh hả? Sơ mi xanh là gì? À sơ mi xanh đó. Đây nè, Yến Ly hồi này có một bộ đây nè, Yến Ly sơ mi xanh. Ngựa xanh cho Nguyễn Như. Nguyễn Như kìa.
xanh đẹp lắm mấy chị. Ở ngoài nó rất là đẹp nha. Dự Linh chưa có đơn mà. Người cho Ngọc Linh Hoàng kìa. Ngọc Linh Hoàng ơi. Thề luôn. Hôm nay mới về mua hả? 46 kiếm 1m55 bao đẹp luôn qua Mai ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn. Dự Linh đã có đơn đâu Tân. Đẹp lắm mấy chị ơi, người đẹp quá à. Nguyễn Như có đơn nhưng sao chưa dùng. Ngựa hai bộ cho Tiên Nguyễn. Chấm bi bộ ngựa, mà ngựa. Ủa làm sao? Chấm bi một bộ, mã ngựa một bộ. Bộ này mà không lấy sai lầm nha. Bộ này mới về chị dành hết rồi. Còn có một ri, đúng một ri luôn. Bây giờ mấy chị qua mua 12 bộ cũng có luôn á. Đúng một ri một. Đọc tên đây này con kìa, ai kìa. Dạ bỏ vô cái mẹ. Khó xóa này. Chưa? Mai Dương Phạm nè. Mai Nguyễn có đơn. Mai Nguyễn nè. Mai Nguyễn nè, bỏ đơn Mai Nguyễn cho. Ok, cảm ơn Tiên Nguyễn nha. Rồi em lên chơi nhé. Nè, Thẩm dồn đơn. Nè. Rồi em lên chơi nha. Cái dơi này á, cái set dơi này là Trang đã may thêm áo ống cho mấy chị rồi nha. Nè, may áo ống thêm rồi. Quần ống suông nha. Cái đơn Yến Lị đâu rồi, bỏ vô cho mình con. Chuyện chi? Yến Lị thôi, mà đơn phải ngay chứng không. Chốt giùm em mà. Chấm bi hồng hả? Chấm bi hồng mà. Chấm bi hồng còn nha Hoa Mai ơi. Con còn nha Hoa Mai nha. Chốt giùm em mà. Dơi hoa xem văn. Xem trân trân quả cho con. Trời ơi, bộ này sang nhất mắt. Em nói thật, bộ này có là bộ ngựa đi. Đỉnh của đỉnh. Nè, quay của hoa văn rồi mấy chị. Ô ô, tao nói đẹp nhất mắt luôn. Trân trân đây hả? Không. Trân trân bỏ vô cái bộ này nè. Chốt giùm em bộ này. Cũng có lần giùm em. Bộ này có kèm áo ống cho mấy chị đẹp rồi nha. Chán nữa, hai bộ ngựa. Hai bộ à? Đây bộ, mỗi bộ là còn bộ rồi. Thôi đi con. Hoa Mai đâu? Cái đâu Hoa Mai đâu rồi? Hoa Mai hả? Ờ. Hoa Mai. Ủa? Hoa Mai lấy cái gì đây? Hoa Mai chấm bi hồng. Chấm bi hồng với là cái... Đây, chấm bi hồng nè. Chấm bi hồng với là cái gì đây? Sơ mi xanh. Hoa Mai chấm xanh. Không được gì hết. Sơ mi xanh. Sơ mi xanh với bi hồng này thêm hai bộ rồi chứ. Ừ. Đây. Em làm thích mặt đi vậy. Đi ngoài con đi. Chốt giùm em dơi nhé. Dơi hoa văn. Cái này còn mấy bộ vậy? Đi hết. 5 bộ, 3 bộ chứ. Hết luôn hả? Kiểm tra giùm em bộ này đi. Hôm mai. Một bộ, hai bộ, vài bộ. Con 3 bộ à? 4 bộ. Mã người cho tăng này. Con ngựa không? 4 set thôi nha, 135. Cho con 3 bộ ngựa đi. Chốt giùm em dư hoa văn cho con ít nhiều đấy. Dơi hai bộ cho Tiên. Đưa giùm em đi. Dơi hai bộ cho Tiên. Tiên hai bộ đây. Rồi còn hai bộ hết nha. Kém tiếp. Bộ chấm bi maracan với bộ ngựa này. Trang có may ở ống cho mấy chị rồi nha. Nè. À. Anh. Đang bận cho Lê Thắm dùng đơn. Lê Thắm dùng đơn. Tiên Nguyễn hai bộ chưa? Nguyễn Như dơ hoa văn. Rồi hết rồi nha. Hết luôn đúng không? Là cái bộ này hết luôn hả? Ừ. Con Nguyệt Kinh ơi hết rồi. Nguyệt Kinh ơi hết rồi. Rồi lên giùm em dơ bản đồ nha. Bùi Hiếu có đơn không? Dơ bản đồ đẹp quá. Bùi Hiếu có đơn chứ. Trời ơi là trời, sao mà cái họa tiết nó đẹp kinh khủng. Bùi Hiếu có đơn gì? Mấy chị ơi bản đồ giùm em nhé. Dơ bản đồ giùm em. Đây Thắm ghi rồi. Chứ sao vậy? Đây Thắm từ lưng này má. Bùi Hiếu ở con đây nè. Bùi Hiếu như năm đây nè. Mệt bốn. Đâu. Dơ bản đồ này ngon số lượng. Bùi Trúng. Bùi Trúng là Bùi Hiếu. Đồ bắt cốt xanh.
gì chứ. Nhà nó có tiếng ra để em lai lại không vậy? Thôi mình đi học đó. Chưa? Con biết nữa. Chốt chùm em dơ phân, à, dơ bản đồ. Xem mày cái bầm bầm đấy là của con nghe. Không biết. Cũng còn một bún dứa. Một bún dứa thôi. Rồi. Đẹp quá, cái bản đồ này đẹp. Bản đồ sao mới 6kg hả? Không chị vừa. Ơi, cái này không vừa đâu nha. Không vừa chị ơi. Không có phải 6-8kg chị ơi. Ba bản đồ cho chị Nguyễn. Nguyễn Như, Nguyễn Như bản đồ 1. Ồ, cái bản đồ này đẹp kinh khủng luôn nha chị. Tiên ơi, 3 triệu em 1 triệu nha chị Tiên, yêu dấu nha. Đẹp quá à. Bản đồ này cho ai vậy? Nguyễn Như. Nguyễn Như 1 bộ. Đi đây, đây nè. Từ từ để kiểm tra áo ấm cái đã. Rồi đây nè, một bộ với gõ Nguyễn Như nè. Rồi ai nữa? Ba bộ cho Tiên. Ba bộ cho Tiên nè. Tiên Nguyễn. Nè chị Hồng bảo với Tiên giùm em bao em. Hai Dương Phan chưa có đơn không ta? Rồi ai nữa không? Ai bán đồ nữa không? Bà ơi 2 triệu cũng được. Ờ chịu qua 2 triệu đi. Chơi sộp luôn đi, Tết rồi Tiên ơi, Tiên yêu dấu. Nha. Đây có tạm buồn. Nhớ đó nha. Rồi ai bán đồ còn bộ nhé, hết rồi. Nên lên trên nếu kém đi. Nhìn lấy đó cho em, bỏ đây, bỏ đây. Này bỏ vô rồi, bỏ vô. Gái đi, hai bộ gái đi. Cái gì? Cho con. Con bộ như bé bộ. Hình như chưa, bỏ vô hình như chưa. Hình như nè. Ok Tiên yêu dấu. Tết đi quà, Tết đi quà. Hoa Nguyễn Như. Rồi nail hồng à, nail hồng kem nhé. Đậu hết. Nail hồng kem giùm em 6 set. Mấy cái bộ này nó thật hàng thương hiệu là may ra sĩ em nó hốt hết đó chị. Chưa. Ừ, đợi em xíu đi. Chưa gì vậy? May ra là sĩ nó hốt hết, không còn bộ nào mà like luôn. Bởi vậy bây giờ em đang lo sợ Tết không có hàng bán nên mấy chị lo lắm. Bây giờ còn 4 tuần nữa Tết rồi, bây giờ nhà em là muốn cháy vải rồi đặt. Mấy chị biết sao một ngày mà em chạy quanh cái chợ mà chuyên vải. Rồi đặt hàng vải nữa. Hai bộ nào Ken ơi? Ủa Ken đâu rồi? Ken Nguyễn, hai bộ nào? Đi ăn gì? À vết gì lắm rồi, bây giờ xíu. Rồi chốt cho Trang là vết nu mà cái màu này pha hồng hồng đẹp lắm mấy chị. Anh đang mặc là set nha, áo rồi quần rồi nha chị. Ra năm em sẽ may đầm nhé. Ra năm nên mấy chị bây giờ cần tết có rồi em mới may được. Ra năm em may đầm nhé. Hoa mai dùng đơn neo hồng. Hoa mai dùng đơn neo hồng. Ừ. Này neo đẹp chứ này. Hoa mai dùng đơn neo hồng. Đẹp ha. Neo hồng. Có đơn rồi đó mẹ. Sao ba cái đổ lại? Hoa mai neo hồng. Từ. Chị ơi, Thanh Phúc ơi, chị không có dừa đâu, chị 6-8kg thì chị không có dừa, chị đừng có lựa nữa chị ơi, nha. Hoa mai. Ừ. Hai bộ cho Nguyễn Như. Đưa đi. Nguyễn Như là chị Hồng. Ủa bà Tiên Nguyễn không lấy anh em này hả Tiên Nguyễn ơi, đẹp nè Tiên. Đưa giùm em video đi. Trân Trân dùng đơn. Ok Trân. Máy cái này có vô chứ rồi. Hoa mai hai bộ con ghi rồi. Trời ơi, cái gì máy nè. Không. Mà cái gì máu. Đưa cái bếp nè. Đưa đây, Trân Trân đâu. Nè Trân Trân nè, Đinh Lê. Cái đơn chưa? Đinh Lê Thóc Nguyễn Thị Thóc dùng đơn nè, dùng đơn Thóc Nguyễn Thị Thóc đi. Đây rồi. Anh Kim đang mặc rồi, ok. Máy đủ đơn rồi đó. Rồi Sumi Fendi nhá. Bộ này còn nhiều không vậy? Trân được 2 bộ rồi nha Trân ơi. Bé chốt đơn mấy chuyện dễ thương quá. Đinh Lê đâu rồi? Nó đỏ nó còn bộ đấy. Ủa hết Tết đấy. Hết Tết hả? Từ. Có nha. Trời giờ con lục lại chắc người ta đi ngủ rồi. Không. Hồng Chi Tăng. Hồng Chi Tăng ở đây. Dưỡng Hoài nha. Nghĩ sao vậy? Ở đây Hồng Chi Tăng nó có logic. Đây
Hồng chi xăng bị đen. Hồng chi xăng có hoa tết nha chị nhé. Ba cái cũ rồi. Đinh Lê đâu rồi ba? Đinh Lê đâu rồi? Đinh Lê đây, Đinh Lê hai bộ đủ đơn rồi, xuất sắc luôn. Sumi Fendi quá đỉnh. Quá đỉnh luôn. Đẹp ha. Quần ống bát. Đinh Lê, Đinh Lê rồi đây. Bộ này phải đặt mấy tháng trời. May người dễ thương quá. Em ơi Trang ơi, cố gắng giúp chị bộ đồng hồ nu. Chị ơi đem qua có ai xả để em bỏ vô cho chị đồng hồ nu nha. Mai Nguyễn nha. Đem qua có ai xả để em bỏ vô cho. Hồ nu hả? Mai Nguyễn này đồng hồ nu này. Để em kẹp đây đi, ngày mai để em chốt ha. Đồng hồ nu đây. À chị nhỏ có một bộ Versace mà hình con cọp đó. Hàng đó hàng độc lạ. Ôi giờ em đưa lên em sợ quá à. Tại vì mẫu nó quá đẹp, nó có một bộ à. Tại vì cái bộ đó là em lấy em mặc mà nhân viên em không biết mà bỏ thêm một bộ nữa là dư ra hai bộ. Trên cái kè đó đó, ngay bộ sạch bạc hơi em đi. Trên cái kè đó em sợ quá, em đưa cái bộ này em sợ giả mang luôn. Bộ đó quá đẹp, bây giờ tặng chắc chắn là em đưa ra một bộ là mấy chị sẽ lấy, em sẽ dành nhau. Để bây giờ ba mấy còn 200-300 người xem mới có một bộ mà em thay muốn ỏi luôn. Rồi bộ Sumi Fendi giùm em nhé, 135 ngàn. Bộ này đẹp này, bộ này đẹp lắm, Fendi giùm em nhé. Ní chốt bộ này đi xa mà cứ em muốn bảo mẹ em muốn 7 kg mà 1m55 nhé. Kiếm cái bộ cột đó cho em đi hành. Hành Quỳnh Nam mà. Hành Quỳnh Nam mà. Cái này đâu ra vậy? Cái này xạo con sĩ mẹ nó ra. Hồng Nguyễn có sinh viên hoa đỏ rồi nha, có sinh viên hoa đỏ rồi. Hồng Nguyễn ơi, hành Quỳnh Nam mặc nè. Rồi đúng bộ sạch lái. Bộ này đẹp mà mấy chị. Ủa? Linh Lê. Ủa? Cái đồng Linh Lê đâu rồi? Đây nè. Bộ bộ gì? Bộ cái gì đây? Trời đất ơi, đâu ra vậy? Hai bộ hả? Sọc canh đâu mà cho Ngọc Hành bỏ có lơn này. Này Ngọc Hành bỏ này. Nè. Chốt trang mã hoa xanh 4 người thôi nha. Để cho con đi. Đang mặc cho anh Kim có đơn. Này, Ngọc Thành vọt đi. Anh Kim có đơn. Chốt cho trang mã hoa xanh nhé. Anh Kim con mới ghi đó. Ủa, vuông như này của ai con? Ủa, vuông xanh vuông đi. Ai xanh đi ai kia? Chi Huỳnh. Chi Huỳnh của đơn chứ ta xéo nha mấy chị đẹp. Chốt cái trang mã hoa xanh. Ủa sao quá hả? Ủa? Cái đơn này là của Tuyền Sương nha, Tuyền Sương nha. Ủa bộ này em nhớ thấy ngày hôm qua rồi mà. Của má kia sĩ hả? Kêu chuyển khoản không chuyển khoản sợ bị lừa. Mấy chị ơi kêu chuyển khoản sợ bị lừa, mấy chị thanh xã ra đi. Để sao xử bị lừa mấy bộ đồ trời. Kêu chuyển khoản chị ơi, thôi chị sợ em lừa quá em ơi. Nói băng tội luôn trời. Bộ bi 50kg rồi, cao 1m6 nha Hạnh Quỳnh ơi. Chốt cho em hoa xanh. Mấy chị nào vô xanh Nguyễn đi ngủ rồi hả ta. Chị nào mới hoa xanh cho Hồ Cúc. Hồ Cúc hoa xanh. Hồ Cúc lấy chị bút nhỏ. Chị nào mới chọn bên em một bộ chọn thêm cho em nha. Hoa xanh đẹp đó chị ha. Đẹp chính cũng đẹp. Đẹp hết rồi. Đi ơi. Đẹp bác sẽ kiếm ơi. Diễm Phúc hoa xanh nè. Diễm Phúc hoa xanh. Từ Diễm Phúc hoa xanh với cái bộ neo hồng. Em mua cái bì này. Neo hồng. Đẹp như sao là báo hả? Bộ này đẹp lắm mấy chị. Bộ đẹp. Hoa xanh cho Châu Lê Ngọc. Hoa xanh Châu Lê Ngọc. Bảo biết là Nguyễn Cương. Ghi ở ngoài Diễm Phúc đi nè. Ừ. Châu Lê Ngọc đây này. Trời ơi má ơi. Trời ơi sao nó đẹp giả mang vậy trời.
Mấy cái này mà không like đầu like. Mấy cái hàng đẹp thì vú vú vú. Mấy cái này mà không đưa em like đầu like này trời. Bây giờ cuối giờ là mới đưa. Đẹp chữ đen giùm em trai nha mấy chị đẹp. Mấy bộ hàng không có game like đầu like trời. Fashion nha chị ơi, chữ đen fashion. Chữ đen fashion giùm em. 130 mấy chị đẹp, 130. Đẹp quá, bộ đẹp quá. Bộ này mà like đầu like là khả năng này hết cháy nha. Mê đi đưa đây. 130 giùm em chữ đen. Trang. Chị đen Khánh Nguyễn. An 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 Khánh Nguyễn. Không có xỉ nhiều cho nên mấy chị bán muốn bán là 7-8 cũng là ok luôn nha, tại vì hàng này Trang bỏ xỉ ở shop mấy con hot girl nó bán shop lớn nó bán 270-230. Hồng Nguyễn có chưa? Nguyễn Nga có mấy đơn vậy? Hồng Nguyễn có đơn. Hồng Nguyễn có đơn dùng đơn. Rồi chữ đen qua chốt quá trời kìa đi. Chữ đen cho Thúy Lương từ Cherry. Thúy Lương này từ Cherry này. Rồi nón ba khác nha. Bộ có chân ảnh. Bộ bùa đỏ không? Mẹ xả mẹ rồi. Nè chị Hồng. Chữ đen nè. Nguyễn Thư chữ đen mới vô nè. Để con phải đi mua nè. Con này bố trí là sẵn nè. Chốt giùm em nón nha. 135. Này Nguyễn Thư nè. Nguyễn Thư chữ đen, Thúy Lương Salena huyện chữ đen 60kg nha. Chữ đen à, nón giùm em 135, nón này em chốt cho ba chị thôi nha. Bữa giày xỉ qua nhà lấy nó rớt lại lẻ lẻ mẫu khó lắm. Để có nhiều khi còn ghi trên đi nè. Mà dạ dạ rồi. Sao nó giống bị bộ mô hình này. Nè, Mai Nguyễn Yến ngoài bộ hoa xanh nè. Mai Nguyễn có đơn rồi đó. Khui cái bao đó ra bộ lấy hoa xanh nè. Đừng để ngày mai, mai đâu hoa xanh có đơn mai. Bây giờ mình có 200-300 đơn hàng rồi, mai la chết chết. Nè, bộ mai. Đi đưa giùm em mừng mai xíu đi. Nói cho em 135 nha. Nói cho Nguyễn Xuân có đơn. Nói cho Nguyễn Xuân. Ủa nãy giờ đâu có chốt Nguyễn Xuân đâu, có chị đâu có chốt đâu. Nón hai Nguyễn Xuân nãy giờ đâu có chốt cho chị đưa đây. Nhưng mà tại vì phát triển mà nón hai ngoài. Chị Xuân ơi chị không phải em mới chốt đi, nha. Đi đưa mượn mấy con xíu. Trần Ánh thì mai cái gì là cái cũ mà. Không xả ra nhưng mà cái để là cái biêu. Ba nó đâu rồi mẹ? Sơn đang bộ nón này. Đi ngoài. Cao ta đưa bộ đi nữa. Hả? Nón út trần nè. Nón hả? Đưa cái viết đây, bỏ mấy bộ đen vô đi. Rồi. Bộ nửa nè, mái điện lại cái bộ nửa nè. Nón ba bộ thôi đi, chốt ai đọc tên ai luôn. Đây là cái mẻ rốt việc cho ai đó. Bên này nhìn đây nè. Sơn tan út trần. Còn bộ trừ không? Rồi nón ba bộ nha, chốt ai chốt nha. Qua mẫu trần. Từ đây nè. Thóc Nguyễn Thị Thóc bộ nón nè. Thị Thóc hỏi đó. Thóc Nguyễn Thị Thóc. Một đứa thôi đó. À không. Cái đỏ rồi đó. Đỏ này. Chú giùm em bé vết đỏ rụ nha. Vết đỏ rụ. Bi. Nó hỏi đi mở kìa con.
Ní mai con đi chiều về giá sọc đơn. Đơn thì chưa gọi ai. Tối thì đâu, thứ, làm như ngày bình thường thôi. Thì thứ hai nó mới sọt hả? Nó mới lấy đơn hả? Ừ, thứ hai nó mới lấy hả? Chốt cho Trang vét đỏ ruộng chợ hơi buồn hay đẹp quá hả? Mình sẵn điện đơn, chiều mình đi bill mình gọi mình sọt đơn được. Mai Mai giờ hồi nãy xuống có mấy vậy? Mấy cái bộ này đẹp mà không đưa em like đầu like nha. Cái bộ này đẹp quá trời. Mai Nguyệt, chị thấy không? Mày đó. Like từ khi 8 giờ rưỡi tới giờ mà 11 giờ mà chưa like hết mẫu luôn. 531, 531. Quá kinh khủng. Em mặc đuối lắm luôn á. Chị không đi ngoài có thêm bộ nọn nữa. Trang mặc đuối quá trời đuối luôn rồi. Này đi chị không? Thêm bộ nọn. Mới bộ muốn xỉu. Đem đâu mà không đi. Bộ nọn nữa. Kiểu ai nữa vét đỏ rùi giùm em nhé. Hả? Không Nguyện. Không Nguyện hả? Đây. Nè vét đỏ rùi kìa. Cái đó rùa ai chốt nè. Nguyễn Xuân nãy giờ em đâu có chốt cho chị đâu chị. Em đâu có chốt cho chị đâu. Nãy giờ em không chốt cho chị luôn á. Tại vì chị không có chuyển khoản nên em không chốt. Chị em lờ sợ lừa trên like lắm. Rồi đó rùa ai chốt đọc tên lên nè. Bộ nào cũng đẹp à. Rồi em lên sơ mi báo nha. Để em xíu nhân viên em đọc tên nha mấy chị đẹp nhé. Em đẹp quá. Em nè. Thôi này cậu ơi, nhìn xuống nó chụp nó cái miếng. Nhìn xuống nó chụp cái miếng. Nhìn xuống nó. Nhìn xuống nó chụp cái miếng gọi. Dầu ngọt hết đỏ rượu này. Đây, dầu ngọt đông, cái này mệt đỏ rượu. Bên này còn súng nữa, mấy người súng. Chốt cho em sơ mi báo. Đây, đây, đây. Đây là con súng. Đây còn đơn ơi, dầu ngọt. Rồi. Cái gì? Hai bộ rồi. Lấy cái gì? Biết. Sơ mi báo. Đỏ rượu. Chốt cho Trang sơ mi báo nha. Đẹp quá à, bộ này đẹp quá à. Mấy chị lần lượt nhanh lên giùm em nhé. Chuẩn bị Trang nghỉ đó, mệt quá. Đi ăn nó đói bụng quá. Có ai đi ăn không? Linh Nguyễn này sơ mi báo nè. Mẹ em bún nó ngủ chứ mẹ. Ngủ lại dơ luôn. Nó ngủ hả? Tồi vậy hả? Nó bún nó ngủ hả? Chọc nó mông đầy. Sao ra đây nó khách cũ nè. Nên Nguyễn sơ mi báo nè. Ui em bộ sơ mi báo này, này cái này là bộ này thôi khỏi nói trong việc khỏi bàn. Bây giờ em hết nói nổi. Bộ bi. Cái đơn Nguyễn Cẩm Nhung đâu rồi? Nó không thiết. Nguyễn Cẩm Nhung mới xả ra luôn nè. Còn bộ gì? Đâu có bộ gì. Sơ mi báo nghe em đi đọc đi tên dậy. Đọc tên lên kìa, có mấy chị chờ. Trời ơi, bây giờ đọc cái trang. Trời chốt hàng không chốt đi tìm cái gì vậy? Hai mấy lần trang hai mấy? Hài, sơ mi báo. Chưa có đơn. Chưa có đơn. Hai mấy lần trang ơi. Ủa Nguyễn Cẩm Nhung ơi, hồi nãy chỉ có bộ gì đó chị? Bộ xanh lá còn. Mấy bên kia kìa. Sơ mi báo Mỹ Tho. Mấy bên chỗ cái chân lên đi á. Hai mấy. Họ lại đúng rồi. Sơn Trang một bộ sơ mi báo. Nguyễn Văn Hoài sơ mi báo. Nè Sơn Trang nè. Vô đây đọc cho. Mẹ ơi người đó thôi. Sơn Trang cho em hai bộ sơ mi báo. Nguyễn Văn Hoài sơ mi báo nè. Rồi rồi buồn nè. Bên kia nữa nè. Bên kia nữa nè. Thổ
Nguyễn Như thổ cẩm 50k. Dùng đơn. Cái gì vậy bà nội? Này lâu rồi bà nội. Dì Phúc Sơn đi báo dùng đơn. Rồi. Hôm mai ba bộ đúng rồi nha. Người qua mẫu nha mấy chị. Nguyễn Cẩm Nhung ơi, hồi nãy chị có bộ gì đó vậy chị? Nguyễn Cẩm Nhung có bộ nón ra thêm bộ gì nữa Nguyễn Cẩm Nhung ơi. Nè sơ mi báo với Mai Nguyễn nè. Bộ chị Lâm. Sơ sơ mi nè. Sơ mi ống bát nha mấy chị nha, quần ống bát. Hai bộ. Cho em thêm hai bộ. Sao phải lấy bông mới vậy, mấy cái bông cũ nó không đi nè. Chốt chị Trang sơ mi sọc nâu. Nguyễn Cẩm Nhung lấy nón là cái bộ gì đó chị? Mai đi đi hơn đó nè. Có cái máy coi nữa, thả lấy ra. Sọc lâu đẹp quá. Ôi, bộ này quá đỉnh chứ. Bên ngoài nó đẹp lắm. Bên ngoài nó thật nó đỉnh lắm á trời. Đẹp lắm luôn. Rồi chốt cho em sơ mi sọc lâu nha. Cái gấu đen đó, cái là của ai vậy? Chốt cho Trang sơ mi sọc lâu. Bộ đeo 50 hả? Bộ đeo 50 mới thả ra rồi. Đưa cái bộ gấu đen này đang thiếu nè. Gấu đen này có là ngại sao chứ. À cổ đen nó cọ nó cọ. Bo binh này. Cái này còn bo cái này dìm nghe, bo cái này dìm xuống nè. Cổ đen đó. Cổ đen đó. Cổ đen đó. Cổ đen đó. Rồi xin mi sọc mau nha. Bé nó còn bộ béo 5 cái cá không? 135 á tình yêu ơi. Ông bát chị ơi. Bao phạt luôn. Ông bát, ông bát. Sơ mi sọc nhiễm xúc. Bây giờ hết chỗ đứng rồi. Mà đẹp nói chị đẹp lắm. Thiệt luôn. Bên ngoài nó rất là đẹp nha, trong hình nó không có đẹp. Bên ngoài nó rất là sang, Trang hứa danh dự với chị luôn. Lấy bộ này cho Trang. Nguyễn Văn Hoài lấy bộ trắng trên xào luôn. Bộ trắng là bộ gấu á. Bộ trắng là bộ gấu. Thề luôn, lấy bộ này mà cho Trang. Lấy bộ gấu trên xào. Nghe lời Trang đi, bên ngoài nó rất là đẹp. Tại vì trong hình nó không có đẹp. Trung hình cái màu nó không có đẹp. Đẹp lắm. Đi mấy một bộ đem đưa như gần. Đây nè mấy chị, cái vải nó bên ngoài này. Đó. Thấy chưa? Bên ngoài là vải như thế này nè, đó. Nhi Nguyễn sọc nâu. Đẹp lắm, bên ngoài nó đẹp lắm. Bàn có gì sao? Mai Duyên Phạm sọc nâu. 135 thôi nha. Đây đây. Ông mát. Nguyễn Văn Hoài nè. Bây giờ không có chỗ mà đứng tức ghê luôn. Thơm đẹp lắm. Nè, quần sâu lắm nha. Bộ nào cũng sâu. Nè, 135 là Nguyễn Văn Hoài đúng không? 135. Đó, cái bao nhiêu? Đưa đây, nè, ghi cái Mai Duyên nó đi. Rồi em lên xương xong miếng thập nâu. Đứa xinh thập nâu đây. Em lên rất sắc vàng nha. Bộ này mã là lắm nè mấy chị. Bộ này Mai Duyên Phạm có nha. Bộ này em may size lớn nha. Lấy cái bao này nè. Trời ơi. Bộ này 65kg đổ lại mặc vừa cho em. Bộ này size lớn nha. Con mà sao vậy trời? Quên 99.000 em bộ này mấy chị nha. Chất liệu vải mango tại vì em mang size hơi lớn. Cái này em khó bán quá, bây giờ em bán cho mấy chị 99.000 nha. Nhi Nguyễn hả? Nhi Nguyễn đây nè. 533. Lấy cái này đi nè. Dích sắc vàng giùm em. Quần ống nhỏ giùm em nhé. Bộ này form 65kg đổ lại mặc vừa cho em luôn nha. Em có xin cái thập nâu nha. Cái bộ này form bự lắm. Năm cũng đi chuột thôi. Trời ơi, Nguyễn Cương, Nguyễn cái đơn Nguyễn Cương đâu rồi? Gì vậy? Nguyễn Cương. Sao? Đổi cái hoa xanh ra. Đổi cái hoa xanh, lấy cái sơn sơ mi sọc. Dích sắc vàng. 99.000 Mai, mai đổi tiếp thôi. Mai đổi. Còn dích sắc vàng 99 giùm em, chất liệu vải mango luôn mấy chị đẹp nhé. 99 cho giùm em nhé. 99.000 giùm em. Đẹp quá, bộ đẹp quá. Trinh Đào hả? Trinh Đào lấy cái gì? Chị nào đâu có đơn đâu. Lệ thông hóa máy gì vậy? Dích dắt 99 ngàn nhầm em. Chị nào 61, 62, 63, 65. Chị không có xin mi sọc nâu rồi nha. Nguyễn Cẩm Nhung. Bộ đơn rồi. Bộ 99, bộ beo, bộ nón xanh. Nè đó Nguyễn Cẩm Nhung nè, ghi nè. Bộ 99 là tulip. Bộ beo 50 ngàn. Bộ nón xanh đi ngoài là bộ beo nữa. Dích dắt nhầm em nè. Rồi đó là 3 bộ. Kim hàng triệu vàng 99 nè. Kim hàng triệu và 99 là có bộ sơ mi gì đó. Kim hàng triệu á, em không mất. Đây đây đây. Đó.
con view đó thì dạ con mới hả con view đó để con mới đi coi nó không có thì lo ăn sạch nó sẽ có cái khác rồi. Nếu mà ngoài bộ đang mặc dùng đơn con này đấy chưa, nếu mà ngoài đang mặc dùng đơn thì đồ qua đồ qua nó chỉ chụp phút ba nó đã cũng muốn xỉu rồi rồi. Từ chia đi bộ bàn chính chính là có đơn là đủ đơn này. Nguyễn Văn Hoài đâu rồi? Anh ơi. Nguyễn Văn Hoài. Nãy mình mới bỏ đâu? Được rồi, có là có đầu của chính chính chưa? Nè tới bụng không? Từ, em coi còn bao nhiêu người? Bên đây số 2, bên đây 45, bên đây 55. Từ Cherry bộ bài chính dùng đơn này, từ Cherry này có đơn rồi đó. Còn cái mấy người luôn. Ôi bồ này. Mà sao mà càng về sau mà càng mẫu đẹp, mà sao không đưa cho em lai đầu lai trời. Từ Cherry nè. Này này, chính chính đó. Sáng nay ngủ vơ, không có đêm tiểu, có đi đêm, xả bài khỏi xong. Hoa bao đưa dùm em nha, đưa dùm em đi, bộ này còn nữa. Bộ đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi, bộ này đẹp. Hoa vâng đưa dùm em nhé, 135 ngàn. Chị nào chưa đủ đơn thì em xả ra nha, đáng chịu nha. Em like mẫu này mẫu cuối cùng, em like hết mẫu rồi. Bây giờ mà còn gần trăm mấy người, ba mấy, gần trăm mấy người. Lo tới ngày mai quá, mấy người 11 rưỡi rồi. Mai, xem với đơn mai gửi nó 5-30 có hoa đỏ cho dùng nữa. Mấy chị ngủ khuya ghê ha. Mai nghỉ có đơn rồi đó. Mấy chị cũng ngủ khuya ghê chứ, mai chủ nhật á. Mấy chị ngủ khuya ghê á. Mai hôm nay mới có 200 đơn hàng này. Chắc 99.000 năm ba. Giờ đẹp nha. Mỹ Nhung ơi đẹp lắm á chị. Bữa đẹp lắm. Rồi hoa băng đưa giùm em nha. Này phải băng nguồn 135. Bộ này cuối cùng nha. Không like nữa đâu. Chị nào có đơn rồi thì nhớ canh điện thoại cho nhân viên em gọi chốt đơn nha. Rồi qua chút đủ đơn xả ra nha. Bây giờ còn một mẹ tới chạy cho mấy cô con luôn nha. Bây giờ em là còn một nuôi sĩ luôn. Mai Nguyễn có đơn, Mai Nguyễn có đơn. Chị Mai Nguyễn một bộ trang đang mặc nha em nè. Kim Hằng Triệu hoa băng điều số 2 ký bao đẹp của Kim Hằng Triệu có đơn chưa? Có rồi. Đem cho chị cuối giờ em cho chị nào Nguyễn, bên này Nguyễn Hoàng Triệu nè. Nguyễn Mỹ Dung, Nguyễn Mỹ Dung bài 99. Đâu tiếng Việt dưới lá nha. Cô không thương không, chị có báo luôn cỏ mất. Đó là bộ ăn chị thiệt ra hả? Báo chị thiệt ra. Thế đó ơi. À bác sĩ hả? Em dây, em dây. Đừng nhìn nhau nha tụi em nha. Ai còn đang trước thì em bán luôn. Kiếm hàng triệu, bỏ cái bộ để em bận dưới này về máy đi ạ. Còn thêm bộ vàng bộ vàng mì giống nguyên mì giống Ngọc Kiều đang mặc một vàng một trắng bi và bộ đang nguyên mặc ngoài đi cho bà hầm đang mặc số 4 kg hả không vừa nha. Rồi ai nữa này Ngọc Dung nhìn mì giống có đơn này mai mai Nguyễn chứ nè Robin này Ngọc Kiều nè một bộ vàng 99 rồi bộ vàng 99 bộ trắng bi bộ trắng bi cho mì hả cái bộ đầu ngựa đi nhỏ bộ trắng bi với bộ đang mặc đi lên răng nữa nhé mẫu cuối cùng để đi đó mẫu đang mặc đang mặc mẫu rêu nữa hả ừ. Không có tôi biết con biết chiếc xịt hết đang khá này rồi mẹ phải mới nè mẹ mày dậy mới nè răng nữa nhé 52 kg bao đẹp hả chị chốt trang mã răng nữa nha. Nguyễn Phường em thấy chị nha. Chốt cho em ngừa rằng. Ôi bộ sao má cháy rồi mẫu cuối nha. Sao mà mẫu cuối, mẫu về sau toàn mẫu đẹp không à? Mấy mẫu này không like đầu like là bán sướng. Đấy. Rồi chốt cho em mã ngừa rằng nhé. Quần ống rộng cho Trang nha mấy chị. Quần này quần ống rộng nha. Trời ơi má ơi bây giờ không có chỗ mà đứng ngang đây là hết.
chị nhớ lúc nè, tôi đi tôi mua cái này. Ngừa răng giùm em. Một vần người cho nhiều. Ăn vào vô nó chứ thơm đổ. Ngừa răng, mấy chị comment là ngừa răng giùm em. Thơm đổ. Thơm đổ dùng đơn. Nguyễn Tú Anh bộ chữ đen. Mình đi cắt hóa nha. Chữ đen nè. Cứ trên mạng cứ dùng con. Thơm đổ. Để cái bồ đó xíu nó cũng mặc đi ăn nha. Bồ răng ngừa cho Mai Nguyễn kìa. Mai Nguyễn bồ răng ngừa nè. Thơm đổ. Mai Nguyễn đi ăn, mấy chị em đi ăn không? Ăn chứ. Mãi đồ ăn. Hồi nãy thôi tôi bánh canh rồi nhưng mà vẫn đói nha. Đi ăn gì? Mai Nguyễn là thiếp. Mai đó Nguyễn nè. Hủ tiếu mà. Nguyễn Tú Anh nữa. Ở bên chị Nguyễn Khải. Ngựa ra nha Nguyễn Tuyên. Nguyễn Tuyên à? Nguyễn Tuyên thích đủ. Châu, Mi Châu nữa, Mi Châu nữa. Bộ này là nghỉ đây, không có like nữa. Châu nè. Ủa Nguyễn Tú Anh hồi nãy có bộ gì nữa chị? Nghỉ nha mấy chị nha, nghỉ nha. Nguyễn Tú Anh ơi. Bây giờ còn đông lắm, bây giờ em hết nổi rồi. Cảm ơn mấy chị luôn luôn ủng hộ em nha. Sập nâu. Thương mấy chị ghê luôn á, bữa giờ bán giá rẻ cho mấy chị. Nguyễn Tú Anh bộ sập nâu với là bộ ngựa, bộ chữ đen. Đâu rồi? Chữ đen này. Chữ đen. Nghỉ nha mấy chị. Chữ đen này. Chị nào mà muốn quay lại cái livestream thì mình bấm theo dõi bên bay xong rồi quay lại cái livestream. Thích mẫu nào mấy chị chụp màn hình qua rồi gửi inbox cho em là mai nhân viên em sẽ chốt đơn nha. Sọc nâu nữa em, Nguyễn Tú Anh sọc nâu. Rồi ok rồi là hai bộ. Mấy chị nhớ rằng là phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cho em Trang nhé. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cho em. Nó không cho mấy chị kiểm tra hàng, mấy chị không lấy cho em nha. Rồi thôi nghỉ nha, bye bye mấy chị nha. Nhớ đổi giùm em. Ok ok, ngày mai có nhân viên gọi. Ngày mai lấy 10 nhân viên gọi lần tha hồ mà đổ nha. Mai gọi lần thật ok ok nha. Mai là 10 người gọi luôn á. Bên nhà Trang là nhân viên là mấy 10 người. 12 người mà hai quỷ kia là làm ăn mất dịch có đuổi mẹ nó rồi, còn 10 người. Nói nó nghe, nó đăng like, nó nghe, nó chửi em chết mẹ luôn. Bộ, sao bộ chấm mi đen, Nguyễn Hiền chấm mi đen sơ lưng hả? Có nè, Nguyễn Hiền có đơn chưa? Lấy bộ chấm mi đen sơ lưng gì? Chưa, mới vô đó. Mới vô, thôi quay like lại đi chị, quay like lại đi nha. Duyên Nguyễn rằng người dồn đơn nè, có chưa? Rồi. Thôi bye bye nha, đừng có nuối tiếc nữa. Em cũng nuối tiếc với chị lắm luôn. Nhưng mà bây giờ đuối lắm rồi. Em la từ 8 giờ rưỡi, bây giờ 1 giờ rưỡi. Đúng 3 tiếng đồng hồ luôn. Rồi bye bye mấy chị nha, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chào mấy chị, cánh điện thoại nha. Miễn sao mấy chị phải canh điện thoại. Nhìn hàng đẹp mà mặc, lần sau mình quay lại mình mua nha.